Tô Hồng vội hỏi. Vân thiếu khách khí, xin cứ phân phó. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, giơ tay lên chụp một cái, mở ra năm ngón tay, một thứ nhỏ như hạt gạo nằm trong lòng bàn tay, có màu da cam, phát ra chút ánh sáng màu vàng. Đại trưởng quỹ có nhận biết vật ấy không? Đây là... Tô Hồng híp mắt nhìn một hồi, hồ nghi nói. Vật này là vật còn sống. Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy. Nhãn quang hắn lóe lên, tựa hồ bắn ra lực lượng khác thường nào đó, hạt gạo màu da cam kia tựa hồ run lên một cái, không gian trên ghế lô trở nên mông lung, sau đó chậm rãi ngưng ra bộ dáng một đầu cự trùng. Cự trùng do quang ảnh hội tụ mà thành, toàn thân thành thiết, tổng cộng 9 vòng, trên đó mọc đầy lông tơ trong suốt màu vàng nhạt tinh tế, trên mỗi một tiết càng có 9 cái chấm đen. Cự trùng kia đúng là thể phóng đại của thứ trong tay Lý Vân Tiêu, trọn vẹn lớn hơn 10 vạn lần. Trước đầu cự trùng có một cái hố nhỏ, bên trong chậm rãi tuôn ra dâu màu trắng, có đến mấy trăm cái. Tô Hồng cả kinh, nhìn chằm chằm vào cự trùng kia một hồi, nói. Hình thái thứ này có chút giống với loại nghĩ tằm, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn. Lý Vân Tiêu thu nhãn quang lại, hình chiếu thể của cự trùng lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng thu con côn trùng kia vào, nói. Ta cần đại trưởng quỹ giúp ta nghe ngóng lai lịch vật ấy, càng tường tận càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Tô Hồng sửng sốt xuống, nói. Trùng này có gì đặc thù? Lý Vân Tiêu nói. Chỉ biết là có chứa kim thuộc tính chi lực rất mạnh, về phần những thứ khác thì hoàn toàn không biết gì cả, cần Tô Đại trưởng quỹ hỗ trợ. Tô Hồng vội hỏi. Không dám, hình ảnh vật ấy ta đã nhớ kỹ, sẽ lập tức phát xuống mệnh lệnh cao nhất, một có tin tức sẽ lập tức hồi báo cho Vân Thiếu ngay. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Làm phiền rồi. Về sau, Lý Vân Tiêu lại hỏi thăm một ít chuyện có quan hệ tới thương hội, hữu ý vô ý thăm dò tình huống Đinh Sơn một chút. Nhưng Tô Hồng đều đối đáp trôi chảy, cũng không lộ ra quá nhiều tình báo, chỉ nói lão hội trưởng đã sớm không hỏi thế sự nữa. Lý Vân Tiêu thấy không hỏi ra thêm được gì nữa nên cũng đứng dậy cáo từ. Sau khi Lý Vân Tiêu cất bước, Tô Hồng trầm tư một hồi, lập tức vội vàng trở lại hậu viện, xuyên qua vài đạo hành lang gấp khúc, đi vào trong một gian sảnh. Một gã nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú, mặc trang phục quý giá đang đi qua đi lại trong đại sảnh, không ngừng suy nghĩ về chuyện gì đó. Tô Hồng vội vàng bước lên phía trước nói. Thiếu chủ, Vân Tiêu công tử đã đi rồi. Nam tử này đúng là Đinh Bằng, khí chất trên người và thần thái đã có khác nhau rất lớn với lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành, trong mắt chớp động lên tinh quang. Ta đã biết, vừa rồi đã quan sát các ngươi nói chuyện với nhau. Côn trùng kia thật có chút cổ quái. Cũng không biết có tác dụng gì lại khiến cho hắn thận trọng như thế. Đinh Bằng suy nghĩ một hồi, mới nói. Có lẽ phải tìm một ít kỹ năng dị sĩ chuyên môn mới có thể phân biệt ra, việc này liệt vào cấp ưu tiên cao nhất, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thay hắn hoàn thành. Vâng. Tô Hồng trong nội tâm chấn động, vội vàng lĩnh mệnh, liền cáo lui xuống. Sắc mặt Đinh Bằng trở nên có chút cổ quái, thì thào lẩm bẩm. Lý Vân Tiêu à Lý Vân Tiêu. Đã bắt đầu hoài nghi phụ thân đại nhân sao? Hừ, người có thể mang đến cho phụ thân đại nhân bao nhiêu giá trị lợi dụng đây? Tranh thủ thời gian cường đại lên đi. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi thương hội Thiên Nguyên lại lần nữa trở lại trong tử phòng. Hôm sau, đấu giá hội Vạn Bảo Lâu mở ra ở một đấu giá hội tràng ở trung tâm nhất thành Tân Duyên. Trên bầu trời thỉnh thoảng có hào quang chớp động, hướng phía phòng đấu giá kia mà đi. Đấu giá hội tràng là một tòa nhà vàng son lộng lẫy, bản thân cũng không lớn, lơ lửng ở trung ương thành Tân Duyên, tản mát ra cửu thải u quang. Ở phía dưới đấu giá hội tràng, trên mặt đất phủ kín trận pháp rậm rạp chằng chịt, như tản ra bốn phương tám hướng, lớn chừng vài mẫu. Trong đó một đầu thông đạo trạng thái chân không trực tiếp chỉ lên tòa nhà màu vàng trên không, xa xa nhìn lại một hồi hoảng hốt, có chút cảm giác không chân thực. Lý Vân Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua. Liền biết cái tòa nhà màu vàng này tất nhiên là bên trong có càn khôn. Ở lối vào thông đạo, dựng đứng lấy một khối ngọc thô hình bầu dục cực lớn, trên ngọc mềm nhẵn ôn nhuận, quang dám chiếu người, mỗi một võ giả bay qua đều lưu lại một đạo bóng dáng trong đó. Đây là chiếu ảnh thạch của Thương Minh, kể từ đó, tất cả võ giả tham gia đấu giá lần này đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của nó. Bóng dáng Lý Vân Tiêu lóe lên rồi biến mất trên đó. Hắn theo thông đạo trạng thái chân không kia trực tiếp bay vào bên trong tòa nhà. Ngay khi vừa tiến vào,
liền có một cổ không gian chi lực chấn động ra, lập tức hai mắt tỏa sáng. Một cái hội trường vòng tròn cự đại xuất hiện ngay trước mắt, đầu người di động, có đến mấy vạn người. Ở tầng trên vòng tròn là nguyên một đám phòng khách quý cách ly ra, cũng có vài chục trên trăm, chỉ chiêu đãi khách quý của Thương Minh, không mở ra với bên ngoài, mặc dù có nhiều nguyên thạch hơn nữa cũng không có khả năng bao xuống một gian. Hơn nữa trên những ghế lô kia, đều có các loại trận phù khác ở trong đó, có thể ngăn cách tất cả thần thức dò xét. Ánh mắt Lý Vân Tiêu quét qua, liền tùy tiện tìm một vị trí không chút thu hút ngồi xuống. Trong một gian phòng chung ở trên không, trước mặt Hàn Quân Đình đặt một thủy tinh viên cầu, trên đó trực tiếp hiện ra bộ dạng Lý Vân Tiêu. Hừ, tiểu tử này quả nhiên đã đến. Quỳ Hoa bà ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Toàn bộ ghế lô to như vậy, liền chỉ có hai người bọn họ. Hàn Quân Đình nhìn qua hình ảnh Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói. Hắn là Lý Vân Tiêu, tự nhiên sẽ đến. Chỉ linh bàn, địa tinh thiết, thần kiếm tinh diệt, chính là mấy thứ hắn muốn cạnh tranh lần này. Quỳ Hoa bà cười lạnh nói. Thần kiếm tinh diệt không biết bao nhiêu người muốn giành, hắn hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Về phần hai vật trước, không bằng chúng ta đoạt xuống, để hắn không công đi. Hàn Quân Đình mỉm cười, nói. Đoạt xuống ngược lại không cần, nếu hông thú vị thì có thể nâng giá cho hắn. Quỳ Hoa bà âm trầm nói. Tiểu tử này lại dám uy hiếp đại trưởng quỹ, thực là mình muốn chết, không bằng đợi lát nữa chúng ta trực tiếp ra tay giết hắn đi. Trên mặt Hàn Quân Đình không chút biểu tình, lạnh nhạt nói. Ta mấy ngày nay vẫn một mực xem qua tư liệu của hắn, suy nghĩ hắn rốt cuộc hắn là người thế nào. Qua đó ta có một kết luận, người này vô cùng kiêu ngạo, một thiên tài kiêu ngạo, thật sự rất dễ tìm đường chết. Nhưng khiến cho người kinh ngạc chính là, vận khí của hắn vô cùng tốt, vậy mà còn sống tới tận giờ vẫn chưa chết. Quỳ Hoa bà cười lạnh nói. Nhưng ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên đắc tội đại trưởng quỹ, vận khí xem như đến đây là hết rồi. Hàn Quân Đình lắc đầu, nói. Vận khí cũng là thực lực của một người, nó không có khả năng phù hộ ngươi cả đời. Cho nên Lý Vân Tiêu nhất định vẫn tồn tại nhân tố ngoài vận khí, có thể khiến hắn mấy lần đều sống sót trong hiểm cảnh, thậm chí dù bị cường địch mưu hại vẫn có thể hảo hảo sống tốt. Quỳ Hoa bà nói. Vậy đại trưởng quỹ có ý là, không giết hắn. Hàn Quân Đình nói. Giết hắn hay không, cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu chính là đạt được thần kiếm tinh diệt, cùng với ất mộc hóa linh. Nếu có thể thuận tiện giết hắn thì chúng ta cứ thuận tay là được rồi. Nàng thấy bộ dạng Quỳ Hoa bà tựa hồ có chút bất mãn, lập tức cười nói. Người muốn giết hắn rất nhiều, Thành Hồng Nguyệt, Hải Tộc, Yêu Tộc, Tử Thần Cung, thực lực so với chúng ta đều không thua bao nhiêu, cho nên nhiều chúng ta không nhiều lắm, thiếu chúng ta không thiếu. Nếu hắn có thể chết, có những thế lực này cũng đủ rồi, nếu không thể chết thì, thêm vào chúng ta cũng chưa chắc có thể giết hắn. Quỳ Hoa bà cau mày nói. Lời đại trưởng quỹ nói có chút quá thâm ảo rồi, ta chỉ biết là dùng tài trí của đại trưởng quỹ, cơ hồ không có chuyện xử lý không thành. Hàn Quân Đình cười nói. Dược y bất tử bệnh, đó là vì ta xử lý, đều là chuyện có thể. Người bảo người đưa không tuân xa cho hắn đi, trước ổn định hắn, đợi khi chúng ta đoạt được tinh diệt kiếm, sẽ tìm hắn yêu cầu ất mộc hóa linh. Quỳ Hoa bà tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Hàn Quân Đình. Lập tức truyền lệnh xuống dưới. Hàn Quân Đình nhìn bộ dáng Lý Vân Tiêu nhắm mắt dưỡng thần trong thủy tinh cầu, lẩm bẩm. Thế gian vốn không thú vị, khó được xuất hiện một người thú vị như vậy, nếu bố cục giết, rất đáng tiếc nha. Ở cách ghế lô tinh nguyệt trai không xa, trong một gian phòng khách quý khác. Đám cường giả trẻ tuổi Lệ Phi Vũ cũng tề tụ một đường, lật xem lấy mục lục vật đấu giá. Ở trước mặt mọi người đặt một khối ngọc thô chưa mài rũa chừng nắm tay. Đột nhiên phía trên lóe lên hào quang, liền bắn ra một đạo hình chiếu, trực tiếp chiếu lên vách tường ở trước mặt. Là Lý Vân Tiêu. Chu Sở đột nhiên thoáng cái kêu lên, quăng mục lục vật đấu giá qua bên người, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào hình chiếu kia. Lệ Phi Vũ thì thào lẩm bẩm. Kỳ quái, chiếu ảnh thạch không những có thể lưu lại khí tức và ảnh hưởng của ngươi, càng có thể nhìn xem tất cả ngụy trang, kể cả dung nhan và cảnh giới tu vị. Từ kết quả khảo nghiệm bên kia truyền tới, Lý Vân Tiêu quả thật chỉ có thất tinh võ đế thất tinh. Kỳ quỷ khẽ cau mày nói. Võ đế thất tinh, có thể sai rồi không?
chiến lực của tên kia tuyệt đối có thể sánh vai võ đế cửu tinh rồi. Chư vị đang ngồi đây có lẽ đều hiểu, trên võ đế cao giai, muốn vượt qua cấp khiêu chiến cơ hồ là chuyện không thể nào. Ha ha, cái này đã chứng minh, tất cả biểu hiện của tiểu tử này trước kia đều là đang giả vờ giả vịt. Chu Sở nhe răng cười nói. Kỳ thật thực lực của hắn không chịu nổi một kích, các ngươi đều bị hắn che mắt rồi. Trần Phong cười ha ha, nói. Tất cả phỏng đoán đều là phỏng đoán, mấy vị nếu không phục thì có thể tự mình ra tay thử một lần. Lương Ngọc Y nhẹ vãn mái tóc, cũng mỉm cười. Loại tư thái này của hai người bọn họ càng khiến cho Chu Sở giận không kềm được, lạnh giọng nói. Không cần các ngươi nói, ta sớm muộn gì cũng phải đánh một trận với hắn. Lệ Phi Vũ cau mày nói. Lý Vân Tiêu đích thật là kỳ tài ngút trời, lực thực chiến càng mạnh như đã thiên truy bách luyện, nhưng nếu nói lấy lực lượng võ đế thất tinh có thể chống lại võ đế cửu tinh, ta cũng không tin. Kỳ Quỷ cũng im lặng không nói, hắn tuy biết Lý Vân Tiêu hơn xa mình, nhưng lúc ở Trấn Hải Mộc hắn cũng không tự mình thấy, trong lòng chung quy vẫn có chút hoài nghi. Hắn đột nhiên ngưng tụ ánh mắt, nói. Các ngươi mau nhìn, Mạc Hoa Nguyên Đại Sư cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Mấy người thông qua mặt kính đơn hướng trong rạp nhìn ra bên ngoài, quả nhiên trông thấy Mạc Hoa Nguyên xuất hiện ở bên người Lý Vân Tiêu, hơn nữa thần thái kia tựa hồ như đang hỏi gì đó vậy. Sắc mặt Lệ Phi Vũ trầm xuống, khẽ nói. Ta trước kia mời Hoa Nguyên Đại Sư tới, bị hắn từ chối, không thể tưởng được là vì đợi Lý Vân Tiêu. Trần Phong ngạc nhiên nói. Hoa Nguyên Đại Sư chính là đệ tử đích truyền của Viên Cao Hàn Đại Sư, danh vọng cực cao. Sao lại khiêm cung với Vân Thiếu như thế, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu còn có quan hệ với Thánh Vực sao? Ánh mắt của mọi người thoáng cái nhìn qua hai người Tần Xuyên và Chu Sở. Chu Sở biến sắc, quả quyết nói. Tuyệt sẽ không, ít nhất ta ở trong Thánh Vực cũng không hề biết đến Lý Vân Tiêu này, mới chỉ nghe qua gần đây thôi. Lệ Phi Vũ nói. Trần Phong huynh lần này đã đoán sai rồi, nói đến sâu xa giữa hai người này, ta ngược lại biết rất rõ. Hắn hơi trầm ngâm thoáng chút liền nói ra chuyện ở thành Vũ Phong, lúc ấy thái độ của Mạc Hoa Nguyên đối với Lý Vân Tiêu đã cực kỳ cung kính. Khi đó hắn cũng vạn phần khiếp sợ, trước tiên liền phái người tìm hiểu, mới biết được chuyện thành Nam Hỏa, chỉ có điều tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó cũng không biết rõ lắm, chỉ biết ở thành Nam Hỏa, Mạc Hoa Nguyên ở trên thuật đạo đã triệt để thua bởi Lý Vân Tiêu. Thuật đạo của Lý Vân Tiêu có thể thắng được Mạc Hoa Nguyên đại sư. Kỳ Quỷ cả kinh nói. Chẳng lẽ hắn cũng là đại thuật luyện sư cửu giai? Trần Phong gật đầu nói. Mặc dù không phải, cũng kém không xa. Năm đó Tống Nguyệt Dương Thành, trong thuật võ song hội, người này thuật đạo đệ nhất trong cùng thế hệ, lực áp mọi người. Sắc mặt Chu Sở trở nên càng thêm âm trầm, năm ngón tay niết đến nổ vang. Thân phận đại thuật luyện sư cửu giai cực kỳ tôn quý, huống chi với tuổi như vậy, quả thực khó tưởng nổi. Chỉ dựa vào điểm này, thân phận địa vị Lý Vân Tiêu đã không dưới hắn rồi. Tần Xuyên tựa vào mặt ghế gỗ lim, nhẹ nhàng nâng chung trà lên hớp một ngụm trà thơm, Du Du nói. Chư vị không cần nóng lòng, hắn mạnh như thế nào, sớm muộn thiên hạ đều biết. Chỉ cần mọi người vẫn còn tiến tới vĩnh viễn không ngừng nghỉ trên con đường võ đạo này thì một ngày nào đó sẽ gặp phải thôi. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình, có chút trở nên nghiêm nghị. Giờ phút này trong đấu giá hội tràng, trong sân hình tròn ở trung ương đột nhiên bay lên từng đạo chùm tia sáng, như một cây cây trụ lương, lớn chừng hai người ôm hết. Đám người đứng ngoài xem lập tức an tĩnh lại, tràng diện vừa rồi còn tiếng động huyên náo không thôi thoáng cái đã trở yên tĩnh im ắng. Cột sáng phía dưới truyền đến tiếng nổ vang trầm thấp, giống như đại địa muốn nứt ra vậy. Trong tràng không ít mọi người trở nên kinh hoàng, nhao nhao đứng lên, có chút ngồi không yên. Nhưng cũng có rất nhiều người vẻ mặt bình tĩnh. Cùng với treo vẻ châm chọc, nhìn những người ngạc nhiên kia. Ầm ầm, một tiếng địa chấn cực kỳ trầm trọng vang lên, mặt đất lớn đến vài mẫu ở trung ương trực tiếp trồi lên, trong cột sáng tản mát ra huyễn quang màu sắc rực rỡ, toàn bộ sân khấu như một tòa đảo hoang, im im lặng lặng lơ lửng trên độ cao tầm hơn 10 trượng. Trên sân khấu kia lóe lên hào quang, liền xuất hiện mấy người. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, trong đám người kia, thậm chí có mấy người quen. Phía bên phải đứng ba nữ tử, người phía trước thân thể thướt tha, mang cái khăn che mặt bạch kim sắc, đúng là gia chủ Mai gia, Cửu Di. Ồ, dĩ nhiên là nàng. Mạc Hoa Nguyên kinh ngạc, khóe miệng mang cười, trong mắt lóe ra hào quang.
trong hai nữ tử ở sau lưng Cửu Di, có một người đúng là Mai Đông Nhi. Vài năm không gặp, Mai Đông Nhi càng lộ ra một phen phong thái khác biệt, một thân váy dài màu xanh, miệng như chu đan, dưới làn da trắng nõn làm nổi bật càng lộ ra rõ ràng, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, hai cái má lúm đồng tiền lún xuống dưới, đáng yêu như một tiên tử vậy. Trong ánh mắt của nàng mang theo dáng tươi cười tươi mát, tràn đầy điềm nhiên, hiển nhiên đã quen với loại tràng diện lớn này rồi. Lý Vân Tiêu âm thầm suy nghĩ nói, Cửu Di này ngược lại cũng không lường gạt hắn, đối với Mai Đông Nhi đích thật là chiếu cố có thừa, hắn quét thần thức qua, tiểu nha đầu này đã là tồn tại võ tôn đỉnh phong, so với thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn chỉ có hơn chứ không kém. Mạc Hoa Nguyên khẽ cười nói, Vân Thiếu, năm đó ngươi và Mai Gia đã có một đoạn giao tình rất sâu đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nàng hôm nay cũng duyên dáng yêu kiều, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Trong giọng nói, bất giác có chút thổn thức. Mạc Hoa Nguyên cười nói, mấy năm qua, tiến bộ của mỗi người đều rất lớn. Nhưng so sánh với Vân Thiếu thì hoàn toàn là ánh huỳnh quang cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng rồi. Lý Vân Tiêu có phần có thâm ý nhìn hắn một cái, nói, ta ngược lại rất kỳ quái, Hoa Nguyên đại sư và Tinh Nguyệt trai rất quen thuộc sao? Lại vì một hồi giao lưu hội cỡ nhỏ mà cố ý từ thánh vực chạy đến. Mạc Hoa Nguyên thoáng cái nở nụ cười khổ, nói, Tinh Nguyệt trai ta cũng chỉ là nghe qua tên của bọn hắn thôi, hoàn toàn chưa nói tới quen thuộc, lần này là do gia sư phái đến. À, lệnh sư và Tinh Nguyệt trai quen thuộc lắm sao? Lý Vân Tiêu có chút ngoài ý muốn. Mạc Hoa Nguyên lắc đầu, nói, Tinh Nguyệt trai là phát lời mời cho gia sư chỉ nói Tinh Nguyệt trai không đơn giản. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn làm cương quan hệ với bọn họ làm gì, cho nên mới sai ta đến, xem như một cái đáp lại. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, viên cao hàn thân ở bên trong thánh vực, tin tức linh thông hơn thường nhân nhiều, cũng không biết hắn có biết được bối cảnh thế lực của Tinh Nguyệt trai hay không nữa. Nhưng theo viên cao hàn nói với hắn, cùng với động tác trước mắt mà xem, hắn dường như đã phát hiện ra một ít chuyện không tầm thường trong thánh vực, giống như đang bố trí một ít thủ đoạn vậy. Trung ương trên không, bên trái sân khấu lại là một lão giả, hắn để một bộ râu cá chê, một đôi mắt tông màu nâu hãm sâu trong hốc mắt, lại chớp động lên ánh sao cơ trí. Người này Lý Vân Tiêu cũng có biết, năm đó chỉ là một gã chấp sự, tên là Kha Đồng Quang, hiện giờ xem qua, cũng đã có tu vị võ đế thất tinh, hơn nữa tựa hồ chức vị không thấp. Kha Đồng Quang ha ha cười nói, thông đạo đấu giá hội chàng đã đóng cửa, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiến hành đấu giá sẽ do lão hủ đến chủ trì, đang ngồi đây phần lớn đều nhận thức lão hủ, cũng không cần giới thiệu, còn có bộ phận không biết thì lão hủ cũng không có ý định giới thiệu. Nhưng vị mỹ nhân ở bên cạnh ta lại không thể không giới thiệu một phen được. Đây không phải là Cửu Di gia chủ Mai gia sao, mọi người đều biết rồi, không cần giới thiệu, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Phía dưới không biết nơi nào, một người giống to lên, lập tức khiến mọi người cười vang một hồi. Mọi người trên đảo hoang cũng không nhịn được nữa, nguyên một đám cười ra tiếng. Kha Đồng Quang cười nói, hắc hắc, không thể tưởng được uy danh Cửu Di còn hơn xa lão hủ. Vậy thì không dài dòng nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Vật đấu giá đầu tiên, Vô Mộng Trầm. Theo hắn dứt lời, một tỳ nữ xinh đẹp sau lưng bưng lấy một cái khay màu vàng tiến lên, xốc lụa đỏ phủ trên đó ra, một cái gối sứ bạch ngọc hình bát phương liền hiện ra. Cái gối kia chiều cao ước 8 thốn, bên trên vẽ màu mực, xa có thanh sơn lục thủy, mịt mù không thể thấy rõ, gần vẽ một sông bích trì, bên trong nở rộ một đóa hoa sen màu đen, như mặc lục gọc bàn, đẹp đẽ ướt át. Cái gì, vật ấy vậy mà lại đấu giá đầu tiên sao? Không ít người la hoảng lên, sau đó các loại nghị luận nhao nhao. Vật đấu giá của đấu giá hội đa số mọi người đều rõ ràng, ngoại trừ 3 vật áp trục ra, còn lại trình tự bất định. Vô Mộng Trầm này coi như cũng là một thứ khó được, đặt ở đệ nhất vượt quá dự kiến của rất nhiều người. Toàn bộ hội trường mấy vạn người phần lớn đều có chuẩn bị mà đến, nhưng chỉ có số cực kỳ người có thể thỏa mãn trở về, cho nên mỗi người đều tập trung tài lực đoạt lấy 2 kiện vật phẩm. Những người có cách nghĩ mãnh liệt với vật này lập tức liền trở nên khẩn trương. Mỹ Tỳ trên sân khấu đảo hoang sau khi biểu hiện ra Ngọc Trầm lập tức đi đến trước mặt Cửu Di, nhẹ nhẹ đặt ở trên đài. Ánh mắt Cửu Di ngưng lại, đứng trước Ngọc Trầm kia quan sát một hồi, nhẹ khẽ cười nói. Đúng vậy,
đúng là Vô Mộng Trầm mà hơn ngàn năm trước, ti trưởng linh ti thánh vực Hoàng Lương đại nhân lưu lại. Gối này còn có tên là một giấc mộng của Hoàng Lương, nhất trầm Hoàng Lương. Truyền thuyết về gối này có rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, cũng là có thể tùy ý tiến vào vong ngã chi cảnh thiên nhân hợp nhất, chính là một trong mấy loại huyền khí có công hiệu phụ trợ mạnh nhất đương thời. Tùy ý tiến vào thiên nhân hợp nhất, cái này không khỏi quá mức khoa trương a. Nếu thật sự có hiệu quả này, mặc dù tư chất ngu dốt, cũng có thể từ từ tu đến võ đạo trung điểm, đồn đãi có phải quá mức khoa trương không? Quả thật, nếu thật có kỳ hiệu này, ta không tin Vạn Bảo Lâu sẽ chịu lấy ra đấu giá. Kha Đồng Quang cười ha hả, lập tức áp chế xuống tất cả thanh âm nghị luận. Ha ha, tùy ý tiến vào thiên nhân hợp nhất, tự nhiên là khoa trương. Nói thật, vật ấy lão hủ cũng phi thường khát vọng đạt được, nhưng đáng tiếc nó cũng không phải là thuộc về Vạn Bảo Lâu, mà là một vị bằng hữu lấy ra đấu giá. Căn cứ kết quả chúng ta nhiều lần thí nghiệm, dùng gối ngủ này tu luyện, xác suất tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh có quan hệ đến tư chất bản thân và công pháp, nhưng ít ra có thể tăng lên 20% tỷ lệ. Thì ra là thế. Nghi hoặc của mọi người thoáng cái được tiêu trừ, ánh mắt đều trở nên có chút cuồng nhiệt. Phải biết rằng tỷ lệ 20% đã rất cao, thiên nhân hợp nhất chi cảnh chỉ có dưới cơ duyên lớn lao mới có thể bước vào, chỉ có một chút huyền khí phụ trợ tính tâm ngưng thần, câu thông quy tắc mới có thể trợ giúp một hai, hơn nữa hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mạc Hoa Nguyên nói, vật khó được như thế, chẳng lẽ Vân Thiếu không động tâm sao? Hắn thấy Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, trong mắt không có chút rung động nào, đối với Vô Mộng Trầm kia giống như hoàn toàn không thấy vậy. Hắc hắc, thứ này hoàn toàn là gân gà, mua để làm gì? Lý Vân Tiêu ru ru nói. Nếu thật có hiệu quả, bảo vật như vậy sẽ không thể nào bị mang ra bán được. Hắn nhìn Mạc Hoa Nguyên, giống như cười mà không phải cười nói. Thứ này, sẽ không phải là ngươi lấy ra bán đấy chứ? Mạc Hoa Nguyên đỏ mặt lên, nói. Thần vật như thế, Vân Thiếu lại nói là gân gà, ta ngược lại xin lắng tai nghe. Hai người giờ phút này nói chuyện với nhau cũng không tận lực che giấu, lập tức khiến một số võ giả bên cạnh đều chú ý đến. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Quả thật là ngươi mang đi bán sao? Thánh vực đã đến nước này rồi sao? Võ giả bốn phía đều giật mình, nhao nhao cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu và Mạc Hoa Nguyên, lẫn nhau lập tức hình thành một đạo ngăn cách. Tuy rằng trên mặt không ít người đều lộ vẻ không tin, nhưng vẫn quăng lực chú ý qua. Mạc Hoa Nguyên lúng túng nói. Chỉ tùy tiện lấy một vật mà thôi, dù sao đến thành Tân Duyên một chuyến cũng không dễ. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, cười nói. Tùy tiện lấy một vật, chỉ từ lời ngươi là đã biết được Vô Mộng Trầm trong mắt ngươi giá trị không cao. Tăng lên 20% tỷ lệ quả thật rất hấp dẫn, nhưng thử hỏi ngươi dưới trạng thái bình thường, tỷ lệ bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất có bao nhiêu chứ? Mạc Hoa Nguyên lập tức cười cười. Đã hiểu rõ ý trong lời Lý Vân Tiêu. Người bốn phía cũng đều ngạc nhiên, lộ ra thần sắc giật mình, bắt đầu rơi vào trầm tư. Bình thường ngồi xuống tu luyện, xác suất có thể bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh tuyệt đối không vượt quá 1%, mặc dù lúc này trên cơ sở tăng lên 20%, cũng chỉ có 1-2%, cơ hồ chẳng khác bao nhiêu. Quả nhiên là gân gà. Người chung quanh thoáng cái liền mất đi hứng thú với vật an nì. Mạc Hoa Nguyên cười nói, người bình thường tỷ lệ bước vào thiên nhân hợp nhất thật không cao, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người đều như vậy. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, Vô Mộng Trầm này nhất định có thể tìm được người thích hợp với nó. Theo ta được biết, năm đó tỷ lệ Hoàng Lương Đại Sư tiến vào thiên nhân hợp nhất cũng ổn định ngoài 30%. Quả thật, phàm là huyền khí cửu giai sẽ không có thứ rác rưởi, đều dung hợp quy tắc chi lực rất lớn ở bên trong, chỉ có thích hợp hay không thích hợp thôi. Lý Vân Tiêu đồng ý gật đầu nói. Võ giả bốn phía đều lộ ra thần sắc trầm tư, tựa hồ bị cuộc nói chuyện của hai người hấp dẫn. Nhưng sau khi Lý Vân Tiêu nói xong, liền ngậm miệng không nói nữa. 200.000. Giá khởi điểm của Vô Mộng Trầm là 1.000 vạn, nguyên thạch ở đây đều lấy cực phẩm làm đơn vị cả, thoáng cái đã bị người báo giá lên gấp đôi. Ha ha, vật hiếm thấy năm đó, chân báo mà năm đó Hoàng Lương Đại Sư tùy thân mang theo. 200.000 cực phẩm nguyên thạch đã muốn mua đi, không khỏi quá ngây thơ đi. Một giọng nói vang lên trên phòng đấu giá, người này chọn dùng nặc thanh chi pháp, mỗi một tiếng đều từ các phương vị khác nhau truyền đến, khiến cho không người nào có thể tra ra ngọn nguồn.
5.000 vạn. Giá tiền này khiến thanh âm tranh luận của đám người đứng ngoài xem thoáng cái an tĩnh xuống, một hồi cũng không có người nào nâng giá nữa. Kha Đồng Quang cười nói. Giá 5.000 vạn quả thật không thấp, không biết có còn giá cao hơn không? Hắn liên tiếp hô ba lượt, giá tiền này tựa hồ đã vượt qua điểm mấu chốt của rất nhiều người, lập tức một mảnh trầm mặc. Ha ha, thành giao cho mời bằng hữu vừa rồi báo giá đến hậu trường giao dịch, thân phận của ngài chúng ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Kiện ngọc trầm sứ trắng kia bị đưa xuống dưới, Kha Đồng Quang cười nói. Bảo vật tiếp theo cũng là do bằng hữu cung cấp, nhờ Vạn Bảo Lâu thay đấu giá. Hắn vung tay lên, lập tức một đạo bạch sắc từ trong tay bắn ra. Đạo bạch quang kia biến đổi trên không trung, hóa thành một đạo vầng sáng, sau đó một mảnh ngũ sắc chi quang tỏa ra, như dạ minh chi châu cực phẩm vậy. Trong vầng sáng là một mặt cờ xí lớn chừng lòng bàn tay, trên đó không ngừng lóe ra phù văn màu bạc, nguyên tố chi lực bành trướng từ bên trong phát ra, khiến người cảm thấy một hồi rung động. Dĩ nhiên là vật ấy. Phía dưới không ít võ giả kêu to lên, thoáng cái tựa hồ như tạc nồi vậy. Lý Vân Tiêu cũng sợ hãi than, nói. Ngũ hành chi lực thật cường đại, vật này là ai luyện chế ra thế? Mạc Hoa Nguyên nói. Coi trận vân trên gió, cũng không phải thủ pháp đương thời, hẳn là thứ gì đó tương đối cổ xưa. Kha Đồng Quang đắc ý giương một tay lên, cán tiểu kỳ màu bạc kia lập tức bay xuống, bị hắn nắm trong tay, đưa tới trước mặt Cửu Di, chậc chậc khen. Vật đấu giá lần này không thứ nào mà không phải là vật kinh diễm. Kiện kiện ta đều mơ tưởng, làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu than thở, tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng nhìn ra được cũng là ưa thích phát ra từ nội tâm. Cửu Di tiếp nhận ngân kỳ, dùng tay nhẹ sờ qua phía trên, lộ ra vẻ mặt, nói. Dĩ nhiên là nguyên tố kết giới trận kỳ hoàn hảo vô khuyết. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, bắt đầu trở nên khẩn trương, những lời này cũng có nghĩa vật ấy tuyệt sẽ không rẻ. Kha Đồng Quang cười nói. Còn không phải sao, đây chính là ngũ hành nguyên tố kết giới trận kỳ A, đủ để làm hộ tông đại trận, càng khó được chính là kỳ này không chút tổn thương, giá trị to lớn khó có thể đánh giá. Lúc trước khi sắp xếp cơ hồ muốn dùng vật ấy làm một trong tam bảo áp trục, nhưng cuối cùng nhất vẫn bỏ qua. Lý Vân Tiêu giật mình nói, ngũ hành nguyên tố kết giới nguyên vẹn, là ai đầu óc bị lừa đá, thần vật như vậy cũng lấy ra bán. Mạc Hoa Nguyên nói, nghe nói vương tọa Đằng Quang đại nhân có thể ở trong trận trận hóa nhập chín hệ nguyên tố, tự thành thế giới, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng cái đó cần bố trí cực kỳ tinh diệu, mà trận kỳ này chỉ cần hơi chút kích phát đã có thể thuyên chuyển ngũ hành chi lực phòng ngự, quả thực có chút nghịch thiên. Đương kim chi thế, có thể luyện chế ra thần vật như vậy cũng không có bao nhiêu người. Võ giả bốn phía tuy rằng còn không rõ ràng lắm thân phận hai người bọn họ, nhưng đã biết lai lịch không nhỏ, hơn nữa ánh mắt rất độc. Nên đều cẩn thận lắng nghe. Lần này tất cả đều nổi lên hứng thú cực lớn với tiểu kỳ màu bạc kia, nguyên một đám dục dịch ngóc đầu dậy. Không riêng gì khu vực bọn hắn, mà mấy vạn người ở đây đều có chút không bình tĩnh được nữa rồi. Kha Đồng Quang cười hắc hắc, nói. Có Cửu Di nghiệm chứng qua kỳ này, chư vị đại khái có thể yên tâm. Vật đấu giá thứ hai hôm nay chính là cán nguyên tố ngũ hành kỳ gì, giá quy định vẫn là 1.000 vạn. 200 ngàn. Đột nhiên một giọng nữ dễ nghe vang lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì người trực tiếp nâng giá đúng là Cửu Di, nàng mắt lộ vẻ khát vọng nhìn chằm chằm vào tiểu kỳ màu bạc kia, cười khổ nói. Thiếp thân cũng thập phần muốn đấy, tuy rằng ta có thân phận xem xét, nhưng không có quy củ nói không thể tham gia đấu giá A. Mai gia tuy rằng ở giới kinh doanh danh khí thật lớn, nhưng lực lượng của gia tộc cũng không được, cho nên vật có thể gia tăng phòng ngự thật lớn. Lực hấp dẫn đối với các nàng rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là, Mai gia không thiếu nguyên thạch, cho nên càng cam tâm tình nguyện dùng nguyên thạch đổi lấy thực lực. Ha ha, đương nhiên có thể tham gia đấu giá rồi. Kha Đồng Quang vuốt vuốt chòm râu của mình, cười nói. Lão hủ cũng thập phần hợp ý, 3.000 vạn. Sầm ào ào. Mọi người tất cả đều té xỉu, một gã bài danh sư chủ trì, một gã giám định sư, vậy mà tự mình ra giá trước. Nhưng nếu quy định cũng không nói bọn hắn không thể tham gia thì mọi người cũng không quan tâm nhiều lắm. 5.000 vạn. Cảm xúc đã sớm dục dịch thoáng cái liền bộc phát ra, các loại hô giá không ngừng, bảng giá lập tức liên tiếp kéo lên cao. 600.000. 700.000. 8.000 vạn.
8.500 vạn. 900.000. Đột nhiên trong lầu các ghế lô pử phía trên truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. 100 triệu. Lập tức trong tràng thoáng cái an tĩnh lại, tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều bị giá cả kia chấn kinh. Không ít người cười khổ âm thầm lắc đầu, tuy rằng bắt đầu có hùng tâm tráng trí tham gia đấu, nhưng giờ phút này đã triệt để héo. Hơn 1 tỷ đừng nói đã vượt qua tâm lý thừa nhận của bọn hắn, cũng trực tiếp vượt ra phạm vi mà thực lực bọn hắn có thể thừa nhận. Lần này ngược lại hào khí trở nên giảm nhiệt không ít, đại bộ phận võ giả kích động nguyên một đám bình tĩnh lại, chuyển thành xem kịch vui. Ha ha, 100 triệu cực phẩm nguyên thạch mua cái nguyên tố ngũ hành kỳ này tuy rằng không lỗ gì, nhưng cơ bản không có lợi nhuận, lão phu ra giá 100 triệu 1.000 vạn. Trong tràng vòng tròn một gã lão giả chậm gì gì nói, không hề che giấu hành túng của mình. Lần này lập tức ánh mắt mấy vạn người đều bị hấp dẫn qua. Tên lão giả kia một thân áo bào hồng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cực kỳ phúc hậu, đang nửa khép lấy hai má dưỡng thần ở chỗ kia, chờ đợi phản ứng của những người khác. Kha Đồng Quang híp mắt cười nói. Hắc hắc, 100 triệu 1.000 vạn, Tất Hạo Đãng, ngươi cũng thật hay. Tất Hạo Đãng há chính võ phong tử Tất Hạo Đãng. Đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi, trở nên xôn xao. Người bên người Tất Hạo Đãng càng xoát thoáng một phát toàn bộ đứng lên, rất nhanh lui qua một bên, khiến hắn một người lẻ loi trơ trọi ngồi trên mặt ghế đá. Khó trách hắn không che giấu thân phận và hành tung của mình. Đương nhiên, hắn không tìm người khác phiền toái đã cảm ơn trời đất rồi, ai dám đi tìm hắn gây phiền phức chứ? Không ít mọi người cẩn thận nghị luận lấy, trong giọng nói lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nhỏ giọng hỏi. Người này rất nổi danh sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Mạc Hoa Nguyên cũng thấp giọng nói. Người này thành danh tương đối trễ, nhưng một thân thực lực cực kỳ cường hãn, được người xưng là võ phong tử. Bởi vì chuyện hắn thích làm nhất chính là không ngừng khiêu chiến với các tông chủ của đại môn đại phái, nhưng tới giờ chưa từng bại, trái lại tông môn chi chủ bị hắn khiêu chiến, toàn bộ bại vong. Toàn bộ bại vong. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, chớp động lên tinh mang. Người ta ác hung hăng càn quấy như thế, lại không bị mọi người vây quét sao? Mạc Hoa Nguyên thấp giọng nói. Đương nhiên là có, nhưng đều không ngoại lệ, người vây quét hắn đều bị giết hết, kể cả đại phái Thiên Mã Lâu, Phiêu Xương Cốc thực lực cường hãn cũng không ngoại lệ. Thiên Mã Lâu và Phiêu Xương Cốc mặc dù không thể đưa thân vào Bắc Vực thập đại phái, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu Bắc Vực sắp xếp 20 hoặc là 15 danh ngạch thì hai phái này tất sẽ lọt vào được. Trận chiến cuối cùng của hắn là đánh chết lâu chủ Thiên Mã Lâu Mã Phi Phi, khiếp sợ toàn bộ Bắc Vực. Về sau Thiên Mã Lâu dốc toàn bộ lực lượng vây quét hắn, đổi lấy chính là kết cục diệt môn, hắn giờ phút này có tài lực cạnh tranh như vậy, sợ rằng đều là tích xúc của Thiên Mã Lâu a. Mạc Hoa Nguyên nhỏ giọng nói. Hai người cách Tất Hạo Đãng cũng một khoảng cách nhất định. Chính giữ ít nhất cách 6-7 ngàn người, nhưng Tất Hạo Đãng kia lại hơi hơi mở hai mắt ra, như có như không liếc qua bên này. Mạc Hoa Nguyên toàn thân giật mình một cái, hít một hơi lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Không cần sợ hãi, một tên sát tinh mà thôi, sát tinh trong thiên hạ này nhiều lắm. Sắc mặt Mạc Hoa Nguyên lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, khẽ gật đầu. Hừ. Nguyên thạch đoạt được quả nhiên không đau lòng. Trên lầu truyền đến một tiếng hừ lạnh, sau đó liền báo giá nói. 100 triệu 2.000 vạn. Tất Hạo Đãng vẫn khép hờ hai mắt, lười biếng nói. 100 triệu 3.000 vạn. Tất cả mọi người ngược lại hít hơi lạnh, mà ngay cả Cửu Di cũng lắc đầu liên tục, cười khổ không thôi, biết rõ nguyên tố ngũ hành kỳ này vô duyên với mình rồi, tất nhiên sẽ lọt vào tay một trong hai người này. Tất Hạo Đãng. Ngươi thật lớn mật cũng dám công khai lộ diện vào lúc này, thực cho rằng thiên hạ không ai trị được ngươi sao? Trong ghế lô kia truyền đến một tiếng quát chói tai, chấn khiến toàn trường đều run lên vài cái. Đôi mắt nở khép của Tất Hạo Đãng chậm rãi mở ra, cười lạnh nói. Trên đấu giá hội người trả giá cao được, đấu giá không lại liền đi uy hiếp, hắc hắc, lão phu phải sợ nha. Trên sân khấu sắc mặt Kha Đồng Quang phát lạnh, lạnh lùng nói. Thỉnh người trên lầu các khách quý chú ý, nơi này là đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, cảnh cáo một lần, nếu còn nói ra lời uy hiếp nữa thì mau xéo đi cho ta. Hắn mặc dù không có phóng xuất nguyên lực ra ngoài, nhưng thần sắc nghiêm nghị,
không giận tự uy, tựa hồ thoáng cái đã chấn nhiếp người kia, không còn dám lên tiếng nữa. 100 triệu 3.000 vạn lần 1. 100 triệu 3.000 vạn lần 2. 100 triệu 3.000 vạn lần 3. Kha Đồng Quang liên tục hô 3 lượt, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, không người trả lời, hắn mới nói. Chúc mừng Tất Tiên Sinh rồi, thỉnh đến hậu trường tiến hành giao dịch. Sau khi giao dịch có truyền tống trận bí mật có thể đưa các hạ rời đi, không cần lo lắng bất luận kẻ nào dòm ngó. Ha ha! Tất Hạo đáng cười ha hả, trực tiếp đứng người lên, xa xa ôm quyền thăm hỏi với Kha Đồng Quang, lúc này mới nghênh ngang đi ra sau đài. Mọi người sau khi thấy tên sát tinh này rời đi, trong lòng đều nhẹ thở ra. Kha Đồng Quang cười nói. Hai lần đấu giá khẩn trương tựa hồ khiến không khí có chút áp lực, tiếp theo liên tục đấu 20 tài liệu luyện khí khó được, mặc dù so ra kém huyền khí thành phẩm nhưng giá trị thậm chí còn không dưới huyền khí cửu giai. Hắn vỗ tay, lập tức từng đạo hào quang từ bốn phương tám hướng trên bầu trời bay vụt đến. Trên đảo hoang hóa thành một nữ tử xinh đẹp, như là bách hoa tể phóng, mọi người hai mắt tỏa sáng. 20 nữ tử thiên hình vạn trạng, mỗi người đều không giống nhau. Hoặc bạch khiết như tuyết, hoặc đỏ tươi như lửa, duy nhất giống nhau chính là, mỗi người lưu chuyển làn thu thủy, tươi cười xinh đẹp, trong tay đều bưng lấy một cái khay ngọc, mỗi người yểu điệu nhiều vẻ, tươi đẹp hơn hoa. Tốt một bức bách mỹ thiên kiều đồ sống sờ sờ, bổn công tử đối với những tài liệu này đã không có hứng thú rồi, không biết 20 thiếu nữ xinh đẹp này có bán không? Một gã công tử nhẹ lay động quạt giấy trong tay, trong hai tròng mắt bắn ra ánh sáng. Ha ha! Đám người đứng ngoài xem lập tức cười rộ lên, bất quá đa số người cũng nổi lên tâm tư giống vậy. 20 nữ tử xinh đẹp như vậy nếu mua về nhà, thật sự rất hưởng thụ. 20 nữ tử kia thoáng cái đều đỏ mặt, lại tăng thêm vũ mị. Kha Đồng Quang cười nói. Đề nghị của vị công tử này rất tốt, chúng ta sẽ tiến hành cân nhắc. Nhưng 20 người này không chỉ dung mạo tuyệt đỉnh, hơn nữa đều có tu vị võ hoàng cao giai, dưới sự tài bồi của Vạn Bảo Lâu bước vào võ tôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, bán đi rất đáng tiếc. Mọi người lúc này mới giật mình lại, thần thức quét qua trên người những nữ tử kia, nguyên một đám lộ ra vẻ mặt. Bắt đầu chỉ là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hiện giờ mới phát hiện những cô gái này chẳng qua chỉ mới 16 tuổi, có thậm chí nhỏ hơn, nhưng tu vị lại cao đến dọa người, không khỏi trong lòng đại chấn. Thương Minh tuy rằng cũng thế lực tuyệt cường, nhưng gần đây dùng tư thái thương nhân xuất hiện trước mắt người đời, hiện giờ mới phát hiện năng lực bồi dưỡng cường giả của bọn hắn thậm chí còn cường đại hơn bất luận môn phái nào. Kha Đồng Quang đi đến trước mặt nữ tử đầu tiên, xốc lên lụa đỏ, lập tức lộ ra một khối thạch đầu màu vàng nhạt, nhìn lại cũng không khác gì cục đá bình thường cả. Mạc Hoa Nguyên lắp bắp kinh hãi, nói. Huyền Hoàng Thạch tuy không phải tài liệu tuyệt đỉnh gì, nhưng một khối lớn như thế, đã thoát ly phạm trù Huyền Hoàng Thạch phổ thông rồi, đây là Thạch Trung Chi Vương. Quả nhiên, Kha Đồng Quang giới thiệu nói. Huyền Hoàng Vương Thạch năng 3.000 cân, giá quy định 200 vạn cực phẩm nguyên thạch. Rất nhiều võ giả đều lộ ra vẻ mặt. Chẳng qua chỉ là một khối thạch đầu chừng quả dưa hấu lại nặng đến 3.000 cân, hơn nữa nữ tử nâng khay ngọc kia thủy chung khuôn mặt thanh nhã, tựa hồ hoàn toàn không hề cảm thụ được sức nặng. Lý Vân Tiêu đối với vật này hoàn toàn không có hứng thú, ánh mắt quét qua 20 khay ngọc kia, lập tức dừng trên người nữ tử thứ 7, dưới lụa đỏ kia đúng là địa tinh thiết mà hắn cần. Đối với đấu giá tài liệu, mọi người tựa hồ không hào hứng lắm, chỉ có một ít thuật luyện sư không ngừng ra tay hô giá. Nhưng thuật luyện sư đều là kẻ có tiền, ra tay xa xỉ, khối Huyền Hoàng Vương Thạch kia cuối cùng nhất dùng giá 600 vạn cực phẩm nguyên thạch thành giao. Mấy món tài liệu xuất hiện sau đều là vật khó được, trong đó có một đoạn tụ linh trúc chừng ngón cái đưa tới oanh động không nhỏ, mà ngay cả Mạc Hoa Nguyên cũng mấy lần hô giá, nhưng cuối cùng vẫn dùng giá 200 ngàn bị một nam tử ngồi trong ghế lố trên lầu mua đi. Tài liệu tiếp theo chính là hội tụ đại địa chi tinh hoa, thai nghén mà ra, ngũ hành chi kim. Địa tinh vẫn thạch, nặng gờ đạt 5.000 cân, giá khởi điểm vẫn là 200 vạn cực phẩm nguyên thạch. Kha Đồng Quang xốc lên lụa đỏ trước mặt nữ tử thứ 7, một khối sắt ngăm đen như than xuất hiện trên khay ngọc, nhưng trong khối sắt kia lại điểm lấy vô số vàng bạc song sắc, điểm một chút tỏa ánh sáng, sáng chói không thôi. 300 vạn. Rất nhanh đã có người kêu giá. 900 vạn. Đột nhiên một giọng nói vang lên, lập tức toàn bộ trong tràng thoáng cái lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đều nhìn lại nơi phát ra thanh âm kia.
À! Trên sân khấu đảo hoang, thân hình Mai Đông Nhi đột nhiên chấn động, vội vàng dùng tay che lấy miệng mình, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ khó mà tin được. Nàng đã thấy rõ người báo giá kia, không khỏi mặt mũi tràn đầy vui sướng, trong mắt càng nhìn không được chớp động ánh huỳnh quang. Nữ tử Mai gia bên người đã nhận ra dị trạng của nàng, lộ ra thần sắc kỳ quái. Trong mắt Cửu Di cũng lóe lên tinh mang rồi biến mất, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Vị công tử này báo giá 900 vạn, còn có giá cao hơn không? Kha Đồng Quang mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu, biết rõ hắn là dù kỹ xảo đấu giá, thoáng cái tăng lên giá cách cực xa, đánh vỡ điểm mấu chốt trong lòng mọi người, quả nhiên một hồi cũng không có người nào lên tiếng nữa. Hừ, một miếng địa tinh thiết lớn như thế, 900 vạn đã muốn đạt được. Không khỏi quá ngây thơ rồi đấy. Trong bao lâu phía trên truyền đến một tiếng cười lạnh khinh thường, ngạo nghễ nói. 1.000 vạn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, sắc mặt lập tức chìm xuống. Nghe ngữ khí người nọ, vốn cũng không phải là muốn đấu giá, hoàn toàn là muốn tranh giành với mình. Nhưng kết cấu ghế lô kia hết sức kỳ lạ, không những có thể cách ly thần thức, mà ngay cả thanh âm truyền ra cũng trải qua xử lý đặc thù, ngoại trừ có thể phân biệt nam nữ ra, căn bản không nghe ra được là người phương nào cả. 1.500 vạn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Mọi người tất cả giật mình, Mạc Hoa Nguyên cũng nhướng mày, một món tài liệu cửu giai đánh ra giá ngoài 1.000 vạn đã quá không bình thường rồi, 1.500 vạn tuyệt đối là giá trên trời. Toàn bộ trong tràng an tĩnh thoáng một phát, trong dạp lần nữa truyền đến thanh âm, lạnh lùng nói. 1.800 vạn. 200.000. 2.200 vạn. Đám người đứng ngoài xem lập tức kinh hãi, nhao nhao hít hơi lạnh, lộ ra thần sắc không tin. Không ít người lần nữa cẩn thận quan sát địa tinh thiết kia, sợ mình mắt phụng về, bỏ lỡ bảo bối gì đó. Nhưng nhiều người lại nghe ra mùi thuốc súng trong báo giá này, đều lộ ra vẻ vui vẻ hiểu ý, ngồi đợi xem kịch vui. Kha Đồng Quang cười hắc hắc nói. Hào khí, tiên sinh trên lầu có tiền liền là tùy hứng, không biết còn giá cao hơn nữa không? Hắn làm sao không nghe ra mùi thuốc súng trong đó, lập tức lửa cháy đổ thêm dầu vào. Cửu Di nhãn quang khẽ động, cũng cười nói. Hào khí là hào khí, nhưng không khỏi quá không đáng đi nha. Hơn 2.000 vạn đủ để mua 3-4 khối địa tinh thiết như vậy rồi. Nàng hảo ý để điểm Lý Vân Tiêu. Ha ha, Cửu Di lời ấy sai rồi. Thứ yêu thích, thứ cần thiết, bao nhiêu cũng không đắt. Kha Đồng Quang du du nói. Cửu Di cười nhạt một tiếng, biết rõ vừa rồi nói như vậy đã khiến Kha Đồng Quang mất hứng, liền không lên tiếng nữa. Dùng thân phận của nàng, coi như đã tận lực rồi. Lý Vân Tiêu ngưng tụ ánh mắt, một tia ánh mắt liền nhìn về ghế lô kia. Mọi người cả kinh, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú kia đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, như một tầng sương mù bao phủ, lại không thấy rõ chân dung. Trong ghế lô kia, Lệ Phi Vũ đột nhiên kinh quát một tiếng, nói. Không tốt, hắn 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, 3 cái ấn phù màu vàng lập tức ngưng tụ thành trước người. Vỗ xuống, đều bay trong cái gương trước mặt. Ông! Cái gương kia rung động lắc lư, bắn lên vài đạo vầng sáng, mặt kính hoảng hốt vài cái, hiện ra văn tự màu xám rậm rạp chằng chịt, chợt lóe lên rồi biến mất. Tần Xuyên cau mày nói. Phi Vũ huynh, làm sao vậy? Lệ Phi Vũ trong mắt đều là kinh hãi, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Làm sao có thể, Lý Vân Tiêu vừa rồi một ánh mắt vậy mà phá vỡ lực ngăn cách của kính này. Nếu không phải A kịp thời thúc giục lực lượng kính bích đến mức tận cùng, sợ rằng chúng ta đã bị hắn nhìn thấy rồi. Hừ, trông thấy thì trông thấy, sợ cái gì? Chu Sở khinh thường nói, không chút phật lòng. Tần Xuyên nói, nếu hắn đã là đại thuật luyện sư cửu giai, thần thức hơn xa thường nhân cũng rất bình thường. Lệ Phi Vũ lắc đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kính bích của ghế lô này mặc dù là thuật luyện sư cửu giai cũng tuyệt không thể nào nhìn thấu. Thương Minh từng mời qua ích thuật luyện sư cửu giai làm thí nghiệm. Từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ bị người nhìn thấu qua. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên hàn ý, nhớ tới đủ loại chuyện lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành, sự kinh tài tuyệt diễm của Lý Vân Tiêu dần dần được nhớ lại, vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Chu Sở khinh thường cười lạnh nói. Vậy nhất định là thần thức công kích, tuy rằng thuật này cực kỳ lợi hại, nhưng trên đời người nắm giữ cũng không ít. Trên đấu giá hội, mây mù trên mặt Lý Vân Tiêu thoáng cái tản ra, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa rồi hắn thi triển đồng thuật, vội vàng thoáng nhìn mấy đạo nhân ảnh trong rạp, còn chưa thấy rõ chân dung, đã bị cổ lực lượng trên đó đánh tan thần thức, không cách nào lại tiến một bước. Trong lòng của hắn tuy có suy đoán, lại cũng không dám khẳng định. Ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy mà vọng tưởng dò xét ghế lô. 36 ghế lô kia đều là do Vô Trần Sa và Vô Ngân Ly dung luyện mà thành, ngăn cách tất cả thần niệm, tuyệt đối không cách nào nhìn thấu được. Một gã lão giả áo bào hồng du du nói ra, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Mọi người chợt hoảng sợ, đặc biệt là người bên người lão giả, thoáng cái liền xôn xao tản ra. Dĩ nhiên là Tất Hạo đãng trở về. Kha Đồng Quang cũng hơi trào phúng, vẻ mặt mặc quân dò xét, ngâm giọng cười nói. 2.200 vạn lần một. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. 2.400 vạn. Ở trong ghế lộ, Tần Xuyên trầm ngâm nói. Xem ra vật ấy hắn là tình thế bắt buộc rồi, nhưng không biết mức giá giới hạn của hắn là bao nhiêu, dừng tay đi Chu Sở, nếu lại tăng giá nữa, có lẽ sẽ đột phá giới hạn tâm lý của hắn, đến lúc đó người phí hơn 2.000 vạn mua một tảng đá như vậy, thật sự là được không bù mất. Gương mặt Chu Sở run rẩy thoáng một phát, giá này đã khiến nội tâm hắn có chút run rẩy, hắn chỉ là muốn cố ý nâng giá, khiến Lý Vân Tiêu xuất huyết nhiều chút thôi, cũng không phải thật sự muốn mua. Hắn trầm tư thoáng một phát, nói. Tiểu tử này nếu là thuật luyện sư cửu giai, như vậy không chỉ có tiền, mà tất nhiên còn có loại tính tình cố chấp kia của thuật luyện sư, ta lại nâng giá thêm chút nữa. Hắn lớn tiếng nói. 2.500 vạn. Trên sân khấu đảo hoang, Kha Đồng Quang đã cười đến nở hoa rồi, thầm nghĩ nếu mỗi lần đấu giá đều có thể gặp phải tranh đấu như vậy thì thật là tốt biết bao a. Hắn cười nói. 2.500 vạn nhất một. Ánh mắt còn khinh thường liếc qua Lý Vân Tiêu, hữu ý vô ý kích thích thiếu niên này. Lý Vân Tiêu dương mắt, lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu, nhìn thủ đoạn ngây thơ kia của Kha Đồng Quang. Kha Đồng Quang xấu hổ cười, nói. 2.500 vạn lần thứ hai, nếu không còn giá cao hơn thì, khối tuyệt thế địa tinh thiết muôn vàn khó cầu này sẽ chọn chủ rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Vân Tiêu, lại chỉ thấy thiếu niên này khẽ nhắm hai mắt lại. Giống như đã bỏ cuộc vậy. Trong nội tâm Chu Sở đột nhiên lột bộp thoáng một phát, sắc mặt trắng bệch. Kha Đồng Quang ha ha cười nói. Bảo kiếm xứng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Mảnh địa tinh vẫn thạch này 2.500 vạn cực phẩm nguyên thạch thành giao, thuộc về vị tiên sinh may mắn trong rạp ở lầu hai kia. Ân. Chu Sở đột nhiên kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ khí huyết phun lên ngực, thiếu chút nữa hộc máu. Tuy rằng đã cố nhịn xuống, nhưng cổ và gương mặt trực tiếp chứng đến đỏ bừng. Mấy người khác đều im lặng nhìn qua hắn, hai vợ chồng Trần Phong nhìn nhau cười cười, Lệ Phi Vũ thì lại ho khan vài tiếng. Hừ, Chu Sở thật sự là một con heo. Trong một ghế lô khác cách đó không xa, Hàn Quân Đình cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ vẻ khinh miệt. Quỳ Hoa bà nói. Tuy rằng giá cả cực cao, nhưng cản trở Lý Vân Tiêu lấy địa tinh thiết, chưa chắc là chuyện xấu. Hàn Quân Đình cười nhạo nói. Dùng đầu óc của Chu Sở, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là đơn thuần muốn nâng giá cho Lý Vân Tiêu mà thôi, hiện giờ ngược lại tự ăn ác quả, không công tổn thất hơn 2.000 vạn cực phẩm nguyên thạch không nói, còn rước họa vào thân rồi. Rước họa vào thân? Quỳ Hoa bà không tin nói. Tuy rằng hai người có mâu thuẫn, nhưng Chu Sở dù sao cũng là đệ tử đích truyền của Thương Ngô Khung đại nhân. Lý Vân Tiêu không dám thực hạ sát thủ đâu. Huống hồ hắn không có bằng chứng, chỉ cần Chu Sở một mực phủ nhận, hắn có thể làm gì chứ? Hàn Quân Đình cười nói. Bà đánh giá quá thấp chỉ số thông minh của Lý Vân Tiêu, mà đánh giá chỉ số thông minh của Chu Sở quá cao rồi. Quỳ Hoa bà lộ ra vẻ khó hiểu. Vì sao? Nhưng Hàn Quân Đình chỉ cười khẽ, cũng không nói gì, trên khuôn mặt già nua. Trong mắt lại chớp động lên lưu quang xinh đẹp mà chỉ có thiếu nữ mới có. Đấu giá hội trải qua Chu Sở và Lý Vân Tiêu huyên náo, tiếp tục tiến vào quỹ đạo, hơn 10 loại tài liệu phía sau cao nhất cũng chỉ bán được 600 vạn. Mạc Hoa Nguyên mấy lần ra tay, đều không công mà lui. Về sau lại đấu giá vài kiện huyền khí, gây ra một hồi oanh động không nhỏ. Lý Vân Tiêu cũng tham dự mấy lần đấu giá, nhưng rất nhanh giá vật phẩm đã vượt ra khỏi điểm mấu chốt của hắn. Nên chỉ đành thôi. Tuy rằng nếu cố gắng muốn mua thì trong mọi người ở đây không ai nhiều tiền hơn hắn,
nhưng vậy thì không khỏi quá rêu rao rồi. Hơn nữa còn có một người chuyên môn nâng giá trong rạp lầu 2, mỗi lần ra giá đều xuất thủ ngăn cản. Đấu giá hội sau khi rằng có mấy canh giờ hào khí cũng dần giảm xuống. Kha Đồng Quang cười nói. Vật đấu giá đã ra một nửa, mọi người cũng đã đoạt được thứ mình muốn. Cân nhắc đến tài lực chư vị, không ít bằng hữu đã dốc hết tài sản, rất khó tham dự đấu giá đằng sau, cho nên đấu giá tạm dừng nghỉ ngơi 6 canh giờ. Có bằng hữu cần nguyên thạch có thể đi ra trước quầy bên ngoài dùng vật phẩm hối đoái, chỉ cần là thứ đáng giá, Vạn Bảo Lâu đều thu toàn bộ. Ta kháo. Phía dưới không ít người thầm mắng lên, Vạn Bảo Lâu đây là bóc lột thẩm tệ, thấy mọi người sắp không ra giá nổi nữa rồi liền làm ra chiêu như vậy. Nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy mừng rỡ, bọn hắn đang lo nguyên thạch mang theo không đủ, nghe xong có chuyện tốt như vậy, lập tức tuôn ra ngoài cửa. Người còn lại sợ mình lạc hậu nên cũng nhao nhao đi theo ra ngoài đổi chút nguyên thạch, các loại bảo bối không dùng được đều đem ra. Lý Vân Tiêu có thương hội thiên nguyên làm đảm bảo, tự nhiên không cần đi hối đoái, hơn nữa tập tính của Vạn Bảo Lâu hắn cũng hiểu rõ, hối đoái đồ vật ở đây, có thể bán được 2/3 giá vật phẩm đã là rất cao rồi. 6 canh giờ vừa hay là cả một buổi, không ít người cũng sợ bị Vạn Bảo Lâu làm thịt nên trực tiếp chạy ra khỏi đấu giá hội tràng. Đi các đại khu giao dịch trao đổi nguyên thạch. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn lên sân khấu đảo hoang, Kha Đồng Quang và bọn người Cửu Di đã lui vào sau màn nghỉ ngơi, Mai Đông Nhi kia đi vài bước chợt quay đầu nhìn qua hắn, không ngừng nháy mắt chào hỏi. Mạc Hoa Nguyên cười nói. Vân Thiếu, cô nàng kia đang ám chỉ có ngươi đấy. Lý Vân Tiêu lóe bóng người lên liền biến mất tại chỗ, đi đến hậu trường đấu giá hội tràng. Toàn bộ đấu giá hội tràng đều là không gian giới chỉ. Ngoại trừ sân bãi vòng tròn lớn có thể dung nạp mấy vạn người kia ra, phía sau màn cũng thập phần rộng lớn, hơn nữa bốn phía có võ giả gác. Lý Vân Tiêu xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc thật dài, đằng sau dĩ nhiên là một đám tiểu viện, thấp thoáng ở bên bờ nước biếc. Hắn vừa định đi vào tiểu viện, lập tức một đạo khí tức rất mạnh đập vào mặt đè xuống. Không trung có chút lắc lư thoáng một phát, thân ảnh một gã nam tử hiển hiện mà ra, lạnh lùng theo dõi hắn, nói. Lui về. Lý Vân Tiêu đảo tay, ném tới một tấm lệnh bài, nói. Có cái này, có thể đi qua không? Nam tử kia lăng không chụp lấy, nhìn thoáng qua liền nhướng mày, ném về lại nói. Đây là khách quý lệnh của Thương hội Thiên Nguyên, ở trong thương minh xếp hàng nhị đẳng, có rất nhiều quyền lợi đặc thù, nhưng vẫn không thể đi vào. Bởi vì người tổ chức đấu giá hội lần này là Vạn Bảo Lâu, trừ phi có Vạn Bảo Lâu dẫn đạo. Lý Vân Tiêu thoáng cái khó xử. Cưỡng ép xâm nhập cũng không phải, như vậy lui về cũng không phải. Hắn là bằng hữu của ta, các hạ có thể dàn xếp một chút không? Đột nhiên thanh âm Cửu Di vang lên, trong sân lóe lên bóng người, Cửu Di và Mai Đông Nhi cùng nhau đi tới. Nam tử kia trầm tư một chút, nói. Nếu là bằng hữu Cửu Di tự nhiên có thể đi vào. Nhưng nếu như hắn gây ra chuyện gì thì Cửu Di ngươi đều phải gánh vác. Cửu Di cười nói. Tốt. Nếu hắn làm ra chuyện, toàn bộ đều tính lên người Mai gia ta là được. Nam tử kia lúc này mới gật gật đầu, thoáng cái biến mất trên không trung. Lý Vân Tiêu cười nói. Cửu Di sẽ không sợ ta một mồi lửa đốt đi đấu giá hội tràng này, khiến Mai gia các người bồi đến táng gia bại sản sao? Cửu Di sừng sốt một chút, khẽ cười nói. Vân Thiếu vẫn không giữ mồm miệng như vậy, đổi lại những người khác thì còn thật không dám đảm bảo thay ngươi đâu. Mai Đông Nhi cũng nghịch ngợm le lưỡi, tâm tình vui sướng đều lộ ra trong mắt. Ba người cười cười nói, trực tiếp đi vào trong một gian biệt viện. Trong biệt viện ngoại trừ có ba gian phòng ngủ ra còn có một gian dùng để tiếp khách, rất nhanh liền có tỷ nữ bưng lên các loại trà thơm linh quả. Cửu Di lại cười nói. Ngày xưa từ biệt, hôm nay gặp lại, Vân Thiếu phong thái càng hơn lúc trước. Lý Vân Tiêu cười nói. Cửu Di quá khen. Tu vị Đông Nhi trong mấy năm ngắn ngủn đã đến võ tôn cao giai, Mai gia tất nhiên hao tâm tổn trí phí sức, ta thật sự vô cùng cảm kích. Cửu Di lộ ra vẻ kinh ngạc, cổ quái nói. Đông Nhi chính là người Mai gia ta, vô cùng có thiên phú, Mai gia dốc hết sức tài bồi nàng là điều nên làm, vì sao Vân Thiếu lại cảm tạ. Cái này, Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái cứng họng, không biết giải thích như thế nào. Trên mặt Mai Đông Nhi đột nhiên đỏ lên, có chút ngượng ngùng vân vế tóc. Ngực nhảy rộn lên. Ngụ ý của Lý Vân Tiêu tựa hồ coi nàng như người của hắn vậy, trên mặt lập tức có chút nóng lên, nhưng trong lòng lại vô cùng điềm mật,
ngọt ngào. Cửu Di mỉm cười, nói. Lần này có thể gặp được Vân Thiếu, thực là trùng hợp, vừa vặn có một chuyện muốn tìm Vân Thiếu bàn bạc đây. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Vậy thì thật là đúng dịp, ta cũng có chuyện muốn tìm Cửu Di để hỏi, không biết Cửu Di có chuyện gì, xin nói trước. Cửu Di nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên, nói. Thiếp thân thực lực thấp kém, kính xin Vân Thiếu bố trí xuống một đạo cấm chế. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, không gian giới chỉ này là vật của Thương Minh, có đề phòng cũng là nên làm. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trên người lập tức hiện ra một tầng kim quang, một cái ma ha cổ tự tiện tay khắp ra, đột nhiên vỗ vào trong hư không. Ma ha cổ tự kia lập tức biến lớn, trực tiếp ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, đồng thời một đạo chấn động hoảng hốt vài cái ở chung quanh, liền ổn định lại. Cửu Di giật mình nói. Ma ha cổ tự. Vân Thiếu vậy mà khống chế ma ha cổ tự. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Chỉ vài chữ mà thôi, dưới cấm chế này, đối phương trừ phi là cường giả thập phương thần cảnh, nếu không tuyệt không khả năng trộm nghe chúng ta nói chuyện. Cửu Di gật đầu nói. Ta cũng an tâm, thiếp thân cũng không phải là nghi kỵ đối với Thương Minh, chỉ là chuyện ta thương nghị với Vân Thiếu, càng ít người biết rõ càng tốt. Mai Đông Nhi vội hỏi. Đã như vậy. Vậy Đông Nhi xin tạm thời lui ra một chút. Cửu Di nói. Không sao, ngươi là thành viên hạch tâm Mai gia ta, quan hệ với Vân Thiếu cũng không giống bình thường, nghe một chút cũng không sao. Mai Đông Nhi nhẹ giọng đáp, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ ở một bên, lặng lặng lắng nghe. Giờ phút này trong không gian giới chỉ trong tòa nhà, trong một đại sảnh vàng son lộng lẫy, song song dựng đứng mấy chục cái mặt kính cao đến 8 trượng. Trong những mặt kính này không ngừng có các loại bóng người chớp động, cẩn thận nhìn lại là hình ảnh trong cả không gian giới chỉ, toàn bộ hình ảnh đều bị chiếu ra. Bất luận nhất cử nhất động của kẻ nào, thậm chí thanh âm, đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của mấy chục mặt kính này. Đột nhiên trước đại sảnh chớp động mấy đạo quang mang, lăng không hóa ra 3 đạo nhân ảnh bay xuống. Bái kiến Đồng Quang Đại Nhân, Minh Nhật Đại Nhân, Phi Vũ Đại Nhân. Hai gã võ giả thủ vệ trước đại sảnh vừa thấy 3 người, lập tức nghiêm nghị hành lễ nói. 3 người cũng không để ý tới, trực tiếp lóe lên liền biến mất trước đại sảnh, trực tiếp tiến vào trong đó. Hỗ Minh Nhật quét mắt qua nói. Đông viện gian thứ 7, hẳn là ở đây. Hắn trực tiếp đi đến trước một mặt kính, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ mặt. 2 người còn lại vội vàng lách mình tới, đồng thời sửng sốt một chút. Chỉ thấy trên mặt kính một mảnh mơ hồ, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo rung động, như từng hạt mưa rơi vào hồ phẳng, khiến tất cả cảnh dưới đáy hồ đều thấp thoáng, không cách nào thấy rõ được. Hừ, Cửu Di đối với Vạn Bảo Lâu ta cũng thật có lòng, còn bố trí xuống cấm chế, chẳng lẽ chúng ta lại đi nhìn xem bọn họ sao? Sắc mặt Phê trầm xuống, hiện lên vẻ không hài lòng cực độ, tức giận nói. Khục khục, Lệ Phi Vũ có chút lúng túng nói. Cái này... Chúng ta đây không phải là đang rình xem người ta sao? Kha Đồng Quang mặt già đỏ lên, khẽ nói. Nếu không phải nàng ở cùng chỗ với Lý Vân Tiêu, chúng ta há lại nhìn xem. Hỗ Minh Nhật nói. Lý Vân Tiêu kia quả nhiên không đơn giản, tất cả động tĩnh trong lâu vũ đều phản ánh trong 36 mặt địa sát kính, hắn vậy mà có thể thi thuật ngăn cách, thần thông không nhỏ. Xem ra thần trí chi lực của hắn có thể xuyên thấu kính bích ghế lô dĩ nhiên là thật sự. Mặt mũi Kha Đồng Quang tràn đầy khiếp sợ. Hỗ Minh Nhật nói. Hiện giờ trọng yếu không phải thiệt thật giả, Tần Xuyên Chu Sở đã mang đến thiết lệnh thánh vực, bảo chúng ta hiệp trợ điều tra Lý Vân Tiêu, hiện giờ vấn đề là làm sao báo cáo kết quả công tác với 2 người Tần Xuyên Chu Sở đây. Lệ Phi Vũ đau đầu nói. Điều tra Lý Vân Tiêu chỉ là hành vi của riêng 2 bọn hắn, có lẽ không có quan hệ với thánh vực. Đừng quên thành viêm vũ của Lý Vân Tiêu vẫn còn nằm dưới sự bảo vệ của thánh vực. Ta hiện giờ chỉ sợ bọn họ phát sinh xung đột, nói đúng ra là sợ bọn họ phát sinh xung đột ở thành Tân Duyên. Hỗ Minh Nhật gật đầu nói. Quả thật, thân phận Lý Vân Tiêu không đơn giản, Tần Xuyên Chu Sở chúng ta càng không dám chọc, nhất định phải áp chế bọn hắn không xung đột trong thành Tân Duyên nội xung đột, chỉ cần ra thành Tân Duyên. Hừ, cho dù đồng quy vu tận cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lệ Phi Vũ nói. Ta thấy 3 người này sớm muộn sẽ có một trận chiến, hiện giờ chỉ có thể kiềm chế thôi. Ta tận lực quần nhau với Tần Xuyên và Chu Sở,
bên phía Lý Vân Tiêu thì nhờ Hỗ đại nhân tốn chút tâm tư rồi. Hỗ Minh Nhật nói, ta liền phái chuyên gia theo dõi hắn, lúc bất đắc dĩ, mặc dù là dùng vũ lực cưỡng chế ra, cũng không thể để bọn hắn xung đột trong phạm vi thế lực của chúng ta được. Đây chỉ là kết quả xấu nhất, hiện giờ nhân lực Vạn Bảo Lâu cực độ khan hiếm, đấu giá hội tràng ngoại trừ Tất Hạo Đãng bên ngoài, còn có rất nhiều nhân tố không ổn định, khiến ta cảm thấy cực kỳ bất an. Bộ dáng hắn tràn đầy lo lắng. Kha Đồng Quang cười nói. Hỗ đại nhân quá khẩn trương rồi, cảnh giác cao độ là nên, nhưng không nên quá tạo áp lực cho mình như thế. Hỗ Minh Nhật nhẹ gật đầu, ba người cũng rất nhanh biến mất trong đại điện. Giờ phút này hậu trường đấu giá hội tràng, giữa một tòa phòng đông viện. Cửu Di mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ban đầu lúc trong Vô Định Hà tại Mai Gia, Vân Thiếu có từng phát hiện ra dị trạng gì? Hoặc là xúc động cái gì đó không? Lý Vân Tiêu trong nội tâm chấn động, nói. Cửu Di vì sao lại hỏi thế? Cửu Di nhìn qua hắn, nói. Xem thần sắc Vân Thiếu lập lòe bất định, chắc là đã có rồi. Lý Vân Tiêu nói. Chẳng lẽ Mai Gia hoặc là Vô Định Hà đã xảy ra chuyện gì? Hai người một lời một câu, đều là hỏi đối phương, bản thân lại không chịu lộ ra một chút. Cửu Di cười khổ không thôi, bất đắc dĩ nói. Nói chuyện với Vân Thiếu thật là chịu thiệt, Vô Định Hà chính là nơi khởi nguyên dị lực Mai Gia ta, trọng yếu vạn phần. Thiếp thân cũng không dám giấu giếm, từ sau khi Vô Định Hà lại lần nữa mở ra, linh khí trong đó càng ngày càng mạnh, hơn nữa loại độc tính kia cũng càng ngày càng mạnh. Bắt đầu đệ tử Mai Gia thu được lợi ích không nhỏ, thiếp thân cũng âm thầm cao hứng, Đông Nhi có thể trùng kích võ tôn cao giai nhanh như vậy cũng là nhờ phúc này, nhưng về sau. Trên mặt của nàng thoáng cái lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm, nói. Đông Nhi, người tới nói đi. Mai Đông Nhi lên tiếng, sắc mặt cũng ngưng trọng, nói. Đối với việc này ta hẳn là cảm xúc sâu nhất, độc tính cổ quái trong Vô Định Hà có thể khiến người Mai Gia ta có được dị thuật xem xét rất mạnh. Độ mạnh yếu của loại năng lực này hoàn toàn quan hệ trực tiếp đến độc tố trong cơ thể. Nàng giơ tay lên, vận chuyển nguyên lực, từng đạo khí tức màu xanh lá cây đậm từ lòng bàn tay tràn ra. Sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết, hai ngón khép lại, điểm xuống khí tức màu xanh lá kia. Một đạo kim sắc quang mang quấn một vòng trên đầu ngón tay, hình thành một cái vòng vàng chừng chiếc nhẫn, khí tức màu xanh lá cây đậm kia tựa hồ bị đạo vòng vàng này trói buộc chặt. Thời gian dần qua bắt đầu quay cuồng, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt tinh thể màu xanh lá như cát mịn. Sắc mặt Mai Đông Nhi đã trở nên trắng, đầu đổ đầy mồ hôi. Lấy lực lượng võ tôn cửu tinh của nàng, làm xong động tác này cũng cơ hồ muốn thoát lực. Vân Tiêu đại ca, thứ này chính là độc tố kia. Trước kia lấy nồng độ độc tố trong Vô Định Hà, mặc dù hút vào trong cơ thể, cũng tuyệt không cách nào ngưng tụ thành tinh thái, nhưng hiện giờ không chỉ có lượng. Hơn nữa tựa hồ chất cũng đã xảy ra biến hóa. Mai Đông Nhi vừa nói, trên trán vừa chảy xuống mồ hôi lạnh nàng không ngừng rót nguyên lực vào trong vòng vàng như chiếc nhẫn kia, duy trì trạng thái kết tinh của độc tố. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, giật mình nhìn tinh thể màu xanh lá kia, nó chỉ lớn chừng 1/10 hạt gạo. Cửu Di nói, ảnh hưởng của độc tính này đối với người Mai Gia tạm thời không rõ, nhưng khí tức âm độc mà Đông Nhi bước ra. Nàng ném ra một khối kim loại màu bạc, lóe lên trên không trung. Mai Đông Nhi biến đổi chỉ quyết, vòng vàng kia bỗng nhiên tản ra, tinh thể màu xanh lá thoáng cái lần nữa hóa thành hình dáng sương mù. Năm ngón tay nàng hư nắm, vỗ mạnh tới kim loại màu bạc kia. Chỉ thấy hào quang lóe lên, một đạo lục sắc chi quang lập tức đục thủng kim loại màu bạc, hơn nữa đốt ra một cái động nhỏ chừng ngón tay. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, kinh hãi nói. Bắc Thiên Hàn tinh thiết. Kim loại bị xuyên thủng kia cũng không phải vật khác, đúng là Bắc Thiên Hàn tinh thiết hắn dùng để luyện chế vạn kiếm đồ. Hắn chụp mạnh vào không trung, lập tức chụp khối Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia vào trong tay, sắc mặt ngưng trọng vạn phần quan sát lấy. Cửu Di vẻ mặt đắc dĩ, cười khổ nói. Tuy rằng loại độc này ảnh hưởng đối với thân thể còn không rõ, nhưng uy lực của nó Vân Thiếu cũng đã nhìn thấy, không thể biết rõ tình huống thứ này. Ta thân là Mai Gia chi chủ, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a. Bốn phía lỗ thủng bị đục ra thập phần bóng loáng, thật giống như trời sinh vậy, không giống như do ngoại lực tạo thành. Ý là vật ấy không chỉ có thể khiến cho người Mai Gia các ngươi thân có dị năng, mà còn có lực ăn mòn cường đại như thế sao? Trán Lý Vân Tiêu trực tiếp nhíu thành chữ xuyên, trầm giọng nói.
Đông Nhi, một khi cảm nhận được bất luận cái gì không khỏe, liền lập tức dừng lại, ngàn vạn không thể đi vào sông tu luyện nữa. Mai Đông Nhi thấy hắn quan tâm mình như vậy, trong nội tâm ấm áp, lau đi mồ hôi trên trán, ngọt ngào cười nói. Nếu là tình huống không đúng, ta nhất định sẽ dừng tu luyện lại, nhưng việc này quan hệ đến tiền độ vận mệnh Mai gia, phải biết rõ ràng mới có thể an tâm được. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Vật ấy ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng quả thật khủng bố dị thường, Đông Nhi có thể lại làm ra một hạt để cho ta nghiên cứu chút không? Mai Đông Nhi khó xử nói. Vật ấy chỉ có dưới lực lượng cường đại áp chế xuống, mới có thể kết thành tinh thể, hơn nữa chúng ta thử qua các loại biện pháp muốn bảo tồn lấy nó đều không công mà lui. Chỉ cần vừa rời khỏi áp chế đã lập tức biến trở về trạng thái khí, hơn nữa ăn mòn vạn vật. Lý Vân Tiêu nói, ngươi chỉ cần bước ra ngoài cơ thể thôi, ta tự có biện pháp. Mai Đông Nhi sửng sốt một chút, nhân tiện nói, tốt, nàng lần nữa vận chuyển nguyên lực. Cắn răng ngưng ra tinh thể màu xanh lá chừng hạt cát kia, toàn bộ thân hình đều nhịn không được run lên, tựa hồ không cách nào trèo trống quá lâu. Lý Vân Tiêu vung tay lên, liền chảo qua, lập tức lục mang lóe lên, biến mất trong lòng bàn tay không thấy đâu nữa. Trong mắt Cửu Di và Mai Đông Nhi đều sáng ngời, có chút không thể tin tưởng. Cửu Di giật mình nói, Vân Thiếu làm sao thu lại thứ này thế? Lý Vân Tiêu nói, xin lỗi. Phương pháp này thứ cho ta không thể ngoại truyền, hơn nữa cũng chỉ có một mình ta có thể làm được thôi. Biện pháp của hắn kỳ thật rất đơn giản, trực tiếp thu vào trong giới thần bi, dùng một đạo quy tắc chi lực trấn áp lấy là được. Cửu Di thất vọng nói. Đã như vậy, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Hiện giờ Vân Thiếu có thể nói với ta lúc trước trong Vô Định Hà đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Kỳ thật cũng không xảy ra chuyện gì. Ta chỉ ở dưới đáy Vô Định Hà phát hiện một khối ngọc bia, trên đó viết bốn chữ Hà Khúc Thông U. Chất liệu khối ngọc bia kia hết sức đặc thù, lúc ấy ta muốn thuận tay lấy đi, kết quả từ phía dưới lại truyền đến lực lượng khủng bố, khiến ta không thể không buông tha được. Ngọc bia, Hà Khúc Thông U. Cửu Di cả kinh, tựa hồ nhớ ra gì đó, sắc mặt chợt đại biến. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Cửu Di biết rõ này bia. Cửu Di mặt sắc mặt ngưng trọng, nói. Ta tựa hồ đã thấy qua ghi chép trong cổ thư Mai gia, đợi sau đấu giá hội này ta liền trở về xem lại, có lẽ có thể tìm ra mấu chốt trong đó. Lý Vân Tiêu thấy thần sắc nàng có chút lập lòe bất định, biết rõ tất nhiên có chỗ giấu giếm, nhưng đây là gia sự đối phương, hắn mặc dù cực kỳ hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói. Hạt kết tinh màu xanh lá kia ta sẽ tận hế khả năng điều tra, có tin tức sẽ lập tức thông chi Cửu Di ngay. Cửu Di hạ thấp người nói. Thiếp thân đa tạ Vân Thiếu. Cảm tạ của nàng ngược lại là thật, tuy rằng không có được quá nhiều tư liệu hữu dụng, nhưng Lý Vân Tiêu ít nhất cung cấp một manh mối, khiến cho nàng cũng có chút phương hướng. Trước kia Vân Thiếu từng nói có việc tìm thiếp thân, không biết chuyện gì. Cửu Di có chút tò mò hỏi. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nói. Cũng không rõ đối với một vật, muốn tìm Cửu Di có thể dám vạn vật giúp ta nhìn xem, đây rốt cuộc là vật gì. Năm ngón tay hắn chụp lấy, liền mở ra trước mặt Cửu Di, đầu côn trùng màu vàng nhạt chừng hạt gạo kia liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vật còn sống. Đồng tử Cửu Di hơi co lại, cả kinh nói. Kim hệ nguyên tố chi lực thật mạnh, nếu không cảm nhận được sinh cơ, ta còn tưởng rằng là bản thân kim hệ nguyên tố biến dị ấy chứ. Mai Đông Nhi cũng lộ vẻ mặt hiếu kỳ, cùng tiến lên, cũng giật mình không thôi. Cửu Di để tay lên lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Giữa bàn tay hai người có chút sóng bỗng nhúc nhích, giống như mặt nước đẩy ra, thân thể côn trùng màu vàng kia cũng nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. À! Cửu Di đột nhiên hét lên một tiếng, như phản xạ có điều kiện rút tay lại, cả người sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Cửu Di! Mai Đông Nhi kinh hãi, vội bước lên trước đỡ lấy Cửu Di, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng chưa bao giờ thấy qua Cửu Di thất thố như thế bao giờ. Lý Vân Tiêu cũng kỳ quái, nói. Vật ấy có năng lực gì, có thể khiến Cửu Di sợ hãi như thế? Cửu Di mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hô hấp cũng trở nên có chút ồ ồ, khó có thể tin chằm chằm vào côn trùng trong tay Lý Vân Tiêu. Sau một lúc, nàng mới lòng còn sợ hãi nói. Vật ấy mang đến cho ta cảm ứng mãnh liệt đời này khó gặp. Tuy rằng ta không biết lai lịch của nó, nhưng thứ này nhất định là hậu duệ chân linh, thậm chí chính là bản thân chân linh.
bản thân chân linh. Lý Vân Tiêu cười nói. Làm sao có thể, mặc dù nói nó là hậu duệ chân linh, ta cũng không quá tin tưởng. Trong tư liệu về chân linh lưu truyền đến nay, cũng chưa từng thấy ghi chép về vật nhỏ như vậy a. Cửu Di nói. Hiện giờ tư liệu chân linh lưu truyền tới nay có nhiều thứ không trọn vẹn, hơn nữa ghi chép hơn phân nửa là chân linh danh khí rất lớn năm đó, có chỗ bỏ sót cũng chẳng có gì lạ. Ta cũng không thể kết luận thân phận chân thật vật ấy, nhưng cảm giác nó mang đến cho ta xác thực khủng bố dị thường, khiến cho thiếp thân không rét mà run. Không biết thứ này Vân Thiếu từ đâu có được. Chủ nhân ban đầu vật ấy đã bị ta giết chết, hiện giờ nghe Cửu Di nói như vậy, ta thực sự có chút hối hận đã lấy tánh mạng hắn, có lẽ nên bắt lấy siêu hồn thì hay hơn. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hối hận, nói chuyện giết người siêu hồn lại hời hợt như thế, khiến Cửu Di và Mai Đông Nhi nghe được ra đầu đều có chút run lên. Cửu Di nói, nếu vật ấy đã hiện thế, vậy tất nhiên có thể tìm ra lai lịch của nó, không biết thứ này có đặc thù gì, có lẽ có thể phỏng đoán một hai. Lý Vân Tiêu nói, trùng này có thể tản mát ra khí tức giống với kim linh chi khí, nhưng tựa hồ càng ngày càng yếu. Trong tay hắn lóe lên kim quang, lại xuất hiện hơn 10 đầu côn trùng như vậy, tất cả đều là màu vàng cam, bất quá sâu có nông có, từng đạo kim quang yếu ớt tản ra từ trên người chúng. Bàn tay Lý Vân Tiêu cũng lập tức hiện ra màu vàng, tựa hồ dưới nhuệ khí của đám côn trùng nhỏ kia bất diệt kim thân cũng bị bức ra hộ thể. Lúc trước nam tử áo lam mục gia kia lại dùng yêu hỏa áp chế kim linh chi khí trên tiểu trùng này, căn bản không dám dùng thân thể cầm lấy. Cái này, Cửu Di kinh ngạc không thôi, vươn tay ra cẩn thận sờ qua, vừa chạm vào, ngón tay như bạch ngọc đã có chút rung rung, liền rụt trở về. Trên ngọc thủ chợt lộ ra vết thương, máu chảy không ngớt. Lý Vân Tiêu nói, Cửu Di cẩn thận đấy. Không sao, Cửu Di nhẹ giọng đáp. Nguyên lực vận chuyển qua, chút bị thương ngoài da kia lập tức liền khỏi hẳn. Nàng lộ ra vẻ cổ quái ra, nói. Kim sắc chi quang này quả thật như kim linh chi khí, nhưng yếu nhược hơn rất nhiều, nếu những côn trùng này có chiến lực thì hẳn là cực kỳ cường đại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên có chút cổ quái, nhìn mình chằm chằm vào côn trùng trong lòng bàn tay, vẫn không nhúc nhích, lông mày nhíu chặt. Mai Đông Nhi trong nội tâm khẽ động, nói. Vân Tiêu đại ca. Có phải phát hiện gì đúng không? Lý Vân Tiêu nhìn lại bàn tay mình một chút, một đầu hoàng trùng tử chừng hạt gạo bắn lên, bị tay kia bắt lấy, hiện ra trước mặt hai người, nói. Đầu côn trùng này lúc ta lần đầu thấy nó, kim quang sáng hơn giờ nhiều, có phải là đã hao hết, cho nên càng ngày càng yếu không? Cửu Di cả kinh nói. Vân Thiểu có ý là hào quang giống với kim linh chi khí này có thể trong thời gian ngắn đạt được gia tăng và suy giảm sao? Mai Đông Nhi ngượng ngùng nói. Có phải là nó đói bụng, cho nên năng lượng tiêu hao không? Cửu Di nói. Rất có khả năng, nhưng không biết loại vật này là dựa vào thôn vệ thứ gì để bổ sung bản thân đây. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, đặt khối Bắc Thiên Hàn tinh thiết bị độc khí màu xanh lá xuyên thủng lúc trước trong bàn tay, nhẹ nhàng đụng vào côn trùng kia. Hào quang trên người côn trùng bỗng nhúc nhích khó có thể phát giác, nhẹ nhàng hoạt động trên hàn tinh thiết. Quả nhiên. Cửu Di kinh hô một tiếng, tuy rằng côn trùng kia cực kỳ nhỏ, nhưng ba người là nhãn lực bực nào, thoáng cái đã xem rõ ràng tình huống, côn trùng kia đích thật là đang nuốt luôn Bắc Thiên Hàn tinh thiết, chỉ là ăn rất chậm. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, cũng ném hơn 10 đầu côn trùng khác tới, quả nhiên cả đám đều bắt đầu gặm Bắc Thiên Hàn tinh thiết. Hi hi, rất thú vị đấy, không biết sau khi chúng ăn hết Bắc Thiên Hàn tinh thiết có thể lớn lên không? Mai Đông Nhi đùa cười một tiếng. Nghiêng đầu nói, chỉ là khối Bắc Thiên Hàn tinh thiết này không có mấy ngày sợ rằng khó mà ăn hết, ta trước nuôi quan sát một hồi đã. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, khẽ đảo tay, lập tức thu hết những côn trùng kia vào. Cửu Di nói, ta cũng trở về tìm một ít tư liệu, mai ra để lại không ít điển tịch về thượng cổ chân linh, có lẽ có thể tra ra một ít manh mối cũng nên. Vậy làm phiền Cửu Di rồi. Lý Vân Tiêu nói cảm ơn. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, Lý Vân Tiêu liền đứng dậy cáo từ. Mai Đông Nhi trong lòng căng thẳng, vội hỏi. Hiện giờ cách đấu giá cuối cùng còn sớm, không bằng ta cùng Vân Tiêu đại ca đi dạo chơi bốn phía được không? Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Cũng tốt. Hai người rất nhanh liền ra đấu giá hội tràng, đi dạo trong thành Tân Duyên. Mai Đông Nhi nhẹ nói. Những năm gần đây y ta đi theo Cửu Di đi khắp thiên hạ.
thường xuyên có thể nghe được một ít tin tức về Vân Tiêu đại ca, đều khiến ta cực kỳ lo lắng, hiện giờ thấy Vân Tiêu đại ca không có việc gì, Đông Nhi liền yên tâm rồi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ nhúc nhích, mấy năm này chuyện hắn làm mặc dù không phải tuyệt mật gì, nhưng tuyệt không phải có thể tùy tiện nghe được, Mai Đông Nhi hơn phân nửa là nghe ngóng khắp mọi nơi mới biết. Hắn cười nói, quả thật đã trải qua một ít chuyện, nhưng phần lớn là hữu kinh vô hiểm. Mai Đông Nhi nói, kinh nghiệm của Vân Tiêu đại ca tất nhiên nguy hiểm hơn Đông Nhi nghe được cả vạn phần, Đông Nhi rất muốn nghe Vân Tiêu đại ca nói một ít. Lý Vân Tiêu cười cười, nói ra những chuyện xảy ra từ sau khi từ biệt ở thành Nam Hỏa năm đó, Mai Đông Nhi nghe được hai mắt sững sờ, thỉnh thoảng khẩn trương vạn phần. Mai Đông Nhi buồn bã nói, đáng hận Đông Nhi thực lực quá thấp, không thể ở bên cạnh Vân Tiêu đại ca giúp đỡ. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, thực lực Đông Nhi đã rất mạnh rồi, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ rõ, lúc tu luyện không thể nóng vội. Một khi phát hiện có chỗ không đúng liền lập tức dừng lại. Dù sao độc tính không biết là vật gì kia cũng quá mức lợi hại, khiến Lý Vân Tiêu lo lắng không thôi. Mai Đông Nhi dùng sức gật đầu nói, ta biết rồi, nhất định sẽ không để cho Vân Tiêu đại ca lo lắng. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu một cái, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, khóe mắt liếc qua một bóng người, ở góc đường chợt lóe lên rồi biến mất. Vân Tiêu đại ca, ngươi làm sao vậy? Mai Đông Nhi thấy thần sắc Lý Vân Tiêu có chút sững sờ, không khỏi hỏi. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, nói. Đại ca hiện giờ có việc phải rời đi một chút, ngươi về đấu giá hội tràng trước đi. Mai Đông Nhi cả kinh, nói. Vân Tiêu đại ca không tham gia đấu giá cuối cùng sao? Lý Vân Tiêu nói. Tham gia, ta sẽ trở về đúng lúc. Hắn nói xong, liền lao về phía bóng người kia, thoáng một phát xúc địa thành thốn, trong chớp mắt đã biến mất ở góc đường. Mai Đông Nhi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sau một lúc, mới thở dài một tiếng, lộ ra vẻ thất vọng sâu kín. Lý Vân Tiêu lắc mình một cái liền đã tập trung vào người phía trước. Bất quá ánh mắt hắn lộ ra một tia trào phúng, thân thể thoáng cái lắc lư, liền dần dần nhạt đi, cho đến biến mất tại chỗ. Một lát sau, ba đạo thân ảnh thoáng cái xuất hiện chỗ Lý Vân Tiêu biến mất, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ suy tư. Chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không bắt được khí tức của hắn, chẳng lẽ thật biến mất rồi? Khí tức của hắn chỉ quanh quẩn vòng qua vòng lại chỗ này, một chút cũng không phát tán ra ngoài, chẳng lẽ độn thuật đã mạnh đến mức tránh được truy tung của chúng ta sao? Hắn tựa hồ là đuổi theo người nào đó, người kia dường như chạy đến cửa thành Nam, chúng ta có đuổi theo hay không đây? Hai người các ngươi đuổi tới trước xem, ta đi về bẩm báo Hỗ Minh Nhật đại nhân. Ba người hợp lại mà tính, lập tức phân thành hai đường tản ra. Mặt phía Nam thành Tân Duyên, một gã lão giả lưng còng mang theo nón lá rất nhanh đã ra khỏi thành. Lão giả một thân nông phục màu nâu đầy miếng vá, đi đường tập tễnh không thôi, nhưng sau khi vừa ra khỏi thành, chỉ vài bước bóng người đã biến mất ở bên ngoài cửa thành rồi. Trên bầu trời một cổ lực lượng có chút chấn động, Lý Vân Tiêu ẩn nấp ở trên hư không, chăm chú đuổi theo. Lão giả phía trước không phải ai khác, mà chính là một trong bát tượng tử thần cung, Bá Thiên Hổ. Nửa nén hương sau, Bá Thiên Hổ thoáng cái lướt qua một dốc núi, trên một khối đất bằng phía trước xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Lý Vân Tiêu có chút lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lạnh xuống, trong ba người kia, có hai người là khuôn mặt xa lạ. Một người cái đầu cao gầy, dáng người mảnh mai, một đầu tóc dài màu tím phủ trên vai, thực lực là võ đế bát tinh. Người còn lại thì khuôn mặt lạnh lùng, một thân cẩm bào màu xanh da trời, thực lực cũng là võ đế thất tinh. Người cuối cùng còn lại là vừa vặn chính là yêu tộc Tuyền Tiên Sinh đã giao thủ với Lý Vân Tiêu. Lão Ngũ, ngươi sao lại đi ra? Chẳng lẽ kế hoạch thay đổi? Tuyền Tiên Sinh đang ngồi xếp bằng trên đất điều tức, tựa hồ ngày đó đánh một trận với Lý Vân Tiêu đã bị chút ít vết thương nhẹ, còn chưa khỏi hẳn. Hai người khác cũng nhíu mày nhìn qua Bá Thiên Hổ. Bá Thiên Hổ trầm giọng nói. Sợ là không đơn giản như vậy, lần đấu giá này xuất hiện không ít tay cứng. Ta sợ nguyên thạch mang theo xa xa không đủ. Bắt đầu ta đã không đồng ý dùng nguyên thạch mua, trực tiếp đoạt đến là được. Dùng bốn người chúng ta liên thủ, tuy rằng không địch lại Thương Minh, nhưng chỉ chạy trốn thì căn bản không thành vấn đề. Nam tử cẩm bào màu xanh da trời khinh thường nói, trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh, sát khí lộ ra ngoài. Bá Thiên Hổ lắc đầu nói. Không ổn trong tràng cao thủ quá nhiều,
hơn nữa bố trí của Vạn Bảo Lâu cực kỳ nghiêm mật, rất khó ra tay. Trên mặt Tuyền Tiên Sinh hiện lên một tia oán hận, phẫn nộ nói. Nếu không phải nửa đường giết ra một tên Lý Vân Tiêu, không chỉ cướp đi Thiên Phượng Nhất Thể, hơn nữa còn khiến ta tiêu hao hết 3 cây lông vũ của chân linh vô thì đấu giá hội há có thể ngăn cản ta. Nam tử tóc tím lạnh lùng nói. Tam ca, không phải ta quở trách ngươi. Lão đại vất vả đổi lấy 3 cây vô chi lông vũ, ngươi vậy mà tốn ở trên người một gã tiểu bối, cứ thế làm trễ đại sự. Nếu không thể thuận lợi mang vật kia về, ta xem ngươi làm sao ăn nói với lão đại. Tuyền Tiên Sinh sắc mặt phát lạnh, tức giận nói. Ta không cần ngươi giáo huấn, ta tự có chừng mực. Nam tử tóc tím cười lạnh nói. Có chừng mực là được, ta liền lẳng lặng xem tam ca ngươi phát huy rồi. Sắc mặt Tuyền Tiên Sinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nói. Chuẩn bị phương án thứ hai. 4 người lập tức đứng lên, phân biệt đứng ở 4 hướng đông, nam, tây, bắc. Tuyền Tiên Sinh lấy ra một cái trận bàn như hộp sắt quăng ra chính giữa A, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, các loại ấn phủ đều đánh vào trong trận bàn kia. 3 người khác sắc mặt cũng bình tĩnh, phối hợp với thi thuật, các loại trận quang không ngừng dần hiện ra. Lý Vân Tiêu trốn trong hư không trông xem một hồi, mới biết được bọn hắn bố trí chính là truyền tống trận cỡ chung. Bình thường bố trí truyền tống trận trừ phi là vi nhỏ cực phạm, nếu không cũng không phải nhất thời bán hội có thể bày xuống. Nhưng bọn hắn sử dụng trận bàn làm căn cơ, nếu là bố trí một cái truyền tống trận trong khoảng cách một lần duy nhất thì rất là dễ dàng. Một lát sau, một cái trận pháp to dần hình thành, thời gian dần qua lập lòe không ngừng, hào quang càng ngày càng yếu, cuối cùng ẩn vào trong lòng đất. 4 người đều nhẹ thở ra, sắc mặt có chút trở nên trắng, thoáng cái bố trí loại trận pháp cỡ lớn này, mặc dù bọn hắn thực lực cao cường cũng có chút không chịu đựng nổi. Tuyền Tiên Sinh nói. Đều ăn chút đan dược hồi nguyên đi, mau chóng khôi phục lực lượng đến đỉnh phong. Đợi tí nữa lão lục ngươi ra mặt đấu giá vật kia, một khi thất bại mọi người liền chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh của ta đoạt lấy. Nam tử cầm bào màu xanh ra trời cau mày nói. Tại sao là ta, không phải ngũ ca sao? Bá Thiên Hổ cười khổ nói. Trong chàng tựa hồ có người đã nhận ra ta hơn nữa Lý Vân Tiêu kia cũng ở trong chàng, dùng thần trí của hắn, mặc dù ta có cải trang thế nào. Cũng khó gạt được ánh mắt hắn. Hừ, các ngươi nguyên một đám đều đề cao Lý Vân Tiêu kia, không biết là ném mặt mũi Tử Thần Cung chúng ta sao? Nam tử tóc tím mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, trong mắt dần hiện ra tức giận. Tuyền sắc mặt trầm xuống, quát. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, không ai được gây với sát tinh kia, nếu không đừng trách ta vô tình. Nam tử tóc tím và nam tử cầm bảo màu xanh ra trời tuy rằng trong nội tâm hơi có bất mãn, nhưng vẫn không dám vi phạm ý của Tuyền Tiên Sinh, chỉ là hai người nhẹ hừ lạnh thoáng một phát, tỏ vẻ không phục. Bá Thiên Hổ cười khổ không thôi, nói. Hai người các ngươi còn trẻ, người trẻ tuổi luôn dễ dàng khí thịnh. Ta hiện giờ thật sự hối hận, ngày đó trong thành Hồng Nguyệt liều chết cũng có thể đánh chết kẻ này, hiện giờ dưỡng thành họa lớn, không thể tưởng được ngay cả lão tam ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, sợ rằng chỉ có lão đại mới có thể giết hắn thôi. Nam tử tóc tím khinh thường nói. Ta cũng không tin ta, đợi sau chuyện này, cứ để cho ta đi tiễn đưa hắn quy thiên là được rồi. Tuyền Tiên Sinh cười lạnh nói. Chỉ cần chuyện này làm thành, chính ngươi cam tâm tình nguyện đi chịu chết, ta cũng rất muốn nhìn xem đấy. 4 người bắt đầu thương nghị một ít sách lược cướp đoạt vật đấu giá, hơn nữa đề ra các loại phương án, cùng với làm sao ứng đối tình huống đột phát, về sau 4 người liền lóe lên. Hóa thành hào quang hướng thành Tân Duyên mà đi. Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra từ hư không, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ Lăng Bạch Y cũng cảm thấy hứng thú với kiếm của ta sao? Hắn thoáng cái liền xuất hiện trên không trận pháp. Truyền tống trận này đã bị Tuyền Tiên Sinh thi triển thủ pháp đặc biệt, giấu dưới mặt đất, căn bản không lộ chút vết tích. Riêng trận bàn có thể đủ bố trí xuống truyền tống trận cỡ chung cũng có giá trị liên thành rồi. Để đây rất đáng tiếc, để ta mang về thôi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra nụ cười xấu xa âm lãnh, lăng không một chảo, lập tức dưới chân hiện ra trận pháp chi lực, chỗ mắt trận bắn ra một cái hộp sắt, trực tiếp bị hắn nắm trong tay, thu vào lấy. Mấy canh giờ sau, đấu giá hội lần nữa mở ra, tất cả võ giả nối đuôi nhau mà vào. Lý Vân Tiêu cũng đúng hạn xuất hiện trong đấu giá hội tràng, ngồi xuống bên cạnh Mạc Hoa Nguyên. Mạc Hoa Nguyên cười nói. Đi lâu như vậy,
mỗi nơi trong không gian giới chỉ này đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của Thương Minh, người không nói ra điều gì không hay đấy chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thật là nghĩa khí đấy, người bây giờ mới nhắc nhở ta. Khục khục, trước kia quên mất. Mạc Hoa Nguyên sắc mặt cổ quái nói. Người thật sự nói. Ân. Lý Vân Tiêu khẽ lên tiếng, trên mặt có chút ít xấu hổ. Ha, nói gì rồi sao? Mạc Hoa Nguyên tỉnh táo tinh thần, vội vàng vẫy tay. Lý Vân Tiêu có chút không có ý tứ, bộ dạng nhăn nhăn nhó nhó. Ta nói ta một mực đều rất. Rất cái gì? Mạc Hoa Nguyên truy vấn. Rất ưa thích. Rất thích gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, đánh ra một cái tát, lạnh lùng nói. Rất ưa thích đùa bức. Ba, cái ót Mạc Hoa Nguyên bị đánh một cái, cũng không biết Lý Vân Tiêu làm ra trò gì, một cổ đau nhức toàn tâm đâm vào trong đầu, khiến hắn thiếu chút nữa hét thảm lên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Một tát này thay người chụp chết tinh trùng trong đầu, thỉnh gọi ta là Lôi Phong, không tạ. Mạc Hoa Nguyên cười khổ xoa đầu, thầm mắng mình tự chuốc lấy cực khổ, thực là đáng đời bị đánh. Động tác của hai người hiện ra rõ trong kính, vẻ mặt Hỗ Minh Nhật ngưng trọng. Còn có bọn người Lệ Phi Vũ trong dạp trong lòng cũng lục bộp thoáng một phát, dám tùy ý đánh Mạc Hoa Nguyên như vậy, hơn nữa đối phương sau khi bị đánh còn không dám lên tiếng, cái này cần bối cảnh bao nhiêu mới có thể làm được a? Cảm tạ chư vị lần nữa trở lại hội trường, không biết đã hối đoái đủ nguyên thạch chưa? Tiếp theo sẽ tiến vào đấu giá sau cùng. Kha Đồng Quang và bọn người Cửu Di xuất hiện lần nữa trên sân khấu đảo hoang ở chính giữa, đều mang vẻ mặt tươi cười. Tất cả mọi người trong chàng đều xôn xao mắng lấy, còn có các loại thúc giục. Ha ha, tiếp theo muốn đấu giá chính là một kiện phụ khí cửu giai. Kha Đồng Quang vỗ tay, một nữ tỳ xinh đẹp cười tiến lên, giơ khay lên, xốc lên lụa đỏ. Một cái thiết khí hình tròn màu xám đặt ở trong đó. Mỹ tỳ phô bày thiết khí một phen, liền đi tới trước mặt Cửu Di thỉnh nàng đánh giá. Cửu Di nhẹ nhàng vuốt ve thiết khí kia một chút, lại cười nói. Công hiệu của linh mẫn bản cũng không cần ta nhiều lời, có thể tìm được thiên tài địa bảo trong phạm vi nhất định một cách chính xác, linh mẫn bản cửu giai càng vô cùng chân quý, vật có thể tìm kiếm và phạm vi tìm kiếm đều rất lớn. Linh mẫn bản này nguyên vẹn không sứt mẻ, hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt, chính là vật cực phẩm. Kha Đồng Quang nói, giá quy định 300 vạn. Phía dưới sau khi trầm mặc một hồi, mới có người kêu giá hô. 350 vạn. Linh mẫn bản tuy rằng có thể chính xác tìm thiên tài địa bảo, nhưng phạm vi so với thiên võ giới rộng rãi mà nói, thật sự không có ý nghĩa. Trong các đại môn phái đều có người tìm mỏ chuyên môn, mỗi người đều đeo linh mẫn bản cấp bậc bất đồng cả ngày bay tới bay lui trên đại lục thiên võ, dùng tìm kiếm nguyên thạch làm chủ. Loại người này hơn phân nửa là võ giả tiền đồ ảm đạm, không có thiên tư gì trong tông môn mới được an bài đi làm những chuyện. Nếu có thể tìm được một mạch khoáng hoặc là hiên tài địa bảo gì đó thì rất có khả năng hưởng thụ cả đời, thậm chí được cao tầng trong tông môn ban cho các loại đan dược công pháp, khiến cho đột phá cảnh giới trước mắt cũng không chừng. Cho nên người tìm mỏ vẫn rất nhiều, nhưng bởi vì thiên vũ đại lục quá mức rộng lớn, chính thức có thể tìm được mỏ cũng không nhiều lắm. Cho nên mọi người đối với linh mẫn bản cũng không quá hứng thú. 400 vạn. Lại có một người kêu lớn, về sau liền bắt đầu trầm tĩnh. Kha Đồng Quang đang muốn lên tiếng, Lý Vân Tiêu liền hô. 500 vạn. 550 vạn. Người trước kia sau khi trầm tư một lát lại nâng giá thêm chút. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói. 600 vạn. Thanh âm hai người cũng không lớn, nhưng bên trong phòng đấu giá thập phần yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, chỉ là không người nào nguyện ý cướp đoạt. Người nọ sau khi nghe giá 600 vạn tựa hồ đã đột phá giới hạn. Cũng ngậm miệng không nói nữa. 700 vạn. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, tất cả mọi người trong lòng nhảy dựng, lộ ra thần sắc bất đồng, có giật mình, có cổ quái, có hy vọng xem trò vui, đều nhìn lại một ghế lô trên lầu 2. Đa số người đều mang thái độ xem kịch vui, trên mặt mang cười. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, ghế lô này chính là người lúc trước cùng Lý Vân Tiêu tranh địa tinh thiết, hiện giờ lại bắt đầu. Trong lòng Kha Đồng Quang cũng căng thẳng, nhưng trên mặt thủy chung mang theo nụ cười mang tính chức nghiệp. Hắn tự nhiên biết là Chu Sở đang quấy rối, nhưng giờ đã không còn loại cảm xúc vui sướng trước kia nữa, chỉ hy vọng đừng nháo ra chuyện mới tốt.
800 vạn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói. 900 vạn. Trong dạp Chu Sở theo sát, tựa hồ cắn chết lấy hắn. Hi hi. Bốn phía truyền đến các loại tiếng cười, lộ vẻ giễu cợt và châm chọc, nhìn xem tựa hồ thập phần thích ý. 1.500 vạn. Lý Vân Tiêu trầm mặt, trực tiếp nâng giá lên. Chu Sở trầm tư thoáng một phát, tiếp tục lạnh lùng nói. 1.600 vạn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. 5 lần 7 lượt đối nghịch với ta, thật cho là ta thật không dám động tới ngươi sao? Trong dạp Chu Sở cười lạnh nói. Chê cười, chẳng lẽ ta lại sợ người? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, lãnh sắc trong mắt thoáng cái liền tiêu tán, trở nên bình tĩnh. Không tốt. Trong dạp Trần Phong đột nhiên biến sắc, kinh hô lên. Ân, làm sao vậy? Chu Sở có chút bất mãn, khẽ nói. Mấy người còn lại cũng nhìn qua Trần Phong, chỉ thấy sắc mặt hắn ngưng trọng nói. Vừa rồi Vân Thiếu nói như vậy, hoàn toàn là đang thăm dò Chu Sở huynh. Tuy rằng hắn khẳng định đoán được là Chu Sở huynh đối nghịch với hắn, nhưng dù sao không có nắm chắc 10 phần, cũng không có chứng cớ. Nhưng vừa rồi thăm dò, hắn tất nhiên có nắm chắc 10 phần có thể xác nhận, cho nên kế tiếp sẽ không tiếp tục nâng giá nữa. Sắc mặt Chu Sở lạnh lẽo, khẽ nói. Xác nhận thì đã có sao? Ý của ngươi là hắn sẽ đến đoạt sao? Trần Phong gật đầu nói. Đúng vậy. Lệ Phi Vũ sắc mặt đại biến, phát sinh xung đột ở thành Tân Duyên là chuyện hắn không muốn thấy nhất. Mặc dù Lý Vân Tiêu có thể xác nhận, nhưng dù sao không có chứng cớ, chỉ cần Chu Sở huynh một mực phủ nhận, hắn cũng không có cách nào a. Trần Phong có chút thương cảm nhìn Lệ Phi Vũ, tựa hồ đang lo lắng thay chỉ số thông minh của hắn. Không nói đến Chu Sở huynh tuyệt sẽ không phủ nhận, dùng tính cách Vân Thiếu, chỉ cần là chuyện hắn đã nhận định, đối với hắn mà nói, cần chứng cớ sao? Hắc hắc, ước gì đấy? Sắc mặt Chu Sở thoáng cái trở nên có chút dữ tợn, trong hai tròng mắt giấy lên chiến ý. Thân phận Lý Vân Tiêu cực không đơn giản, Chu Sở huynh quyết không thể xung động a. Lệ Phi Vũ vội khuyên giải, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên mỉm cười, nói. Thân phận cực không đơn giản, đây há không phải là một cơ hội tốt để thăm dò sao? Lệ Phi Vũ sững sờ nói. Tần Xuyên huynh cũng muốn thử một lần. Tần Xuyên cười nói. Cứ để xem đã, ta sẽ không đi chủ động khiêu khích hắn, nhưng nếu gặp được, không thể tránh khỏi thì cứ thuận thế đánh một trận đi. Sâu trong đôi mắt hắn cũng hiện lên một đạo hàn mang, còn có chiến hỏa hừng hực. Trong một dạp khác cách đó không xa, Hàn Quân Đình cũng lạnh lùng nói. Tên ngu xuẩn Chu Sở kia tất nhiên sẽ bị Lý Vân Tiêu thu thập không thể nghi ngờ. Sắc mặt Quỳ Hoa bà vẫn cứng nhắc, khinh thường nói. Hai người căn bản không phải một cấp độ, Chu Sở có thể chống lại 10 chiêu dưới tay Lý Vân Tiêu không? Mấu chốt vẫn phải trông cậy vào Tần Xuyên ra tay mới được. Hàn Quân Đình nói. Lòng dạ Tần Xuyên thâm sâu, mặc dù là ta cũng nhìn không thấu. Hắn có ra tay hay không ta cũng không dám xác định. Chúng ta chỉ cần ở một nơi bí mật gần đó chậm rãi đợi thế cục phát triển, thần kiếm tinh diệt, ất mộc hóa linh, cũng không thể thiếu được. Đấu giá linh mẫn bản cũng không gây ra oanh động gì, chỉ là náo nhiệt nho nhỏ mà thôi, mọi người tiếp tục vùi đầu vào trong đấu giá khẩn trương kế tiếp. Mạc Hoa Nguyên thấy thần sắc bình tĩnh như nước kia của Lý Vân Tiêu, trong nội tâm cảm thấy bất an không hiểu, tức giận thăm dò hừ nói. Không biết người nào, đầu óc bị lừa đá rồi sao? Rõ ràng chuyên môn đối nghịch với Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Cũng tốt, giảm đi cho ta không ít nguyên thạch. Mạc Hoa Nguyên trong nội tâm nhảy dựng, nói. Chẳng lẽ Vân Thiếu biết là ai? Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, rất nhanh sẽ biết thôi. Tiếp tục xem đấu giá đi, đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu quả thật có không ít thứ kinh diễm a. Mạc Hoa Nguyên biết rõ hắn không muốn nói, trong nội tâm càng thêm thấp thỏm không yên. Kỳ thật hắn cũng đoán được người nọ hẳn là Chu Sở không thể nghi ngờ. Thầm nghĩ nhất định không thể để cho bọn hắn xảy ra xung đột, vô luận ai bị thương cũng không phải là điều mà hắn muốn thấy cả. Đấu giá hội tiếp tục ấm lên, không ít thứ kế tiếp đều có giá cực cao, dẫn tới mọi người không ngừng xôn xao. Tất Hạo Đãng cũng lần nữa ra tay mấy lần, nhưng đều không công mà lui, xem ra chí hướng của hắn chỉ ở nguyên tố ngũ hành kỳ kia, sau khi đắc thủ đối với những vật khác cũng không có dục vọng quá lớn. Trong chàng mấy vạn người, ngư long hỗn tạp, bốn người tử thần cung sau khi ngụy trang đã giải ở các hướng bất đồng,
lại không biết đã sớm bị thần thức Lý Vân Tiêu tập trung lấy rồi. Bốn người này không ra giá lần nào cả, đã hạ quyết tâm toàn tâm với tinh diệt chi kiếm kia rồi. Đấu giá rằng có mấy canh giờ, đột nhiên đám người đứng ngoài xem thoáng cái trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, biết rõ vật áp trục lần đấu giá này sắp xuất hiện rồi. Hào khí trong chàng cũng thoáng cái trở nên hơi khẩn trương, khí tức áp lực bắt đầu lan tràn. Đặc biệt là những cường giả một mực không yên lòng, đối với vật đấu giá trước kia đều thờ ơ, không ít người trong hai mắt tuôn ra tinh mang. Ngược lại đám võ giả cạnh tranh kịch liệt trước kia thì lúc này lại nghỉ ngơi hết. Hắc hắc, toàn bộ đấu giá rằng có hơn một ngày, chắc hẳn rất nhiều người đã không còn kiên nhẫn nữa rồi à. Kha Đồng Quang cười nói. Nếu là lão phu vào lúc này đột nhiên tuyên bố đấu giá hội chấm dứt, có thể sẽ bị mọi người đánh chết không đây? Phía dưới thoáng cái cười rộ lên, không khí khẩn trương lập tức bị tan rã, không ít người hét lên. Đâu chỉ đánh chết, đoán chừng sẽ nghiền xương thành cho mất. Đừng lại nhảy nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ngươi choáng nha, không chỉ là một đấu giá sư, còn là một đậu bức nữa. Kha Đồng Quang cười hắc hắc vài tiếng, nói. Không nhiều lời, tiếp theo là ba kiện áp trục chi vật, mọi người có lẽ đều biết được. Giờ là kiện đầu tiên, linh thảo thập giai khinh tinh lan. Trong chàng lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người thoáng cái nín hơi. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu trong lòng cũng run lên, trong mắt chớp động lên tinh mang. Trên đảo hoang hình tròn có một mỹ tỷ chậm rãi đi ra, trong khay trên tay là một cái hộp ngọc dẹp rộng nửa xích, từ từ đi đến trước sân khấu. Linh thảo thập giai này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong một dạp trên lầu 2 truyền đến một đạo âm thanh hùng hồn, tuy rằng đã trải qua kính bích xử lý, nhưng vẫn mang theo vẻ cực kỳ ngưng trọng. Tất cả mọi người cũng nín hơi, không dám lớn tiếng thở dốc chút nào cả. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng cực kỳ ngưng trọng. Từ khi Tiểu Thanh nói cho hắn biết nguyên do không cách nào bước vào thập giai thần cảnh hắn mới hiểu được, không chỉ có võ giả bị chắn trước thần cảnh, mà ngay cả các loại thiên tài địa bảo cũng chỉ có thể dừng lại ở cửu giai đỉnh phong, không thể tiến thêm chút nào nữa. Bởi vì trên đời này đã không có quy tắc thập giai, vạn vật không cách nào tiến hóa thêm được. Hắc hắc, linh thảo thập giai này tự nhiên là hàng thật giá thật, cho mời cửu di kiểm nghiệm. Kha Đồng Quang nở nụ cười tràn đầy tự tin. Cửu Di thần thái nghiêm nghị, gật đầu nói. Thiếp thân ngày thường nghiệm bảo vô số, nhưng chưa bao giờ thấy qua vật thập giai, cũng không quá tin tưởng có thể phân biệt ra được, cứ để ta thử một lần xem. Nàng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơn nữa thành thật không hư, không chút che giấu thiếu sót của mình, khiến tất cả mọi người đều phải lau mắt mà nhìn. Thanh âm trong dạp lầu hai lần nữa vang lên, nói. Có Cửu Di xem xét, chúng ta cũng rất yên tâm. Mọi người cũng có tâm tư giống vậy, Cửu Di đã là giám định sư mạnh nhất đương thời rồi, nếu ngay cả nàng cũng không nhìn ra được, người khác há có thể phân biệt. Cửu Di nhẹ gật đầu, liền đi ra phía trước, trên hộp ngọc kia có khắc các loại ký hiệu và trận vân cổ quái. Nàng dùng nhẹ tay nhẹ đặt trên hộp ngọc kia, lập tức một đạo ngọc sắc quang mang ôn nhuận sáng lên trên hộp, trận vận trên đó thoáng cái sáng lên, bay lên vô số hoa văn màu bạc. Những hoa văn màu bạc kia hiện lên hình dáng đinh ốc bay lên, ngưng tụ ở chỗ hai xích trên bàn tay Cửu Di, kết xuất một cái trận đồ màu bạc to lớn. Thân hình Cửu Di khẽ run lên, bị đẩy lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt. Tất cả mọi người một lòng nâng lên cổ họng, mở to hai mắt nhìn qua, không dám nháy mắt lấy một cái. Thanh âm trong dạp lần nữa vang lên, nói. Cửu Di, sao hả? Cửu Di sắc mặt ngưng trọng nói. Bên trong đích thật là thần thảo thập giai không thể nghi ngờ, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không cảm ứng được rõ ràng, hy vọng có bằng hữu có thể giúp ta giúp một tay. Thanh âm trong dạp nói. Phải giúp thế nào, thỉnh nói thẳng. Cửu Di nói. Thần thảo thập giai này bị phong ấn ở trong hộp ngọc, có thể cam đoan dược lực bên trong không sói mòn, nhưng cản trở cảm ứng của ta. Ta cần một vị bằng hữu thực lực cường đại, giúp ta căng ra phong ấn chi lực. Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến dược lực thần thảo bị sói mòn đi đôi chút. Kha Đồng Quang biến sắc, nói. Vạn lần không được, thần thảo thập giai chính là tuyệt phẩm thiên hạ, bất luận chút dược lực tổn thất nào đều không cách nào đền bù được. Cửu Di nói. Vậy thì thiếp thân liền bất lực rồi, chỉ có thể bảo chứng bên trong đích thật là thần thảo thập giai, nhưng tình huống cụ thể không rõ lắm. Trong chàng mọi người lập tức ồ lên, các loại nghị luận vang lên, không dứt bên tai.
thanh âm trong rạp lần nữa vang lên, nói ra. Tin tức không rõ, căn bản không cách nào tham khảo, vật ấy thực khó đấu giá. Chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu cũng không có chút tin tức nào sao? Kha Đồng Quang nói. Vật ấy chính là tìm được trong một di tích cổ, Vạn Bảo Lâu cũng chỉ có thể kết luận bên trong là thần thảo thập giai khinh tinh lan, còn lại không rõ ràng lắm. Hừ! Đạo thanh âm kia lộ ra phi thường bất mãn, nói. Nếu mua với cái giá trên trời, bên trong lại là vật vô dụng thì nên bàn giao thế nào đây? Đúng vậy à, Vạn Bảo Lâu có thể phụ trách hàng dởm không? Bốn phía đều là thanh âm bất mãn. Kha Đồng Quang có chút khó xử, suy nghĩ một lúc mới nói. Nếu tất cả mọi người đã yêu cầu, Vạn Bảo Lâu cũng không thể không thông tình lý, vậy thì mời Cửu Di thử một lần đi, không biết phải làm sao căng ra phong ấn. Cửu Di nói. Phong ấn chi thuật ta cũng không rõ lắm, ở đây có cao thủ nào không? Dưới đài thoáng cái an tĩnh lại, đều âm thầm suy nghĩ. Các lộ hào kiệt đều mây tụ không sai, cao thủ thông hiểu phong ấn chi thuật cũng không ít, nhưng dù sao liên quan trọng đại, không ai dám chủ quan cả. Nếu Cửu Di và Vạn Bảo Lâu yên tâm thì để ta tới đi. Một giọng nói chậm rãi vang lên, mọi người lập tức ngừng ánh mắt qua, không khỏi lộ ra vẻ mặt. Cửu Di cười yếu ớt nói. Nếu Vân Thiếu chịu ra tay, vậy thì tự nhiên không thể tốt hơn rồi. Người nói chuyện đúng là Lý Vân Tiêu, ở trước mắt bao người, hắn lăng không bay lên, chậm rãi rơi vào trên đài. Chậm đã. Đột nhiên trong đám người vang lên một tiếng quát nhẹ, một gã nam tử mang trường bào màu bạc lộ ra vẻ bất mãn nói. Người này là ai? Tùy tiện tìm người thử nếu làm hư mất phong ấn hoặc hư mất linh thảo, trách nhiệm này ai có thể đảm đương đây? Tất cả mọi người nhìn lại nam tử trường bào màu bạc kia, không ít người kinh hô lên. Thì ra là Thái Tiên Sinh của Bạch Vũ Sơn Trang. Thái Tiên Sinh, chính là đệ đệ trang chủ Bạch Vũ Sơn Trang, đại trận pháp sư cửu giai Thái Tiên Sinh sao? Đúng là không thể tưởng được Thái Tiên Sinh lại ở đây, vậy chuyện áp chế phong ấn tự nhiên nên giao cho Thái Tiên Sinh rồi. Thái Tiên Sinh trên mặt tràn vui vẻ, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, ta thấy thực lực ngươi không tầm thường. Nhưng áp chế phong ấn ngoại trừ thực lực ra còn cần tinh thần lực cường đại, đủ để nhận ra mỗi một đạo phù văn trong phong ấn, ngươi tự hỏi có thể làm được sao? Lý Vân Tiêu nói, hộp ngọc này hẳn là vật từ xưa lưu lại, vừa rồi lúc Cửu Di thăm dò phù văn xuất hiện ta đã hiểu rõ trong lòng, nếu còn có hậu chiêu thì cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, gặp chiêu phá chiêu thôi. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thái Tiên Sinh sắc mặt trầm xuống, quát. Bổn tọa chính là trận pháp đại sư cửu giai tê, cũng không dám tự đề cử mình đi lên, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính là vọng có cao nhân càng mạnh hơn ta ra tay. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Ta sẽ hết sức. Thái Tiên Sinh thiếu chút nữa đã sặc chết, phẫn nộ quát. Chê cười ngươi hết sức thì làm được gì, còn không mau mau xuống dưới. Cửu Di ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi nói ra. Thái Tiên Sinh xin bớt giận. Dùng hiểu bía của ta đối với Vân Thiếu, hắn có thể gánh trách nhiệm này. Kha Đồng Quang nghĩ đến trước kia ghế lô kính bích cũng thiếu chút nữa bị thần thức người này xuyên qua, lập tức nói. Dùng thần thông của Vân Tiêu công tử, hẳn là cũng được. Vân Tiêu công tử, hắn là Lý Vân Tiêu. Trong tràng đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Cái gì, Lý Vân Tiêu? Một hòn đá này đã kích thích lên ngàn tầng sóng, lập tức đám người đứng ngoài xem khiếp sợ. Các loại nghị luận nhao nhao vang lên. Chính là Lý Vân Tiêu được xưng là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, Bắc Phực Tứ Tú cũng không phải đối thủ của hắn sao. Người này không phải là bị Thành Hồng Nguyệt truy nã khắp thiên hạ, đã sớm đền tội sao? Tiểu tử này thật trẻ tuổi a, thực lực thực sự cường đại như vậy sao? Không thể tin được. Lý Vân Tiêu có chút nhíu mày, cũng không nghĩ tới danh tiếng của mình lại lớn như vậy, tựa hồ tất cả mọi người đều biết. Thái Tiên Sinh cũng sững sờ, không thể tưởng được người trẻ tuổi kia vậy mà lại là người danh khí cực lớn, nhưng hắn vẫn không phục, hừ lạnh nói. Thực lực Vân Tiêu công tử ta cũng có nghe thấy, nhưng phong ấn chi đạo không phải đơn giản như vậy đâu. Như vậy đi, ta tùy tiện thi triển một phong ấn chi thuật, nếu Vân Tiêu công tử có thể phá thì ta tự nhiên không nói gì nữa. Đạo thanh âm trong rạp kia lần nữa vang lên, nói. Phương pháp này của Thái Tiên Sinh rất hay. Nếu Vân Tiêu công tử có thể thông qua khảo nghiệm, tự nhiên có thể miễn đi nghi ngờ trong lòng mọi người. Lý Vân Tiêu không chút do dự nói. Đi,
người thi pháp đi. Thái tiên sinh sắc mặt ngưng tụ, liền thả người mà lên, thoáng cái bay lên trên sân khấu đảo hoang. Nội tâm của hắn hừ lạnh không thôi, đã quyết định chủ ý, thi triển sở học bình sinh cũng phải khốn Lý Vân Tiêu này, khiến hắn mất hết mặt mũi mới được. Vân Tiêu công tử, đã chuẩn bị xong chưa? Thái tiên sinh trên mặt lạnh lẽo, khí tức bành trướng tuôn ra trên thân. Trong không gian bốn phía đảo hoang hình tròn ẩn ẩn có sóng bỗng nhúc nhích, là võ giả mà Thương Minh bố trí ở bố phía để duy trì trật tự, tất cả đều cảnh giác, sợ phát sinh biến cố. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Có thể rồi. Hắn thủy chung chưa từng động chút nào, mà ngay cả thần sắc trên mặt cũng không chút thay đổi. Bộ dáng này lọt vào mắt Thái tiên sinh càng bốc lên một cổ ngọn lửa vô danh, trầm giọng quát. Đắc tội. Song trường đẩy tới trước người, một cổ sức mạnh to lớn nhộn nhạo ra. Không gian tựa hồ trực tiếp một phân thành hai, ở phía trước thoáng cái vặn vẹo, liền hóa thành hai đạo quang mang xoay tròn, một bộ thái cực đồ kim ngân song sắc hiện ra trước mắt. Sau đó 10 ngón hắn liên tục động, nguyên một đám ấn phủ bay ra từ trong tay, khiến cho người hoa mắt. Cặp thái cực đồ kia xuất hiện chẳng qua chỉ hai hô hấp đã nhoáng một cái biến mất ở trước mắt, sau một khắc co lại thành chừng đôi quyền, ấn mạnh xuống Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không tránh không lùi, tùy ý để quang mang kim ngân song sắc kia khắc trên lồng ngực, như bàn ủi nhiệt độ cao ủi lên làn da vậy, phát ra thanh âm suy suy. Thân hình Mai Đông Nhi run lên, dùng tay che miệng lại, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và lo lắng. Ha ha, Vân Tiêu công tử quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Rõ ràng hoàn toàn không chống cự. Thái tiên sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều nữa là khinh thường, nói. Kim ngân thái cực đồ này của ta có thể phong đan điền khí hải người, chỉ cần Vân Tiêu công tử có thể cởi bỏ, tại hạ liền tâm phục khẩu phục. Ha ha, nếu không giải được thì cứ nói cho bổn tọa một tiếng, bổn tọa sẽ thay công tử bỏ niêm phong. Lý Vân Tiêu nhìn về phía bộ ngực của mình, nội thị trong đan điền, quả nhiên nhiều ra một cái thái cực đồ song sắc. Xoay tròn trên đan điền khí hải, hắn thử dùng nguyên lực trùng kích một chút, vậy mà cứng như bàn thạch, không cách nào dung chuyển chút nào cả. Thái tiên sinh của Bạch Vũ Sơn Trang này quả nhiên có chút trò. Hắn trầm tư thoáng một chút. Thái tiên sinh nhìn bộ dáng Lý Vân Tiêu, đang dương dương tự đắc, đột nhiên toàn thân run lên, cả người như điện giật run rẩy thoáng một phát, liền triệt để ngốc trệ, hai mắt trừng lớn. Chỉ thấy trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên lóe lên một đạo lôi quang. Kim ngân song sắc liền trực tiếp bị đánh tan, triệt để biến mất không thấy gì nữa. À, dưới đài không ít cường giả cũng là người có nhãn lực, thoáng cái liền phát hiện phong ấn đã bị giải khai, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bằng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được Thái tiên sinh trước kia đánh ra phong ấn cơ hồ đã liều mạng, đại đa số người cũng không coi trọng Lý Vân Tiêu lắm, cho rằng hắn chắc chắn phải nhận thua. Mặc dù có chút ít người coi trọng Lý Vân Tiêu cũng đang suy nghĩ hắn cần bao lâu mới có thể bỏ niêm phong đi ra, kết quả. Lập tức bỏ niêm phong. Cái này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người thoáng cái liền ồn ào, lộ ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt là Thái tiên sinh, ngoại trừ kinh hãi tột đỉnh ra, còn cảm thấy như vác trên lưng, không ít cường giả đều nhìn chằm chằm vào hắn, cho là hắn cố ý phóng nước, hai người hợp diễn song hoàng. Dù là bản thân Lý Vân Tiêu cũng sửng sốt một chút, lộ ra vẻ cổ quái. Vừa rồi hắn không làm gì cả, chỉ vận chuyển nguyên lực trùng kích phong ấn. Sau khi thất bại, hạt giống tử lôi lơ lửng trên đan điền bỗng nhúc nhích, một đạo lôi điện màu tím mảnh như sợi tóc đánh lên thái cực đồ kim ngân song sắc, lập tức liền đánh tan phong ấn. Hơi chút suy nghĩ một chút, Lý Vân Tiêu liền hiểu rõ ra. Hạt giống tử lôi này một mực dựa vào nguyên lực của hắn cung cấp nuôi dưỡng thai nghén lấy. Thái cực phong ấn kia lại chặt đứt liên hệ giữa hai bên, chọc giận hạt giống tử lôi cho nên mới phóng xuất ra lôi điện phá hủy đi. Lý Vân Tiêu cũng có chút hoảng sợ, chỉ một tia tử lôi nhỏ như thế đã triệt để đánh tan phong ấn mà hắn toàn lực cũng không thể dung chuyển. Phong ấn đã mở, không biết còn người nào ý kiến nữa không? Cửu Di khẽ cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển. Đám người đứng ngoài xem thoáng cái ngừng nghị luận, tĩnh đến không có chút thanh âm. Thanh âm trong rạp trên lầu lần nữa vang lên, nói. Vân Tiêu công tử thật mạnh, không thể tưởng tượng nổi, còn lợi hại hơn cả lời đồn nhiều. Lý Vân Tiêu nhẹ liếc qua ghế lô kia, cũng không biết bên trong là người phương nào. Chóc mấy rạp khác, bọn người Chu Sở và Hàn Quân Đình đều kinh hãi dị thường, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, dùng nhãn lực của bọn hắn,
tự nhiên biết rõ Thái tiên sinh kia cũng không có nương tay. Hàn Quân Đình sắc mặt ngưng trọng dị thường, nói. Bà, chúng ta sợ rằng đã phỏng đoán sai thực lực của hắn rồi. Gương mặt Quỳ Hoa bà run rẩy thoáng một phát, dùng ngữ khí lạnh như băng nói. Cho dù có sai, sai số cũng sẽ không quá lớn. Đại trưởng quỹ và lão thân liên thủ, tất nhiên có thể bắt lấy hắn. Hàn Quân Đình buồn bã nói. Nếu không phải Ất Mộc Hóa Linh ta tình thế bắt buộc, thiên tài như thế, bổn quân thật muốn giao hảo với hắn. Trên đài, Thái tiên sinh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nói. Lý Vân Tiêu, có thể nói cho ta biết ngươi làm sao phá phong không? Phong ấn hắn thì triển ra mạnh như thế nào hắn rõ ràng nhất, tuyệt không thể nào bị người trẻ tuổi trước mắt dùng nguyên lực giải khai được, trong đó tất có kỳ quặc. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nhờ có Thái tiên sinh hạ thủ lưu tình, bởi vậy mới khiến ta có cơ hội phá phong. Thái tiên sinh mặt mo lập tức đỏ bừng, biết rõ đối phương không chịu nói, nhưng loại tuyệt kỹ này hơn phân nửa là kỹ xảo ẩn giấu, không nói cũng là nhân chi thường tình, hắn ôm quyền nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, lão hủ tâm phục khẩu phục. Nói xong liền lắc mình một cái, trực tiếp bay xuống dưới. Lần này cũng không còn người phản đối, Lý Vân Tiêu thuận lý thành trương trở thành người giúp đỡ cho Cửu Di. Hai người dùng mật ngữ trao đổi một hồi, tựa hồ đang thương thảo làm sao đối phó phong ấn trên hộp ngọc, rất nhanh liền bắt đầu áp dụng. Cửu Di đánh ra mấy đạo quyết ấn, dựa theo trình tự và phương vị nhất định vỗ vào hộp ngọc, lòng bàn tay nàng thoáng tản ra kim quang, ngay sau đó hóa thành vô số điểm kim phấn, phiêu rơi xuống, khiến cả hộp ngọc đều lập lòe kim quang. Ông! Trên hộp ngọc phát ra một đạo chiến minh, một tầng trận quang hiện ra, hóa thành chừng mấy trượng chuyển động trên không đảo hoang. Lý Vân Tiêu hai tay hợp lại, một cổ lôi điện chi lực ngưng tụ trên lòng bàn tay, trực tiếp thăm dò vào trong trận quang, mười ngón hư không nắm chặt. Giống. Một tiếng hổ gầm từ trong song trưởng hắn truyền ra, vang vọng toàn bộ hội trường, sắc mặt mỗi người đều đại biến. Sau đó lôi điện màu xanh điên cuồng tuôn ra, hóa thành hình thái một đầu mãnh hổ, hai móng trùng hợp với cánh tay Lý Vân Tiêu, trực tiếp phá vỡ phong ấn ra. Kha Đồng Quang đầu đầy mồ hôi lạnh. Khẩn trương trông xem thế nào. Nếu một khi xảy ra vấn đề thì hắn sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Sắc mặt Cửu Di cũng thập phần ngưng trọng, một tay bấm niệm pháp quyết, liền ấn xuống hộp ngọc kia. Một đạo bạch quang sáng lên trên đỉnh hộp, lập tức một cổ linh khí ngập trời bừng lên, bày biện ra hình thái sương mù mịt mờ, tụ mà không tán trên không đảo hoang. Trong hình thái sương mù kia mơ hồ xuất hiện hào quang màu lam nhạt. Một cây linh thảo nhìn như bình thường như ẩn như hiện trong sương mù, bày biện ra quang thái. Tất cả mọi người đều nín hơi, khiếp sợ nhìn qua gốc linh thảo kia, biết rõ đây chính là hình chiếu bản thể khinh tinh lan. Trong hai tay Kha Đồng Quang tràn đầy mồ hôi lạnh, liên tục kêu lên. Cửu Di, nhanh thu tay lại, linh khí sắp hao tổn không còn rồi. Nhìn linh khí trong hộp ngọc tuôn ra ngày càng nhiều, hắn thực gấp đến dậm chân. Sắc mặt Cửu Di trở nên trắng. Trên hai má cũng lăn xuống mồ hôi, ánh mắt ngưng tụ, liền nâng tay lên bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ dị tượng trên bầu trời thoáng cáo biến mất, quang ảnh khinh tinh lan cũng theo đó không thấy đâu nữa. Hai tay Lý Vân Tiêu vừa để xuống, lôi đình hình thái mãnh hổ trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện, thu vào song trưởng hắn. Lực lượng phong ấn chừng mấy trượng thoáng cái trở lại như cũ, cũng bay trở về trong hộp ngọc, toàn bộ hộp ngọc lần nữa trở nên bình thản không có gì lạ. Sao hả? Kha Đồng Quang lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không thể chờ đợi được hỏi. Hào quang trong mắt Cửu Di dần nhạt xuống, nói. Trong này đích thật là linh thảo thập giai không thể nghi ngờ, mọi người cũng đều thấy được. Nhưng kinh mạch linh thảo này đã hóa thạch đại bộ phận, tuy rằng phong ấn vô cùng tốt, không ít dược lực vẫn còn sót lại, nhưng giá trị cũng không còn lớn nữa. Xôn xao. Phán đoán này lập tức khiến bên dưới xôn xao, các loại tiếng thở dài nổi lên bốn phía. Không dứt bên tai. Kha Đồng Quang càng thoáng cái choáng váng, tranh luận nói. Linh khí và dị tượng vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu như Cửu Di nói, há có thể có phản ứng lớn như thế. Cửu Di có chút áy náy nói. Tuy rằng gốc linh thảo thập giai này dược lực còn sót lại không nhiều lắm, nhưng giá trị vẫn còn trên cửu giai, lộ ra dị tượng cũng không kỳ quái. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói của một bên của thiếp thân. Cũng là thiếp thân giám định chi thuật đơn sơ, không cách nào thấy được quá nhiều.
Mọi người đều biết nàng đây là khiêm tốn, coi như là cho Vạn Bảo Lâu một cách nói. Trong thiên hạ nếu là ngay cả Mai Gia Cửu Di cũng nói như vậy, vậy thì gốc linh thảo này 8-9 phần đã hỏng rồi. Sắc mặt Kha Đồng Quang biến hóa, biết rõ linh thảo này đã không có khả năng bán ra giá tiền dự đoán được rồi, chỉ đành thở dài nói. Loại tình huống này kỳ thật Vạn Bảo Lâu chúng ta đã sớm có chuẩn bị, đồ vật không biết bao nhiêu năm trước, có thể lưu lại một chút dược lực sót lại đã cực kỳ khó khăn rồi. Nhưng chính như Cửu Di nói, giá trị vật ấy vẫn trên linh thảo cửu giai, ngoại trừ giá trị dược hiệu ra, giá trị nghiên càng không thể đánh giá. Thanh âm trong rạp trên lầu lần nữa vang lên, nói. Cái này giá khởi điểm bao nhiêu? Kha Đồng Quang suy nghĩ nói. 3.000 vạn cực phẩm nguyên thạch. Thanh âm kia truyền đến, nói. Ta ra 4.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, nếu có bằng hữu ra giá cao hơn thì tại hạ liền buông tha. Dù sao khinh tinh lan này chỉ có thể bán đi như linh thảo cửu giai cực phẩm, giá trị giảm đi thật lớn. Đám người đứng ngoài xem đều bắt đầu trầm mặc. Võ tu trên căn bản đều buông tha cho, chỉ còn những thuật luyện sư kia là vẫn còn do dự, chính như Kha Đồng Quang nói, giá trị nghiên cứu của thứ này còn lớn hơn giá trị sử dụng. 4.010 vạn. Đột nhiên một giọng nói kêu lên, mọi người nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, tên này cũng quá tổn hại rồi, rõ ràng chỉ tăng giá 10 vạn, 10 vạn là giá thấp nhất tăng lên mỗi lần đấu giá. Mọi người rơi ánh mắt qua, kêu giá đúng là Mạc Hoa Nguyên. Thanh âm trong rạp trên lầu vang lên, nói. Nếu đại sư đã ưa thích, vậy tại hạ liền không tham dự tranh đoạt. Chủ nhân thanh âm cũng nhận ra Mạc Hoa Nguyên, chỉ là trong chàng người quá nhiều, không tiện vạch trần. 4.010 vạn lần một. 4.010 vạn lần thứ hai, không có tăng giá nữa sao? Kha Đồng Quang có chút không cam lòng đứng lên, nhìn bốn phía, cố ý đem thời gian kéo dài. Lý Vân Tiêu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói. 4.020 vạn. Ánh mắt của mọi người thoáng chút đã hội tụ đến trên người hắn, không ít người càng lộ ra vẻ cổ quái, quay đầu nhìn phía lầu 2 một gian bao xương. Chu Sở sắc mặt âm trầm, đang muốn kêu giá, lại bị Tần Xuyên một phát ngăn cản, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ý bảo hắn không nên mở miệng. Chu Sở không thích hừ lạnh một tiếng, liền một mình ngồi buồn bực, nhưng trong mắt sát khí cũng càng ngày càng hàn. Lệ Phi Vũ nhìn trong lòng một trận lo lắng. Chu Sở này rõ ràng chính là nổi lên tâm ma, cùng với Lý Vân Tiêu đánh một trận sợ rằng không cách nào tránh khỏi, cho dù bị mạnh mẽ áp chế tới, cũng tất nhiên tâm ma trong người, sau này võ đạo tu hành khó có tiến bộ. Mạc Hoa Nguyên sửng sốt một chút, nói. Vân Thiếu cũng muốn cây linh thảo bỏ hoang này sao? Khụ khụ. Kha Đồng Quang nặng nề ho khan hai cái, nghiêm mặt nói. Chú ý ngôn từ linh thảo này chỉ là có bộ phận hóa đá, cũng không phải là vứt đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Rất muốn làm ra vui đùa một chút. Mạc Hoa Nguyên nói. Đã như vậy, ta cũng sẽ không cãi. Hắn rời khỏi tranh đoạt, cũng không có những người khác mở lời nữa. Kha Đồng Quang liền hô ba lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói. 4.020 vạn thành giao, chúc mừng Vân Tiêu công tử rồi. Đợi áp trục vật toàn bộ phách xong, đến hậu trường đổi lấy đi. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái. Liền bay trở về đến chỗ ngồi. Kha Đồng Quang phẫn nộ nói rằng. Món đồ đấu giá thứ nhất mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng thập giai phẩm chất liền quyết định nó đủ để trở thành áp trục. Phía dưới món đồ đấu giá thứ hai, lão hủ có thể vỗ bộ ngực bảo chứng, là một kiện đồ vật hoàn chỉnh. Một gã Mỹ tỷ cười khanh khách đi lên trước tới, kéo ngọc mâm bên trong bầy đặt một bộ đạm thanh sắc quyển trục, có kim quang điểm điểm rậm rạp trên đó, có vẻ chất liệu phi phàm. Hắc hắc. Kha Đồng Quang liếm môi một cái, lộ ra cực độ vẻ khát vọng tới. Từ xưa đến nay, linh hồn công kích đều là tuyệt kỹ dành riêng thuật luyện sư mới có, hung tàn vạn phần. Hơi chút vô ý liền rơi vào trong ngây ngốc, trong khoảnh khắc đã đánh mất tính mệnh. Nhưng ở mấy vạn năm trước, có một vị thiên tài tuyệt thế sáng tạo ra hạng nhất kinh thế hãi tục vũ kỹ, không cần hồn lực cũng có thể tiến hành linh hồn công kích. Đó là năm xưa hoành hành một thời. Thiên hạ không địch thủ tuyệt thế cường giả Đàm Địa Khôn lưu lại linh hồn công kích phương pháp, hội tâm nhất kích. Mọi người sớm đã biết vật ấy, nhưng nghe Kha Đồng Quang đọc ra, vẫn là không nhịn được hút miệng lãnh khí, ai nấy hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt xuống nước bọt tới. Một gã võ giả nhịn không được kêu lên. Tuyệt thế công pháp như vậy, các ngươi không sẽ tự mình tu luyện sao? Lấy ra bán,
thực sự khiến người ta khó mà tin được a, chẳng lẽ để lại bản sao? Kha Đồng Quang cười nói. Vị bằng hữu này nói đùa, tuyệt thế công pháp dấu vết, chỉ có thể ở trên chất liệu đặc thù truyền thừa tiếp, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội lấy được, đây là thường thức cơ bản. Bộ quyển trục này cũng chỉ khả năng bị một người tu tập, về phần Vạn Bảo Lâu vì sao không tự mình tu luyện, tự nhiên là sẽ không cần. Mỗi người đều có chính mình độc trúc tuyệt kỹ, hội tâm nhất kích tuy rằng cường đại, nhưng mạnh mẽ tu luyện phải hao phí thời gian và tinh lực có đáng giá hay không, còn là một dấu chấm hỏi. Tất cả mọi người đều lặng lẽ đứng lên, thần thông cường đại như vậy, mặc dù đạt được truyền thừa, có thể luyện thành hay không còn là một vấn đề, cho dù là có thể luyện đến đỉnh phong, tiêu tốn tài nguyên cũng tất nhiên không ít. Kha Đồng Quang tiếp tục cười nói, nhưng giá tuyệt không ảnh hưởng cái này thần thông giá trị đặc biệt đối với này võ đạo tu luyện đã kiến đính, khó hơn nữa tiến lên trước một bước bằng hữu, nếu là tu luyện cái này công pháp, chiến lực sợ là trực tiếp tăng lên. Mà đối với bằng hữu tiền đồ tu luyện sáng lạng mà nói, liền không đề nghị tiêu hao tinh lực tu luyện. Hắn nói phi thường thực sự, tất cả mọi người đều không ngừng gật đầu. Kha Đồng Quang nói, lần khởi đầu này, 5.000 vạn. Toàn bộ bên trong sân một chút trở nên cực kỳ an tĩnh lại, cũng không phải là nghĩ quá đắt, mà là đều đang lẳng lặng đợi, dường như trước bão táp áp lực. Loại bất thế tuyệt học này, coi như mình không luyện, cứ mua về cũng tuyệt đối là trấn sơn chi bảo. Hắc hắc, nếu đều không mở miệng, ta đây trước hết tăng giá. Tất Hạo đãng lạnh lùng hừ một cái, nói. 7.000 vạn. Mọi người tất cả đều là thở một hơi lãnh khí, ai nấy hoảng sợ đứng lên. Một chút trực tiếp nói giá 2.000 vạn, trong nháy mắt kích phá một số đông người tài lực và tâm lý điểm mấu chốt, không ít người đều là trực tiếp ngu rốt rớt, còn chưa bắt đầu đã bị đào thải ra khỏi cục. Kha Đồng Quang trong mắt sáng ngời, cười to nói. Hào khí, Tất tiên sinh quả nhiên đủ tùy hứng bất quá ta thích. 70 triệu cực phẩm nguyên thạch mua lấy tuyệt thế thần thông, coi như là giá không thấp. Nhưng thần thông này, lão phu cũng có ý đánh giá đấy, 7.500 vạn. Ở một chỗ trong góc phòng, một gã tướng mạo tiểu lão đầu xấu xí lùn tịt chậm rãi nói rằng. Toàn bộ quá trình bán đấu giá cũng chưa từng thấy hắn xuất thủ một lần, tựa hồ chuyên môn đang chờ đợi vật ấy. 8.000 vạn. Lầu 2 trong bao xương truyền đến một giọng nói. Con người của Kha Đồng Quang hơi co lại, hướng phía bao xương kia nhìn lại, hắn tự nhiên biết người bên trong, đó là Tinh Nguyệt trai đại trưởng quỹ. 8.500 vạn. Lão nhân kia sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên, trên trán tràn đầy nếp nhăn bắt đầu chảy ra mồ hôi hột. 9.000 vạn. Trong bao xương, Hàn Quân Đình tựa hồ không có áp lực chút nào, nhẹ nhàng mà đem giá cả dơ lên. Bên trong sân đại đa số mọi người đều nhìn tới mắt choáng váng, triệt để hết chỗ nói rồi, bọn họ cũng ai nấy xoa tay dự định tham dự đấu giá, nhưng giá cả đã xa không thể thành rồi. Khuôn mặt của lão nhân kia một chút trở nên có chút vặn vẹo. Trong tròng mắt tuôn ra bén nhọn sát khí, từng chữ cắn răng nói. 1 ức. Toàn bộ chữ số nhất thời đem toàn trường chấn trụ. Kha Đồng Quang cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, có thể đánh ra hơn ức cực phẩm nguyên thạch bảo vật, ở trên lịch sử bán đấu giá cũng không thông thường. Lý Vân Tiêu còn lại là thủy chung khuôn mặt bình tĩnh, đối với linh hồn công kích một đạo, chỉ cần hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, trong thiên hạ ngoại trừ Thiên Tư ra, lại không người nào có thể còn hơn hắn, do đó vật ấy không có chút suy nghĩ nào. Hàn Quân Đình thoáng do dự một chút, rốt cục bỏ qua. Cái thần thông này nàng chỉ là muốn mua tới đánh giá, nếu là thích hợp nói liền luyện, không được để lại khí. Dù sao Thần Tiêu Cung lưu truyền xuống rất nhiều loại công pháp, ở trên hội tâm nhất kích cũng không có thiếu, không cần thiết tốn hao một ức tài chính trở lên đến mua hàng. Kha Đồng Quang đem báo giá hô 3 lần, rốt cục không người lại lên tiếng. Lão nhân kia rốt cục nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hầu như tất cả mọi người nghe thấy được thanh âm bật hơi của hắn. Kha Đồng Quang cười nói. Do vì 3 món áp trục bảo vật bán đấu giá cuối cùng, chờ sau khi toàn bộ kết thúc là được đến hậu trường tiến hành đổi tiền mặt, sau đó sẽ có chuyên môn chuyện tống trận tống phách chủ rời đi, do đó không cần lo lắng nhiều lắm. Hiện tại liền mời ra bổn chàng cuối cùng một kiện món đồ đấu giá thần kiếm tinh diệt. Tên Mỹ tỷ thứ 3 chậm rãi đi lên trước tới, trong hai tay kéo một cái hộp kiếm rộng lớn, ở trước mắt mọi người chậm rãi từ từ mở ra. Tất cả mọi người đều rướn cổ lên, mở to hai mắt ngắm nhìn, muốn nhìn một chút vật trong truyền thuyết này rốt cuộc là có bộ dáng ra sao. Nhưng trong nháy mắt,
Tất cả mọi người đều có loại cảm giác hoàn toàn thất vọng, kiếm kia hạp bên trong lẳng lặng nằm một thanh bạch sắc thiết kiếm, nhìn qua phổ thông không có gì lạ, thậm chí ngay cả cơ bản kiếm khí sáng bóng cũng không có. Chỉ có Lý Vân Tiêu cả người run lên, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hồi tưởng, tay phải ngũ chỉ thậm chí có chút không nhịn được khẽ run rẩy. Mạc Hoa Nguyên cảm ứng được hắn kích động, nhẹ giọng nói. Vân Thiếu cũng muốn chụp được vật ấy. Hắc hắc, sợ là thiên giới ta xem bên trong sân có rất nhiều lão quái danh khí cực lớn cũng không từng xuất thủ qua, tựa hồ cũng là hướng về phía tinh diệt thần kiếm này tới. Lý Vân Tiêu tự biết chính mình thất thố, vẻ mặt kích động thoáng cái thu liếm, khôi phục lại tâm cảnh như trước không hề bận tâm. Hắc hắc, mọi người xem thấy vậy vật có phải nghĩ có chút thất vọng hay không? Kha Đồng Quang đem thần sắc của mọi người đều thu hết vào đáy mắt, nhẹ giọng cười nói. Vật ấy bản thân có không trọn vẹn trong người, sở dĩ không có kiếm khí sáng bóng, Vạn Bảo Lâu đạt được kiếm này cũng có đoạn thời gian, ngoại trừ dùng riêng phương pháp kích thích nó ra, thời gian còn lại đều là bình thản không có gì lạ như thế. Chanh! Bên trong hộp kiếm kia đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh, phóng lên cao, thanh âm bén nhọn, không chỉ có ở trong hội trường lan tràn ra, càng đâm vào trái tim mỗi người. Chuyện gì xảy ra? Kha Đồng Quang bỗng nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn lại, nguyên bản kiếm sắt không có gì lạ, trong sát na trở nên lưu quang chuyển động, kiếm quang như nước như là tinh mang từ từ sinh huy. Tỷ nữ kéo cái hộp kiếm cũng là sợ tới sắc mặt một chút trắng bệch, tựa hồ cảm nhận được trong đó kiếm ý, cả người sợ đến lạnh run run rẩy. Ngươi đối với thanh kiếm này làm cái gì? Kha Đồng Quang tức giận mắng một tiếng, khí thế trên người một lăng, hướng tới trên người nữ tỷ áp đến, sắc mặt âm trầm cực kỳ lợi hại. Hồi bẩm đại trưởng quỹ, ta cái gì cũng không có làm a. Tỷ nữ kia sợ đến một chút đã hai đầu gối quỳ xuống, nhưng vẫn là vững vàng nâng lên hộp kiếm kia, thân thể run rẩy lợi hại, hai hàng nước mắt càng chảy xuôi xuống tới. Hừm, cái gì cũng không có làm. Khuôn mặt của Kha Đồng Quang có chút vặn vẹo, đi bước một đi ra phía trước, lạnh giọng nói. Thanh kiếm này chúng ta nghiên cứu hơn một năm rưỡi thời gian, chưa từng có phát lên dị tượng giống bây giờ như vậy, ngươi còn dám nói xạo. Tỷ nữ kia thân thể như là run rẩy như nhau run rẩy, đã sợ đến nói không ra lời, chỉ là nước mắt đổ rào rào chảy ròng, không ngừng mà lắc đầu. Kha Đồng Quang lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết giá trị của kiếm này, cho dù là giết chết một vạn tồn tại như ngươi vậy, cũng để không được trên thân kiếm mảy may. Trên mặt hắn sát khí nổi lên. Chậm đã. Cửu Di trực tiếp đứng dậy, che ở trước người tỷ nữ kia, nói. Kha đại nhân, kiếm này phát lên dị tượng, cùng với nha đầu đích xác không quan hệ. Nga. Kha Đồng Quang nhíu mày, lộ ra vẻ muốn hỏi, Cửu Di nói hắn vẫn tin. Cửu Di nhìn kiếm kia sinh huy, nghiêm nghị nói. Cổ kiếm khí chi ẩn này, chính là chi ngộ chi âm, cũng là thần khí tầm chủ ý. Kha Đồng Quang cả kinh, nói. Cửu Di ý tứ là, kiếm này biết mình cũng bị bán đi, do đó thi triển hết chính mình kiếm ý, hy vọng có thể gặp phải có thức chi sĩ. Cửu Di vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhếch một cái, trầm tư nói. Nghe kiếm ý thập phần vui vẻ, giống như là gặp được chủ nhân của mình vậy, chắc là ý tứ này đi. Ha ha, không hổ là thần kiếm. Kha Đồng Quang cười ha hả, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, hướng phía tỷ nữ nói. Đứng lên đi, ta trách oan ngươi. Tỷ nữ kia từ lâu đã sợ đến không biết làm sao, chỉ biết là khóc, ở Kha Đồng Quang nâng đỡ, mới run lẩy bẩy đứng lên. Dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, người nữ tỷ kia lau nước mắt, liền cười kéo mở ra cái hộp kiếm, cười đối với mọi người. Lúc này trong cái hộp kiếm tản mát ra kiếm quang như ánh trăng vậy, chiếu rọi đầy trời tinh huy, như dòng nước lưu động. Cửu Di nhìn thân kiếm kia, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại, tuy nói là chi ngộ chi âm, nhưng kiếm này phản ứng khó tránh khỏi quá lớn một chút đi. Kiếm này có cổ quái. Mạc Hoa Nguyên cũng là nói thầm nói. Khí ẩn chi lực cường đại như vậy, nguy nguy hồ như cao sơn, hồ như nước chảy róc rách, tựa như chi ngộ chi âm, càng giống cửu biệt gặp lại ý. Lý Vân Tiêu hiểu ý mà cười, nói. Có lẽ nơi này có cố nhân của nó, cũng nói không chừng đấy. Mạc Hoa Nguyên sửng sốt, lập tức nhíu mày tới, Lý Vân Tiêu nói tựa hồ hữu ý vô ý ám chỉ cái gì. Hàn Quân Đình bên trong gian ghế lô truyền đến thanh âm, nói. Kiếm này theo ta được biết từ lâu đã hỏng, có thể bảo trì linh tính bất diệt đã vạn phần khó có được,
âm dương khí chấn động đi ra như vậy, khấu nhân tâm huyền, nếu nói không có đồ vật kích thích nó, lão hủ sẽ không tin. Sắc mặt của Kha Đồng Quang trầm xuống, hắn tự nhiên biết nói chuyện là ai, lạnh lùng nói. Vị bằng hữu này ý tứ là Vạn Bảo Lâu để tăng giá, cố ý hơi thi quỷ kế, để kiếm này trường thi phát huy một chút. Có đúng hay không lão hủ không được biết, chỉ là đưa ra nghi vấn trong lòng mà thôi. Hàn Quân Đình đạm nhiên nói rằng. Kha Đồng Quang cười lạnh nói. Bằng hữu nếu là có lòng nghi ngờ, không mua cũng được, chít chít méo mó cái gì. Trên mặt hắn vẻ giận dữ bắt đầu khởi động, hiển nhiên là thập phần không hài lòng. Hàn Quân Đình cũng liền không nói thêm nữa, dù sao kiếm này nàng là tình thế bắt buộc, nếu Vạn Bảo Lâu thật không để cho nàng mua, vậy thật muốn trợn tròn mắt. Kha Đồng Quang nặng nề hừ một tiếng, nói. Năm đó cổ phi dương tam kiếm hợp nhất, luyện chế ra siêu phẩm huyền khí kiếm Trảm Tinh Thần. Lại nói tiếp kiếm này không có thể như vậy chính là cửu giai huyền khí, mà là 1/3 của siêu phẩm huyền khí, có thể nói là siêu phẩm huyền khí mảnh nhỏ, có điểm dị tượng xuất hiện còn không phải rất bình thường sao. Như đã nói qua, vừa rồi vị bằng hữu kia nói không kém, kiếm này đích xác hỏng rồi, nhưng chư vị mua nó ý nghĩa ở đâu. Kha Đồng Quang xoay chuyển ánh mắt, hướng phía dưới mấy vạn hy vọng của mọi người đến, từng chữ phun ra nuốt vào nói. Thân kiếm mặc dù tổn hại, kiếm ý vẫn còn. Không sai, kiếm này thông linh chi tính vượt qua xa ta dự đoán, một chiêu kiếm ý kia hơn phân nửa vẫn ở bên trong. Trên lầu hai bên trong một gian bao xương truyền đến thanh âm trầm ổn và ngưng trọng. Mọi người một chút đã khẩn trương, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, ở dưới khắp bầu trời kiếm hoa như nước, có vẻ có chút yêu dị đứng lên, đều liếm môi khô nứt, chỉ cảm thấy trong một trận khô khốc. Kha Đồng Quang cũng là trong tròng mắt tuôn ra tinh mang tới. Hồng Thanh nói, kiếm này không chỉ có là đỉnh cấp cửu giai kiếm khí, càng là siêu phẩm huyền khí mảnh vụn, đồng thời nó không chỉ có là thần kiếm tinh diệt, càng một trong tam thức kiếm quyết năm xưa của cổ phi dương, giá khởi đầu 1 ức cực phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Bên trong sân đủ mấy phút cũng không có một tia thanh âm, dường như thời gian bị dừng lại vậy, chỉ có kiếm hoa chuyển động. Một lần lên sàn trước hội tâm nhất kích đều có thể đánh ra 1 ức giá trên trời. Cổ phi dương một chiêu kiếm thế và thần kiếm bản thân, giá quy định 1 ức ngược lại cũng không quá đáng. 1 ức 10 triệu, 1 ức 30 triệu, 1 ức 4.000 vạn. Giá cả trong nháy mắt tiêu cao 40%, đại bộ phận mọi người thì sắc mặt trắng bệch, mím môi ba, lộ ra vẻ kinh hãi. Lầu hai bên trong bao xương, đám người Tần Xuyên giật mình nhìn Trần Phong. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Trần Phong huynh quả nhiên là hào khí. 1 ức 4.000 vạn gọi ra, khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc, còn có thể cười uống trà. Trần Phong cười nói. Giá cả cao tới trình độ nhất định, cũng chỉ là một con số. Cách đó không xa bên trong bao xương, Hàn Quân Đình cau mày nói. Cái bao xương kia vị trí, 1 ức 4.000 vạn, hơn phân nửa là Đao Kiếm Tông Trần Phong rồi. Quỳ Hoa bà nói. Giá tăng vọt cũng quá nhanh đi, sẽ không vượt qua chúng ta dự toán chứ. Hàn Quân Đình cười nhạt một tiếng, nói. Dự toán, chúng ta không có dự toán. Ánh mắt của nàng một ngưng, cất cao giọng nói. 2 ức. Bên trong sân mọi người xôn xao một chút đã tiếng động lớn mở ra, lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn phía trên ghế lô, nhiều người hơn chính là trực tiếp sắc mặt trắng bệch, triệt để thở dài đứng lên. Trần Phong cũng là biến sắc, chén trà trong tay rung động một chút. Tần Xuyên cười nói. Hắc hắc. 2 ức cực phẩm nguyên thạch, quả thật là chữ số mà thôi. Trong mắt của Trần Phong tinh mang chớp động không ngớt, mở miệng nói. 2 ức 5.000 vạn. Bên trong sân tất cả mọi người có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, đột nhiên phát hiện mình chuẩn bị về điểm nguyên thạch này, còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng. Hàn Quân Đình cười nhạt một tiếng, nói. 3 ức. Thân thể của Trần Phong lần thứ hai run lên, rốt cục lộ ra vẻ mặt, ngây người một hồi lâu. Mới cười khổ lắc đầu, hoàn toàn bỏ qua. Lệ Phi Vũ chớp mắt cười nói. Lấy nội tình, của Đao Kiếm Tông 3 ức tính là cái gì đâu. Trần Phong cười khổ nói. Phải biết rằng giá 3 ức chỉ là một lợi thế, vô cùng có khả năng vốn gốc không về. Dù sao cổ phi dương kiếm ý mạnh mẽ, không phải là người nào đều có thể hiểu thấu được, bên trong thân kiếm kia còn có bao nhiêu kiếm ý còn sót lại cũng không có người nói được rõ ràng, nếu là giỏ chút múc nước. 3 ức thành bỏ đi,
mặc dù là ta, cũng sẽ bị tông môn đánh chết. Ha ha! Lệ Phi Vũ cười to nói. Đao kiếm tông kiếm kỹ không dám nói thiên hạ vô song, cũng là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Lấy ta kiến thức, thiên hạ này nếu có ai có thể đủ từ đó ngộ ra một thức kiếm ý tới, lệnh tôn phải không hai nhân tuyển. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, nói. Gia phụ từ lâu nhiều năm không cần kiếm, có thuộc kiếm đạo của mình, mặc dù cổ phi dương kiếm thức có thần kỳ cỡ nào, gia phụ cũng tuyệt đối không thể đi học. Hàn Quân Đình hô lên ba ức bảng giá hậu, toàn bộ bên trong sân hoàn toàn tĩnh mịch lên, lại không người hé răng, tĩnh ngay cả một quỷ cũng không có. Kha Đồng Quang từ lâu đã đại hỉ, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, liên tiếp hô hai lần, lại không người kêu giá, đang muốn gõ định, đột nhiên truyền đến thanh âm của Lý Vân Tiêu. Bốn ức? Cái gì? Lần này càng nổ tung hoa, tất cả mọi người đều hoảng sợ dị thường, tiểu tử này làm sao sẽ có tiền như vậy? Lầu hai bên trong bao xương có một người nhìn không được run rẩy, trên trán toát ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Chính là Thiên Nguyên Thương Hội Tô Hồng, hắn chỉ cảm giác mình hô hấp trở nên cực độ khó khăn, há to mồm liều mạng hấp khí, không ngừng cầm lấy chính mình trong ngực, có chút phát cuồng đứng lên. Hàn Quân Đình cũng là tức giận dị thường, mạnh mẽ vỗ bàn trước người, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Kha Đồng Quang đã biết việc Thiên Nguyên Thương Hội thay Lý Vân Tiêu đảm bảo, càng cười cười tâu toét, giơ ngón tay cái lên khen. Vân Tiêu công tử không chỉ có võ quan thiên hạ, càng tài quan thiên hạ, đảm đương nổi thiên hạ đệ nhất nhân chi vị. Hắn không có thiết tháo chút nào trắng trợn tâng bốc nịnh bợ tới, nhưng không ai cảm thấy không đúng, nếu là đổi lại bọn họ, phỏng chừng vỗ càng lợi hại hơn. Bốn ức 5.000 vạn. Hàn Quân Đình lạnh giọng nói, trong thanh âm kia băng lãnh sát khí, xuyên thấu qua kính bích truyền ra, khiến kẻ khác cực sợ. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Năm ức. Chết tiệt. Hàn Quân Đình rốt cục tức giận, lớn tiếng quát dẹp đường. Lý Vân Tiêu, người thật muốn cùng với lão hủ đối nghịch. Sắc mặt của Kha Đồng Quang trầm xuống, nổi giận nói. Làm càn bất luận kẻ nào dám ở hội trường nói uy hiếp, liền cút đi cho lão phu mặc kệ ngươi là bất luận kẻ nào. Hàn Quân Đình tức không chịu được, cắn răng nói. Sáu ức. Hắc hắc, nếu vị bằng hữu này đã thích như thế, vậy hãy để cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Chết tiệt chết tiệt. Sắc mặt của Hàn Quân Đình có chút dữ tợn, ngụy trang hầu như muốn cởi rơi xuống, trên người từng đạo sát khí tuôn ra, ở quanh thân quanh quẩn, thấp giọng gào thét. Lý Vân Tiêu, đây là ngươi tự mình muốn chết, chẳng trách bản quân rồi. Quỳ Hoa bà cả kinh, nàng chưa từng thấy qua Hàn Quân Đình nổi giận như vậy, vội hỏi. Đại trưởng quỹ, chấn định. Nàng vừa quát một tiếng, một đạo âm phù trực tiếp phun ra, khuếch tán ra, chấn đến Hàn Quân Đình cả người run lên. Lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Quỳ Hoa bà cả kinh nói. Đại trưởng quỹ, người vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tà ma xâm lấn. Hàn Quân Đình cũng là chảy ra một thân mồ hôi lạnh tới, nàng chưa bao giờ có cảm giác quá khích như vậy, vội vàng tĩnh tâm ninh thần. Nhưng nghĩ đến trả ra ngoài thêm hai ức cực phẩm nguyên thạch, đã một trận run và nhức nhối. Ha ha, sáu ức nguyên thạch có còn bằng hữu nào càng cao giá hơn hay không? Hà Đồng Quang cũng là một trận kích động, vui vẻ phát cuồng đứng lên, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Hàn Quân Đình thời khắc này, càng trong lòng một trận vui sướng. Kha đại nhân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Có thể để ta gần gũi đánh giá kiếm này, nếu là có thể làm ta hài lòng nói, tại hạ nguyện ý ra giá 7 ức. Một giọng nói chậm rãi truyền tới, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn qua. Con ngươi của Lý Vân Tiêu hơi co lại, nhếch miệng lên đứng lên. Người nói chuyện chính là một trong bát tượng, nam tử tóc tím, trong lòng biết trò hay muốn diễn ra. Bất quá hắn cũng hết sức tò mò, nếu là nam tử tóc tím dám ra tay cướp giật nói, không có chân linh chi vũ, hắn làm sao có từ đông đảo cường giả vây quanh đào tẩu, mặc dù là hắn cũng không có cái nắm chặt này. Nga! Ánh mắt của Kha Đồng Quang ngưng tụ, tâm tình kích động thoáng cái bình phục xuống tới. Vị bằng hữu này rất lạ mặt. Là đối với kiếm này có cái địa phương nào không hiểu sao? Nam tử tóc tím lạnh lùng nói. Cũng không phải, chỉ là ta tu luyện hạng nhất cảm ứng thần thông, đúng vũ kỹ có đặc thù cảm ứng. Nếu là ta có thể cảm ứng được trong đó kiếm ý, như vậy 7 ức cực phẩm nguyên thạch cũng là đáng giá. Nếu là không cảm ứng được, mặc dù là 70 triệu cũng nhiều. Kha Đồng Quang lạnh lùng nói.
Người không cảm ứng được, tịnh không có nghĩa là người khác không cảm ứng được. Nếu là tổn thương tới kiếm, người sẽ gánh nổi sao? Nam tử tóc tím nói. Ta tới tham gia bán đấu giá, tự nên có quyền lợi quan sát rõ ràng chứ. Còn nữa, ta cảm ứng chỉ cần ở trong vòng thân kiếm ba thước là được, như có tổn thương, giống nhau tính cho ta. Kha Đồng Quang do dự một chút, nhân tiện nói. Được, lên đây đi. Trước mắt tên nam tử tóc tím này có tu vi bát tinh vũ đế, để trong lòng hắn rất có kiêng kỵ, nhưng nghĩ tới nơi đây cấm chế và các lộ cao thủ, cũng không có quá lớn lo lắng. Nam tử tóc tím nhẹ nhàng cười, lăng không bay lên dựng lên, chậm rãi rơi vào trên cô đảo. Ánh mắt của mọi người một chút đều chăm chú vào trên người hắn, đều suy đoán lai lịch của người này. Nam tử tóc tím ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn bên trong hộp kiếm tinh diệt, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, liền hướng phía tỷ nữ kia đi đến. Tỷ nữ kia không nhịn được run lên, tựa hồ bị khí thế của nam tử tóc tím trấn trụ, trong lòng không rõ dâng lên một trận hoảng loạn. Nam tử tóc tím đi tới trong vòng ba thước, liền ngừng lại, tà tà cười, duỗi hướng phía trước một chảo. Năm ngón tay hơi nắm, một cổ dị lực đẩy ra, bốn phía không gian thoáng chút nữ khúc xoay tròn. Dừng tay! Trong lòng của Kha Đồng Quang đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác bất an, biết vậy nên đến lớn sự không ổn. Hung lệ quát một tiếng, sau đó trên người khí tức mạnh ngưng tụ, bay nhanh nghiền đè tới, quát dẹp đường. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc! Nam tử tóc tím chân mày cau lại, nhếch miệng lên đứng lên. Toàn bộ thân thể một chút trở nên hoảng hốt không thật. Khí tức bá đạo của Kha Đồng Quang trong nháy mắt đè xuống, phanh một tiếng, thân thể nam tử tóc tím dường như kính quang tan biến. Mà đồng thời một đạo kiếm khí tử mang hiện ra, hướng phía bên ngoài phòng đấu giá kích bắn đi. A, kiếm! Tỷ nữ kéo cái hộp kiếm bỗng nhiên thất thanh kêu lên, lưu quang chuyển động bảo kiếm không biết thế nào, đã triệt để không thấy. Khắp bầu trời kiếm huy một chút tiêu thất. Toàn trường người trong nháy mắt náo loạn. Cái gì? Bên trong sân trực tiếp nổ tung hoa, tất cả mọi người đều đứng lên, kinh hãi tột đỉnh, lại có người dám công nhiên cướp giật. Hơn nữa ở trước mắt bao người, lại vẫn thành công. Hừm, hạng liều mạng. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, không gian phía trước tử mang trực tiếp vặn vẹo, hóa thành một cái đại thủ trong suốt mạnh mẽ chụp xuống. Cùng lúc đó, trong hội trường không vang lên từng đạo tiếng xé gió trầm muộn, một mảnh ngân quang gai mắt nổi lên. Hơn 10 cổ khí tức võ giả cường đại xuất hiện, mỗi người mặc ngân sắc giáp trụ, khí chàng cường đại một chút đem mọi người trấn áp, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Trong hư không đại thủ trong suốt lăng không một chảo, toàn bộ không gian trực tiếp áp xúc đứng lên, hình thành thiên chướng không bích. Phanh! Tử mang trong nháy mắt bị nghẹt, bị một chảo lực ép tới biến hình sau đó bỗng nhiên nổ lên. Hóa thành nghìn vạn lần tế ti hướng ra bốn phương tám hướng đi. Không tốt, lưu quang độn thuật. Trong hư không kinh hô một tiếng, thân ảnh của Hỗ Minh Nhật nhất thời nổi lên, đầy mặt ngạc nhiên. Nhưng hắn kinh mà chưa loạn, trong tay bóp ra một đạo quyết ấn, hóa thành vẫn thải điệp liều mạng kích động đôi cánh, mạnh mẽ tế xuất. Con thải điệp kia một chút bị đánh vào bên trong khung đỉnh, nhất thời một đạo kim quang tản ra, như là hồ điệp dương cánh, huyến lệ nhiều màu, tẫn thái cực nghiên. Toàn bộ hội trường chấn động một cái, tứ diện nhất thời dựng thẳng lên từng đạo cao to kim sắc quang bích, chớp động kim trúc vậy sáng bóng, dường như thiết thông vậy đem toàn trường bao lại. Kim sắc kết giới cùng nhau, Hỗ Minh Nhật nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong mắt bắn ra một đạo lạnh lùng hoao khung đính nhìn lại, khuôn mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống tới. Khắp bầu trời tử ảnh một chút mất đi phương hướng, ở trên khung đính chạy như bay, tựa hồ đã bị vây lại. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên một ngưng. Hướng một chỗ góc nhìn lại, ở chỗ đó tầm thường, một gã nam tử mang theo mặt nạ bảo hộ duỗi hai ngón tay khép lại hướng trong hư không rạch một cái. Một đạo quang mang bén nhọn ở đầu ngón tay chớp động, đem không gian chia cắt. Ánh sáng màu vàng kia trên vách nhất thời phát sinh tiếng chói tai, như là đang cắt kim loại kim trúc, khiến kẻ khác một trận ê răng. Thân ảnh và vũ khí của người này, Lý Vân Tiêu vừa nhìn liền biết là Tuyền Tiên Sinh, nhưng bên trong sân quá mức hỗn loạn. Hắn xuất thủ chỉ chốc lát ngoại trừ bên cạnh mấy người ra, lại không người phát hiện, thẳng đến tiếng chói tai nổi lên. Lớn mật ngươi làm cái gì? Sắc mặt của Hỗ Minh Nhật trầm xuống, giống giận dưới, trường bào suy động, một đạo hồng mang liền chém kích đi tới. Bầu trời hồng quang lóe lên, như là ánh nắng chiều chiếu vân, trời cao mặt trời lặn,
nhưng đã quá muộn, Tuyền tiên sinh đã ở trên vách kim sắc quang vẽ ra một đạo dấu vết hình tròn, giơ lên quyền đầu đã đánh xuống. Trên năm ngón tay của cầm lấy ngân sắc chỉ khôi, một mảnh ngân quang nổi lên, bên trong huyễn hóa ra mấy cái thú ảnh, gào thét lớn dùng trên đầu sừng đụng vào. Ầm ầm, kim sắc quang bích trực tiếp từ chỗ phá vỡ một màu đen động tới. Cả mặt kim sắc quang bích đột nhiên lóe lên vừa hiện, hoảng hốt một chút, tự triệt để vỡ thành một chút kim mang. Hỗ minh nhật hồng mang cũng lập tức đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên người Tuyền tiên sinh, ầm một tiếng nổ tung. Thân thể của Tuyền tiên sinh trong nháy mắt bị nổ phấn thân toái cốt, nhưng không thấy tiên huyết, mà là hóa thành một chút quang mang, lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ hội trường bị một kích này lực xỏ xuyên qua, trực tiếp đánh ra một cái lối đi, rất nhiều võ giả bị cả kinh phi khai. Một khối kim sắc quang bích bị hủy, vô số tạp nhạp tử mang một chút vọt tới. Hơn 10 tên ngân giáp võ giả thẳng tắp gạt ra, đều rút ra trường kiếm tới lăng không chém kích, từng đạo kiếm ảnh ở trên khung đính tung hoành, đem tảng lớn tử mang chém toái, nhưng vẫn như cũ không ít liền xông ra ngoài. Không tốt, người nọ trốn rồi. Không biết ai hô to một tiếng, chỉ thấy Lâu Vũ gia thật có tử quang chớp động, mấy cái chớp động rơi xuống đã không thấy bóng dáng. Truy đồng thời truyền lệnh phong thành. Hỗ minh nhật kinh sợ nảy ra, ở trước mắt bao người, vạn bảo lâu tuyệt mật phòng thủ trong còn có thể đem bảo vật cướp đi, đã vô cùng nhục nhã rồi, nếu để cho hắn trốn ra khỏi Tân Duyên Thành, sẽ thực sự trở thành chê cười. Không ít võ giả cũng gia nhập truy kích đại quân, một chút toàn bộ trào ra ngoài. Không tốt, nơi này có một truyền tống trận. Đột nhiên một gã lão giả khô gầy kinh hô lên, ở cự ly Lâu Vũ cách đó không xa trong một cái góc, quả nhiên có một truyền tống trận loại nhỏ khoảng cách, hơn nữa mặt trên bầy đặt cực phẩm linh thạch còn đang lóe lên tinh quang, hiển nhiên vừa khởi động không lâu sau. Mọi người một chút xúm lại đến đây, gương mặt Hỗ Minh Nhật trong nháy mắt vặn vẹo, giận dữ hét lên. Cha lập tức truy tra, ngân giáp vệ sĩ theo ta đuổi. Hắn vung tay lên, một loạt cực phẩm nguyên thạch rơi xuống, khảm vào trong trận pháp, truyền tống chi quang lần thứ hai sáng lên. Hỗ Minh Nhật và ngân giáp vệ sĩ bay vào trong trận pháp, rất nhanh thì bị truyền tống ra ngoài. Chuyện xảy ra đột nhiên, Tân Duyên Thành đã khởi động phong thành, mong rằng chư vị ở trong thành đợi một đoạn thời gian, cho mọi người mang tới bất tiện, nhiều hơn tha thứ. Sắc mặt của Kha Đồng Quang cực kỳ khó coi, cao giọng hướng phía mọi người nói. Trong lòng của mọi người tuy có bất mãn, nhưng cũng biết lúc này nghìn vạn lần không thể cùng với Vạn Bảo Lâu tranh cãi, bằng không vô cùng có khả năng trở thành nơi chút giận. Vì vậy ai nấy thông tình đạt lý đứng lên, đều kêu lên. Đây là chúng ta phải làm. Vạn Bảo Lâu nếu là có phải dùng tới tại hạ, cứ việc nói. Không có việc gì, cùng lắm thì ở Tĩnh Nhã Thánh Địa ở một năm nửa năm chờ đợi. Kha Đồng Quang lúc này mới sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nói. Đa tạ chư vị lý giải, phàm là người trợ giúp Vạn Bảo Lâu bắt được hung thủ, thưởng cho 3 ức cực phẩm nguyên thạch cung cấp đầu mối có giá trị, căn cứ giá trị thưởng cho. Phía dưới một chút xôn xao, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. 3 ức cực phẩm nguyên thạch, cũng đủ đả động bọn họ bán mạng rồi, mặc dù thực lực đối phương cao cường, nhưng chỉ cần cung cấp đầu mối là có thể có thưởng, chính mình dụng tâm tìm xem, nói không chừng thật có thể có phát hiện. Kha Đồng Quang lại nói. Mời bằng hữu trước đó chụp được Liễu Khỉ tinh thảo và Hội Tâm Nhất Kích đến hậu trường tới đổi vật phẩm, còn lại người đều có tự tản đi, không cần rối loạn hội trường. Cả người hắn có chút cụt hứng đứng lên, cùng với lúc trước thần kiếm tinh diệt đánh ra 6 ức giá trên trời thì hưng phấn tuyệt nhiên tương phản, tâm tình thất lạc quá lớn. Mạc Hoa Nguyên nói, Vân Thiếu, ta cùng ngươi một đường đi thôi. Lý Vân Tiêu đạm nhiên cười nói, không cần, liền từ biệt tại đây đi. Ta lấy được đồ vật sẽ rời đi Tân Duyên Thành. Rời khỏi. Mạc Hoa Nguyên cả kinh nói. Tân Duyên Thành không phải là bị phong tỏa sao? Hắn trầm tư một chút, nói. Nếu là Vân Thiếu thật SJW có việc gấp nói, ta có thể đứng ra đảm bảo, nói vậy Thương Minh vẫn là sẽ bán ta một chút bộ mặt. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần, nếu nói phong thành bất quá là một chuyện tiếu lâm, làm dáng một chút để người nhìn. Giá giới tử không gian đấu giá hội chàng đều ngăn không được người nọ, một tòa thành trì to như vậy căn bản không thể nào ngăn lại. Mạc Hoa Nguyên không ngừng gật đầu, nói. Cũng đúng, không biết người phương nào lớn mật như thế, hơn nữa một chiêu kia lưu quang hàng vạn hàng nghìn độn thuật thần thông,
càng không thể tưởng tượng nổi, bị hắn chạy thoát cũng không may mắn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Mắt thấy vị tất là thật. Mạc Hoa Nguyên sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ đứng lên. Lý Vân Tiêu cười ở sau đài dựng lên, tuy rằng thần kiếm đã mất, nhưng hắn tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn có thể xác định nam tử tóc tím còn ở trong hội trường, căn bản không có đào tẩu. Lúc kim sắc kết giới bị phá, người nó hô to trốn chính là tử thần cung vị lam bào nam tử kia, mà tìm được chuyện tống trận, đem Hỗ Minh Nhật lừa gạt đi còn lại là Phách Thiên Hổ. Từ hành động của hai người này có thể thấy được, nam tử tóc tím tất nhiên còn ở bên trong hội trường, chỉ bất quá thi triển một loại bí thuật giấu đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng âm thầm bội phục bốn người này tới, mỗi người dùng hết sở trường, phối hợp thiên y vô phùng, một chút đem tất cả mọi người lừa rồi. Do đó hắn hiện tại tuyệt đối không vội, tử thần cung mấy người kia trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đi ra, tất sẽ thừa loạn ly khai. Ngoài thành cái kia đến lúc cỡ trung chuyện tống trận mới là thủ đoạn để bọn hắn rời đi, do đó hắn yên tâm đến lấy thập giai thần thảo, trên thời gian trà sát có thừa. Vân Tiêu công tử, bên này mời. Lý Vân Tiêu đi tới hậu trường, sớm có mỹ tỷ chờ ở nghênh tiếp, hắn gật đầu một cái, liền theo đi qua. Giao dịch ở bên trong một cái nhà tinh mỹ, đứng ở phía ngoài bốn gã ngân giáp võ giả, khí thế bất phàm. Tên kia chụp được hội tâm nhất kích lão giả cũng ở trong đó, vẻ mặt nhức nhối lấy ra nguyên thạch, đổi được quyển trục, lúc này mới lộ ra sắc mặt vui mừng, hơi chút vừa nhìn liền thu vào. Lý Vân Tiêu xác nhận hộp ngọc, liền hoàn thành giao dịch. Tên nam nhân phụ trách hai người giao dịch mở miệng nói. Nơi đây có cỡ trung chuyện tống trận. Hai vị có thể trực tiếp từ nơi này rời khỏi, để tránh khỏi tao ngộ bất tiện phiền phức. Tên lão giả kia nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nhân tiện nói. Bất quá mục đích truyền tống ra chỗ nào? Nam tử cười nói. Phụ cận vài tòa thành nhỏ đều có thể đến, toàn bộ từ nhị vị tự do. Lão giả có chút do dự bất định, nhìn Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn nhìn một chút ý kiến của hắn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Quý phái thật là hảo ý. Ta tâm lĩnh, đáng tiếc còn có chuyện quan trọng muốn nán lại Tân Duyên Thành, sẽ không đã quấy rầy quý phái rồi. Trên mặt của lão giả kia lộ ra vẻ kinh dị tới, hiển nhiên đúng Lý Vân Tiêu gan lớn cảm thấy giật mình. Nam tử nói, đã như vậy, Vân Tiêu công tử tự mình cẩn thận một chút. Lý Vân Tiêu cáo từ mấy người, từ phía sau đài đi ra thì, toàn bộ hội trường đã hoàn toàn đi khoảng không. Hắn cũng một chút ra giới tử không gian, hơi chút cảm ứng một chút. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của thần kiếm, quả nhiên còn ở bên trong thành này. Thương Minh cũng không phải trái hồng mềm gì, tử thần bát tượng vẫn là lòng có kiêng kỵ, tạm thời không dám ra thành. Lý Vân Tiêu ngược lại cũng không vội mà đi tìm bọn họ, dù sao ở trong Tân Duyên Thành, một ngày động thủ, thần kiếm sợ là cũng bị Vạn Bảo Lâu thu đi trở về, hắn chỉ cần chậm đợi người của bát tượng rời đi, sau đó theo đuôi đi ra ngoài là được. Vân Tiêu công tử, đang cân nhắc, phía sau đột nhiên một người khẽ gọi hắn một tiếng. Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một gã bạch y lão giả sắc mặt hồng nhuận, tuy rằng khí tức nội liếm, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn thấu tu vi của đối phương, đúng là bát tinh vũ đế cường giả. Lão hủ ngưỡng mộc, chính là thiên ưng thần miếu đại quản gia, bản môn đại lão gia muốn mời Vân Tiêu công tử một hồi. Lão giả khiêm tốn lễ độ nói. Một trong bắc vực thập đại tông phái thiên ưng thần miếu. Lý Vân Tiêu ánh mắt trầm xuống, nói. Tông chủ của các ngươi vẫn là Ngưỡng Thiên Hạo. Ngưỡng Mộc sắc mặt bình tĩnh, trả lời. Đúng thế, xin mời Vân Tiêu công tử hạ mình một chuyến. Lý Vân Tiêu duỗi người, cười ha hả nói rằng. Bản công tử bề bộn nhiều việc, có chuyện gì nói thẳng ra đi, hạ mình thì miễn đi. Ngưỡng Mộc trong mắt không thể phát giác hiện lên một tia giận dữ. Nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói. Có chuyện gì lão hủ cũng không biết, nhưng tông chủ đại nhân tự mình có lời mời, tất nhiên là chuyện quan trọng. Lý Vân Tiêu nói. Vậy hãy để cho Ngưỡng Thiên Hạo tự mình mà nói đi. Ngưỡng Mộc rốt cục tức giận rồi, khiển trách. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi tự đại đến có thể cùng tông chủ ngồi ngang hàng? Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Đây không phải là vấn đề ngồi ngang hàng hay không, đây là vấn đề thái độ. Là hắn tìm ta, cũng không phải ta tìm hắn. Nói xong, hắn không để ý Ngưỡng Mộc ngây ngốc tại chỗ, hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Một lát sau,
hắn đi thẳng đến Nam Thành môn phụ cận, tùy tiện tìm một nhà lữ điếm ở lại. Hắn hiện tại cũng không nóng lòng ra khỏi thành, rời khỏi đấu giá hội giới tử không gian hậu, liền phát hiện không ít võ giả đang âm thầm khóa được chính mình, vì để tránh cho phiền phức, để tránh khỏi bại lộ tử thần bát tượng kế hoạch, hắn lựa chọn tạm thời lưu lại, tùy thời mà động. Hừm, Vân Tiêu công tử cái giá thật là lớn a. Hắn vừa một bước vào trong điếm, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng hừ lạnh, một cỗ uy áp vô hình ở trên khoảng không hội tụ, tứ diện mây đen cũng đáp đính mà đến. Phụ cận võ giả tất cả đều sắc mặt đại biến, biết có đại nhân vật giá lâm, cả kinh mọi nơi thoát đi. Trong nháy mắt đã lao ra hơn 10 đạo quang mang, hướng về bốn phương tám hướng đi, để tránh khỏi trở thành cá trong chậu bị vạ lây. Còn có chút người cũng không rời khỏi, chỉ là khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ không tin có người dám ở Tân Duyên Thành tùy tiện làm càn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn một chút, liền dần dần hiện lên mấy đạo nhân ảnh. Tiền phương một gã nam tử mặc vân cẩm bảo y ngồi ở ghế trên, thần thái ngạo nghễ, trong mắt chớp động tức giận. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhận ra người ngồi trên ghế, đó là Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ, Ngưỡng Thiên Hạo. Thiên Ưng Thần Miếu đứng hàng một trong Bắc Vực thập đại tông phái, hơn nữa dưới nó quản hạt một đế quốc tại Bắc Vực lớn nhất, có hàng tỷ thần dân triều bái, các loại tu luyện tài nguyên cái gì cần có đều có. Ngưỡng Mộc bình tĩnh đứng ở phía sau hắn. Còn có bốn gã nam tử, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thần thái ngạo nghễ, cũng là khí chàng rất mạnh. Ngưỡng Thiên Hạo tuy rằng trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng dù sao cũng là nhất phương tông chủ, vẫn phải là tức giận độ, lạnh lùng nói. Bản tọa phái Thiên Ưng Thần Miếu đại quản sự tới mời, cư nhiên không mời nổi các hạ, lẽ nào Thiên Ưng Thần Miếu ở trong lòng các hạ chút mặt mũi này cũng không có sao? Cái gì, Thiên Ưng Thần Miếu? Bốn phía võ giả đều là cả kinh. Rốt cục sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó đều bay rời đi. Bọn họ khiếp sợ đồng thời, càng hiếu kỳ người tuổi trẻ kia rốt cuộc là ai, cũng dám không để cho Thiên Ưng Thần Miếu mặt mũi. Lý Vân Tiêu ngồi ở một cái ghế gỗ, thản nhiên uống trà, nói. Ta ngồi ở trong lữ điếm uống trà, người nhà ngồi ở trên trời vân, quay về ta đại hống đại khiếu, thử hỏi là ngươi cái giá lớn hay là ta cái giá lớn đây. Đám người Ngưỡng Thiên Hạo xuất hiện. Đã kinh động một tảng lớn, từ lâu rất xa bu đầy người, đều đang lẳng lặng quan vọng. Nghe được Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, đều là toàn bộ té xỉu. Làm càn tông chủ chính là nhất phương bá chủ, thiên hạ hào kiệt, người thì tính là cái thá gì. Phía sau một gã võ giả sắc mặt âm trầm nhãn thần phát lạnh, tại chỗ tức giận không ngớt. Được rồi, các ngươi trâu bò, ta không coi vào đâu. Xin hãy mấy từ đâu tới trở về nơi đó đi. Thiên Ưng Thần Miếu ta không thể trêu vào, cuối cùng tránh khỏi đi. Lý Vân Tiêu cũng không động nộ, chỉ là vẻ mặt không sao cả đạm nhiên nói rằng. Võ giả kia giận tím mặt, đang muốn phát tác, lại bị Ngưỡng Thiên Hạo ngăn lại xuống tới. Nghe nói Vân Tiêu công tử thái độ làm người cuồng vọng không có giới hạn, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ta hôm nay đến đây là muốn cùng với công tử thương lượng một việc. Ngưỡng Thiên Hạo vỗ phía bên phải tay vịn. Bầu trời mây đen trong nháy mắt tản ra, một đạo quang mang bay rơi xuống, mấy người nhất thời xuất hiện ở trước cửa lữ điếm. Bốn phía võ giả tất cả đều kinh hãi, đồng thời cũng rõ ràng thân phận Lý Vân Tiêu, các loại nghị luận ầm ĩ đứng lên. Thảo nào phách lối như vậy, thảo nào Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ sẽ đích thân đến mà đến, nếu là người ta có thái độ này, sợ rằng đã sớm chết một vạn lần rồi. Ngưỡng Thiên Hạo đi thẳng tới bên cạnh Lý Vân Tiêu. Trực tiếp lôi cái băng ngồi xuống. Ngưỡng Mộc lập tức mang tới trà cụ, bắt đầu châm trà đứng lên. Trong điếm nhân viên sớm ở trước khi bọn hắn xuất hiện bỏ chạy hết, bốn gã võ giả sắc mặt lạnh lùng còn lại là đứng ở trước cửa, không được bất luận kẻ nào tới gần. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói. Đây coi như có điểm thành ý. Nói đi, chuyện gì? Ngưỡng Thiên Hạo từ lúc hồi lâu trước đây hắn liền gặp qua. Lúc đó còn bất quá là một gã hậu bối trẻ tuổi vừa bước vào vũ đế, nhưng ở Bắc Vực hàng đầu thập phần vang dội, là người nổi bật trong trẻ tuổi một đời, sau lại quả nhiên không phụ kỳ vọng ngồi lên Thiên Ưng Thần Miếu tông chủ chi vị, uy vọng cực cao. Thái độ của hắn lập tức dẫn tới đám người Ngưỡng Mộc cực kỳ bất mãn, bốn gã võ giả càng hận không thể xông lên xé xác hắn. Ngưỡng Thiên Hạo cũng là lạnh lùng cười, nói. Vân Tiêu công tử quả nhiên là người phi phàm. Bản tọa cũng sẽ không nói lời khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi.
Vân Tiêu công tử ở trên đấu giá hội vỗ khỉ tinh lan, có thể cắt nhường cho ta được không? Bản tọa nguyện ra ngang giá. Lý Vân Tiêu chưa phát giác ra có chút kỳ quái, nói. Các hạ nếu thích, vừa rồi đấu giá hội vì sao không ra tay? Ngưỡng Thiên Hạo cười nói. Lúc trước có chút tình huống, không tiện nói rõ, còn mong muốn Vân Tiêu công tử có thể bỏ những thứ yêu thích. Lý Vân Tiêu nói. Xin các hạ quay về đi, cho dù ngươi ra giá gấp 10, ta cũng sẽ không bán. Hắn giá nói đúng là lời nói thật, thường nhân đối với thập giai thần thảo giá trị chỉ cực hạn ở thuốc dùng giá trị, mặc dù là thuật luyện sư cũng tối đa còn có một cái giá trị nghiên cứu, chỉ có Lý Vân Tiêu mới hiểu được, bên trong thần thảo giá trị lớn nhất liền ở chỗ thập giai quy tắc chi lực. Dưới phiến bầu trời này đã không có thập phương quy tắc, do đó bất luận một kiện vật phẩm nào còn lưu lại thập phương quy tắc, đều là tồn tại không cách nào lường được. Mà lúc trước hắn sở dĩ chủ động mời làm tay sai của Cửu Di, cũng là vì rình trong đó quy tắc chi lực còn ở hay không. Kết quả làm hắn hết sức hài lòng, bên trong thật có lực lượng hắn vô pháp hiểu được còn sót lại bên trong. Trên đấu giá hội nếu là hắn mua không được thần thảo mà nói, đều dự định không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ đoạt lấy, do đó giá cả gấp 10 lần không bán, đích thật là ý tưởng chân thật của hắn. Nhưng đứng ở trong tai đám người Ngưỡng Thiên Hạo, cũng có một phen ý tứ khác. Ngưỡng Mộc cả giận nói. Vân Tiêu công tử, ăn ở cũng không thể lòng tham không đáy. Ngưỡng Thiên Hạo cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm giọng nói. Vân Tiêu công tử, vật ấy ta hôm nay là tình thế bắt buộc. Ngươi mở điều kiện đi, chỉ cần bản tọa đủ khả năng, ta liền đáp ứng ngươi. Tông chủ đại nhân. Ngưỡng Mộc cả kinh, có chút khó có thể tin, dĩ nhiên hội khai ra điều kiện phong phú như vậy. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lắc đầu hít một tiếng, nói. Nếu là cái đồ vậy khác, có các hạ lời hứa hẹn này, tất nhiên sẽ đổi. Nhưng vật ấy, thật tình đối với ta tác dụng quá lớn, vạn kim không bán. Ngưỡng Thiên Hạo sắc mặt đại biến, trong sát na tựu âm trầm xuống, biết lần này thương nghị không có thiện quả liễu. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, trầm giọng nói. Vân Tiêu công tử có thể cân nhắc thêm nữa. Năng lực của Thiên Ưng Thần Miếu không phải môn phái bình thường có thể so sánh được. Lý Vân Tiêu than thở. Không cần suy tính. Bầu không khí nhất thời thoáng cái cương cứng, Ngưỡng Thiên Hạo sắc mặt âm trầm một trận, mới lên tiếng. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc một lần, nếu là Vân Tiêu công tử thua, liền đem thập giai thần thảo này cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, nói. Không có hứng thú. Ngưỡng Thiên Hạo lạnh lùng nói. Chớ có cự tuyệt nhanh như vậy, lại nhìn xem tiền đặt cuộc của ta lại nói. Hắn vỗ bàn một cái, nhất thời lưỡng đạo quang mang ở lòng bàn tay phía trước hiện lên, dần dần hóa ra hai vật tới. Đây là... Trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh, hai kiện đồ vật thực sự là trên đấu giá hội, bị Chu Sở cướp đi chỉ linh bàn và địa tinh thiết. Trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện hắn liền hiểu rõ ra. Ngưỡng Thiên Hạo này tất nhiên là Chu Sở tìm người tới. Chỉ là không biết ý muốn như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Ngưỡng Thiên Hạo quan sát thần sắc của hắn, nhẹ nhàng cười, nói. Vân Tiêu công tử thay đổi chủ ý chứ? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Cách đánh cuộc thế nào? Ngưỡng Thiên Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Võ giả, tự nhiên là phải cược một chữ võ rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Các hạ thân là Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ, không biết xấu hổ cùng với ta nói võ quyết. Còn cần mặt mũi hay không? Làm càn. Ngưỡng Mộc chấn nộ quát một tiếng. Ngưỡng Thiên Hạo làm một thủ thế an tĩnh, lúc này mới nói. Vân Tiêu công tử thân là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, thực lực vị tất ở bản tọa dưới. Đương nhiên, bản tọa dù sao lớn hơn vài tuổi, cứ như vậy tiến hành võ quyết đích xác có điều bất công. Không bằng lấy chiêu thức, có lẽ lấy thời gian là hạn, chỉ cần Vân Tiêu công tử có thể đứng ở bất bại, xem như là bản tọa thua. Nga, có chuyện tốt bực này. Lý Vân Tiêu một chút liền hiểu ý đồ của đối phương, cũng hiểu ý đồ của Chu Sở, là muốn thử thực lực chân thật của mình. Cái chú ý này tất nhiên là Tần Xuyên nghĩ ra được, lấy Chu Sở heo đầu, căn bản không có trí tuệ như thế. Hai món đồ này chắc là ở trong tay Chu Sở, lấy chỉ số thông minh của các hạ, hẳn sẽ không rõ mình bị người đương thương đùa bỡn đi. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Ha ha. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, làm thương cho người thì có là gì? Ngưỡng Thiên Hạo cười to nói.
Nếu Vân Tiêu công tử cũng biết, ta sẽ không che đậy cái gì. Đích thật là Tần Xuyên và Chu Sở công tử mời ta tới, về phần bọn hắn là có mục đích gì, ta không đi phỏng đoán, cũng không muốn minh bạch, chỉ cần bọn họ cho ta đủ lợi ích, cũng đủ đả động ta liền đi. Tần Xuyên và Chu Sở hai người quyền cao chức trọng, có thể dành cho Thiên Ưng Thần Miếu lợi ích rất nhiều, có thể đả động Ngưỡng Thiên Hạo để hắn đến đây, cũng không phải việc khó gì. Ngưỡng Thiên Hạo nghiêm mặt nói, ta cũng không nguyện cùng với Vân Tiêu công tử là địch, chỉ cần Vân Tiêu công tử có thể trao đổi thập giai thần thảo, để ta đạt được trở về ăn nói là được. Tần Xuyên công tử xem đến Vân Tiêu công tử tất nhiên không chịu trao đổi, lúc này mới đem hai vật này giao cho ta, đem làm tiền đặt cuộc lợi thế. Bắt đầu ta còn không tin, bây giờ là tin. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Hai món đồ này đích thật là ta tình thế bắt buộc. Tần Xuyên chiêu này đích xác cao minh, thứ nhất đem hai vật này cho ngươi, thay Chu Sở bỏ rơi phiền phức, thứ hai lại đem ngươi làm thương đùa giỡn, đích thật là cây thương tốt. Lần đánh cược này cách đánh cuộc ra sao? Ngưỡng Thiên Hạo nói. Đón đỡ 10 chiêu của ta không chết, hoặc giả dưới võ quyết chống đỡ được nửa canh giờ không chết. Đón đỡ 10 chiêu. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ngưỡng Thiên Hạo đại tông chủ, ngươi còn muốn mặt sao? Lấy ngươi cửu tinh trung giai vũ đế chi lực áp ta, ta chính là một gã thất tinh vũ đế, mới có thể tiếp được ngươi 10 chiêu sao? Ngưỡng Thiên Hạo cười, nói. Vân Tiêu công tử tu vi thâm bất khả chắc, ở trên hải mộc trấn ngạnh kháng tử lôi thiên kiếp, bản tọa 10 chiêu đều không có chút nào lòng tin có thể đánh chết ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngạnh kháng tử lôi thiên kiếp, loại tin đồn vô căn cứ này ngươi tin không? Ngưỡng Thiên Hạo nghiêm mặt nói. Vốn là không tin, nhưng ở chàng có không ít nhân vật thân phận rất cao chính là thấy tận mắt, ta là tin chín thành. Lý Vân Tiêu kiên quyết phủ quyết nói. Ngạnh kháng 10 chiêu tuyệt không khả năng, các hạ cũng quá để mắt ta. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói. Vân Tiêu công tử chỉ cần ở trong tay ta có thể chống nổi nửa canh giờ không chết, cũng coi như ngươi thắng. Ta nghe nói Vân Tiêu công tử thân pháp cũng là thiên hạ vô song, nói không chừng trong nửa canh giờ ta ngay cả tay áo bào của ngươi đều không sờ tới đây. Lý Vân Tiêu do dự đứng lên, nếu là phổ thông cửu tinh trung giai vũ đế, hắn cũng có cực đại lòng tin tiếp được đối phương 10 chiêu, nhưng Ngưỡng Thiên Hạo bất đồng. Ngưỡng Thiên Hạo hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng ở hắn tung hoành thiên hạ, người này đó là một trong tân tinh nổi bật nhất, giống như là bây giờ Bắc Vực Tứ Tú. Bản thân đã có thực lực vượt cấp sát nhân. Hơn nữa hắn hiện tại bày ra tu vi cửu tinh trung giai, cũng không biết là thật hay giả, nếu là có điều giấu giếm nói, chính mình ngạnh kháng 10 chiêu, vậy thì thật là muốn chết. Được, liền cược cái này. Đem hai cái cân nhắc, Lý Vân Tiêu lựa chọn cái sau, hắn đối với thân pháp chi thuật của mình vẫn có lòng tin cực lớn. Nghe nói Tân Duyên thành lôi đài lớn nhất dung hợp các loại không gian quy tắc, có thể kháng trụ cửu tinh vũ đế công kích mà không hủy hoại, vừa lúc có thể tự mình thí nghiệm một chút. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nói rằng. Ngưỡng Mộc đột nhiên nói. Không được lần này đánh cuộc, phải đến ngoài thành chỗ không có người tiến hành. Cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngưỡng Thiên Hạo, lạnh lùng nói. Ngưỡng Tông Chủ đây là đang cùng với ta nói giỡn sao? Ngưỡng Thiên Hạo nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngưỡng Mộc nói không sai, lần này đánh cuộc phải ở chỗ không có người tiến hành. Dù sao ta thân là Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ, nếu là việc bắt nạt ngươi truyền ra ngoài, thật là không thích hợp. Nếu là đánh cuộc để ngươi thắng, bị thế nhân biết được, thì càng thêm không ổn. Hắn lại thoải mái đem trong lòng lo lắng nói ra, nói. Lần này võ quyết chỉ vì lợi ích của mỗi người tranh đoạt, giới hạn ở giữa ngươi và ta không muốn đem uy vọng của Thiên Ưng Thần Miếu đáp đi vào. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, châm chọc nói. Chê cười, ta nào biết đại tông chủ cũng không phải mượn võ quyết tên, muốn đem ta đánh chết đây. Nếu là không có người bên ngoài chứng kiến, nhậm chức từ các ngươi lấy thùng úp voi rồi. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói. Vân Tiêu công tử có nắm chắc ở trong tay ta chống nổi nửa canh giờ, thực lực như thế nếu là nhất tâm muốn rời đi, ta làm sao có thể lưu lại được ngươi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt âm trầm nói. Nếu là các ngươi không biết xấu hổ vây công tới, coi như là cửu tinh đỉnh phong thực lực, cũng chưa chắc đi được. Ngưỡng Mộc khiển trách, lấy tín dự và uy vọng của Thiên Ưng Thần Miếu ta, sao lại làm việc vô sỉ bực này? Sắc mặt hắn vừa chuyển, vẻ châm chọc hiện lên ở khóe miệng, cười lạnh nói.
không dám cứ việc nói thẳng, ta khuyên ngươi trái lại dâng thập giai thần thảo thật là tốt, miễn cho mất mặt bỏ mệnh. Lý Vân Tiêu hoạt kê cười, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, loại phép khích tướng cấp thấp này tự nhiên sẽ không dùng được, ngưỡng mộc ở dưới ánh mắt trong suốt của hắn ngưng mắt nhìn, không khỏi lão mặt đỏ lên, cảm thấy nóng hừng hực. Thối! Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tiết tháo có thể giá trị vài đồng tiền, không có thấy được điều kiện sẽ không bàn nữa. Ra khỏi thành võ quyết cũng không phải là không thể, nhưng chỉ linh bàn và địa tinh thiết phải đặt ở trên người ta, bằng không xin mời đại tông chủ từ chỗ nào tới thì về chỗ đó đi. Ngưỡng Thiên Hạo chỉ là trầm tư một cái chớp mắt, liền sảng khoái đáp. Được. Hắn nhẹ nhàng vỗ, trên bàn hai vật liền bị một cổ lực lượng đổ lên trước mặt của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đem hai kiện đồ vật kiểm tra một chút, xác nhận không có lầm, liền thu vào, nói. Đi thôi. Ánh mắt của Ngưỡng Thiên Hạo ngưng lại, Lý Vân Tiêu kiểm tra vật thần thái và động tác đều thu vào trong đáy mắt, khen. Vân Tiêu công tử quả nhiên là một người cẩn thận, đối với một trận chiến này, ta cũng rất hiếu kỳ rất hưng phấn. Đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, cái này nổi danh rốt cuộc sẽ có thực lực kinh người ra sao? Hắn hai mắt toát ra vẻ hưng phấn, liếm môi một cái, hắc hắc cười. Hắn cũng đã từng là thiên tài tuyệt thế, hôm nay đứng ở đại lục mũi nhọn cường giả, trong khung đồng dạng là ngập trời chiến ý và cuồng ngạo không kềm chế được. Ngưỡng Mộc nói, tông chủ đại nhân, Tân Duyên Thành hiện tại triệt để giới nghiêm rồi, phải ra khỏi thành nói, ta đi trước thông chi Thương Minh một tiếng. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói, không cần, Thương Minh phong thành bất quá là nhất thời dưới tình thế cấp bách. Đi loạn một, hiện tại hẳn là phải giải phong. Hắn dùng tay làm dấu mời, mỉm cười nói. Vân Tiêu công tử, đi thôi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngưỡng Thiên Hạo vung tay lên, một đạo sáng mở nở rộ đứng lên, toàn bộ lữ điếm chung soi sáng sáng trưng một mảnh, sau đó trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt tự tiêu thất tại chỗ. Xa xa mọi người vây xem lúc này mới cả đám phản ứng kịp, đều là khiếp sợ không thôi. Ai cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng người nào cũng không có dũng khí đến tìm tòi nghiên cứu. Tân Duyên Thành, tử tươi đẹp các bên trong. Một loạt tơ vàng gỗ tử đàn điêu thành cửu long trước tấm bình phong, để hé ra thư án hoa lê đá cẩm thạch. Trên án xếp chồng chất hơn 10 đồng ngọc giản, còn có một mặt gương đồng bát giác lăng hoa đặt ở trên đó. Trong kính không ngừng có quang ảnh chớp động, còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng ông ông, như là sấm chớp rền vang. Sau đó coi như ré mây nhìn thấy mặt trời, thoáng chút khôi phục bình tĩnh. Mặt trên trình hiện ra, chính là cảnh tượng thành Nam vừa rồi, lúc này mây đen tan hết, trong kính lộ ra quang mang trong suốt như thế tới, chiếu rọi ra dung nhan xinh đẹp cả kinh. Chính là Hàn Quân Đình khôi phục dung nhan của bản thân, kim châm chuế tử ngọc, tua cờ sái thanh ti, má hồng lúm đồng tiền so với hoa kiều, miệng như ngậm chu đan. Quỳ hoa bà khẽ thở dài. Một dung nhan tuyệt diễm như thế, lại phải cất giấu dịch dung, khổ cho đại trưởng quỹ. Hàn Quân Đình nhẹ nhàng cười, tự ái nói. Hoa tàn hoa tơ bông đầy trời, hồng tiêu hương đoạn có ai liên. Cái gọi là nếu túi gấm thu tươi đẹp cốt, một chữ niết bàn yểm phong lưu. Trong lòng của Quỳ Hoa bà khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút thấy cảnh thương tình, không khỏi liên tiếp thở dài. Hàn Quân Đình vuốt mái tóc xanh một cái, nhìn gương đồng bát giác lăng hoa. Trong mắt chớp động oánh mang, đôi môi khẽ mở nói. Lý Vân Tiêu quả nhiên bị Ngưỡng Thiên Hạo mang đi, Tần Xuyên quả nhiên có mưu kế vô song, không uổng công ta luôn luôn coi trọng hắn như vậy. Quỳ Hoa bà mới từ từ thở dài phục hồi tinh thần lại, cau mày nói. Lý Vân Tiêu cấp thấp như vậy đã rơi vào cái chòng của Tần Xuyên, có thể hay không lần này liền trực tiếp bỏ mình. Trong mắt của Hàn Quân Đình quang mang chuyển động, khẽ cười nói. Bà quá coi thường Lý Vân Tiêu rồi. Tần Xuyên mặc dù thông minh, Ngưỡng Thiên Hạo mặc dù lợi hại, nhưng Lý Vân Tiêu cũng không phải ngồi không, ta cũng rất chờ đợi kết cục bọn hắn va chạm. Quỳ Hoa bà trầm tư nói. Lấy lão thân kiến thức, tên Lý Vân Tiêu này hơn phân nửa là chịu tai ương. Hắn có nghịch thiên cỡ nào, cũng tuyệt không thể nào là đối thủ của Ngưỡng Thiên Hạo. Đại trưởng quỹ sẽ không sợ Ất Mộc Hóa Linh bị đoạt. Hàn Quân Đình lắc đầu nói. Mặc dù là ta gặp gỡ Ngưỡng Thiên Hạo, dù cho không địch lại cũng có thể thuận lợi đào tẩu. Thực lực của Lý Vân Tiêu không ở dưới ta, tự nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hơn nữa chúng ta thời khắc này nhiệm vụ đó là chờ người đoạt kiếm xuất hiện. Nàng buồn bã nói.
Lý Vân Tiêu mất mặt còn có thể tìm trở về, chỗ này người đoạt kiếm nếu là đã đánh mất, vậy thật là biển rộng tìm kim rồi. Quỳ hoa bà nói. May mà đại trưởng quỹ cơ chí, lần trước Vạn Bảo Lâu triệu tập mọi người khai phẩm kiếm đại hội, tự để lại ấn ký trên đó, lúc này mới có thể xác định vị trí kiếm, bằng không lần này thật sự thiếu chút nữa đã đánh mất. Hàn Quân Đình vươn ngón tay xanh miết như ngọc, lăng không tìm vài cái, một đạo kim mang hơi yếu ở trong đầu ngón tay ngưng ra một ký hiệu, nhẹ nhàng điểm ở trên bát giác lăng hoa gương đồng. Trong gương mọc lên một mảnh vân vụ, một mảnh trắng mờ mịt, mơ hồ có tinh mang chớp động, lại không biết tung tích. Nàng thở dài nói, lúc đó vì để tránh cho bị Vạn Bảo Lâu phát hiện, lưu lại huy ấn quá yếu, chỉ có thể cảm ứng được kiếm ở trong thành, lại không thể tinh chuẩn định vị. Quỳ hoa bà nói, đây đã rất khó lường rồi, toàn bộ bên trong thành sợ là trừ đại trưởng quỹ ra, lại không người biết kiếm ở trong thành. Ha ha, để những người đó chung quanh tìm một phen long trời lở đất đi thôi. Hàn Quân Đình lăng không một điểm, một đoàn tinh thủy hội tụ ở đầu ngón tay, tế tế giặt kính thượng cắt bụi, khẽ cười nói. Bà cũng quá coi thường Vạn Bảo Lâu rồi, lúc trước là chuyện xảy ra đột nhiên, Vạn Bảo Lâu một chút rối loạn một tấc vuông mà thôi, hiện tại tất nhiên đã tỉnh ngộ. Nếu là ta đoán không lầm nói, thành trì lập tức sẽ mở phong bế, vì chính là dẫn người đoạt kiếm đi ra. Quỳ hoa bà cả kinh nói. Đại trưởng quỹ vừa nói như vậy, ý tứ là Vạn Bảo Lâu cũng biết kiếm còn ở trong thành. Cũng không biết đoạt kiếm người là ai, lại có năng lực như vậy. Sắc mặt của Hàn Quân Đình ngưng trọng nói. Người đoạt kiếm cũng không phải là một người, hiện tại tinh tế hồi tưởng, lúc đó ở bên trong phòng đấu giá, có ít nhất 3 người tiếp ứng. Tên nam tử đánh bại kim cháo cái chắn tên kia tuy rằng thay hình đổi dạng, lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sau đó tên lam bào nam tử thừa loạn hô to lên kia, ta đã biết là người nào. Cuối cùng phát hiện chuyện tống trận, đem Hỗ Minh Nhật và Ngân Khôi võ giả dẫn người, cũng tất nhiên cũng là bọn hắn người của. Quỳ hoa bà cả kinh nói. Chẳng lẽ là một thế lực làm? Hàn Quân Đình gật đầu, nói. Không biết bà có từng nghe qua Tử Thần Cung? Quỳ hoa bà nhướng mày, nói. Hình như có nghe thấy, lại không nhớ rõ lắm. Hàn Quân Đình nói. Tử Thần Cung bản thân chỉ là một thế lực bất nhập lưu, cũng không có gì đáng sợ. Mặc dù là Tử Thần Cung cung chủ, cũng cho tới bây giờ chỉ có thực lực phú tôn. Thế nhưng ở trên Tử Thần Cung, còn có mấy nhân vật cực kỳ lợi hại ẩn giấu, bọn họ tự xưng. Bát Tượng. Quỳ hoa bà chỉ cảm thấy cái tên này cực kỳ xa lạ, lắc đầu, nói. Quản bọn họ cái gì Bát Tượng giống Bát Hùng, trong thiên hạ, mặc dù là hai đại thánh địa chúng ta cũng không sợ hãi. Hàn Quân Đình nhẹ nhàng gật đầu, ứng tiếng nói. Bát Tượng này thực lực không tầm thường, hơn nữa đều có lai lịch cực không đơn giản, có mấy cao thủ từ lâu thành danh, cùng hung ác cực, bị thiên hạ phát lệnh truy nã truy sát. Nhưng nếu chỉ là như vậy, chúng ta cũng không có gì phải sợ, nhưng hết lần này tới lần khác khôi thủ của Bát Tượng này. Thân thể của nàng khu khẽ run lên, con người không hề bận tâm thoáng cái tạo nên rung động, trên mặt càng hiện lên một tia kinh sợ, hơi có chút trắng bệch đứng lên. Trong lòng của Quỳ Hoa bà chấn động, có chút bất khả tư nghị nói rằng. Đại trưởng quỹ, khôi thủ của Bát Tượng này là người phương nào? Có thể cho ngươi cũng cảm thấy sợ hãi. Hàn Quân Đình mím môi một cái, sau một lúc mới u lan khẽ thở, từng chữ nói. Dạ ảnh, Lăng Bạch Y. Quỳ hoa bà mạnh mẽ hít một miệng lãnh khí, sắc mặt một chút trắng bệch đứng lên, hoảng sợ thất thanh nói. Dạ ảnh Vũ Đế Lăng Bạch Y. Trong mắt của nàng lúc này ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có cực độ hoài nghi, hết sức khó khăn tin tưởng. Nhưng nàng lại biết Hàn Quân Đình nói ra được, đã nhất định sẽ không sai, do đó cực độ hoảng sợ và kinh hãi. Đại trưởng quỹ nếu thật là Lăng Bạch Y, như vậy kiếm. Quỳ hoa bà khó lòng lấy lại bình tĩnh. Hàn Quân Đình có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, thản nhiên cười nói. Thế nào, bà nhận thức Lăng Bạch Y? Sắc mặt của Quỳ Hoa bà biến đổi, nói. Lão thân làm sao sẽ nhận thức hắn? Hàn Quân Đình cười nói. Vì sao lại giật mình như vậy? Bà mới vừa rồi còn nói trong thiên hạ hai đại thánh địa đều không cần sợ, làm sao cần sợ chính là Lăng Bạch Y? Hừm, chính là Lăng Bạch Y. Quỳ Hoa bà nặng nề hừ một tiếng. Trên mặt hiện ra một mảnh vẻ lo lắng, lạnh lùng nói. Lăng Bạch Y ta chưa thấy qua, cũng không biết thực lực của hắn làm sao.
nhưng hắn lại ở trên thiên địa phong vân bảng bài danh đệ tứ, mà bài danh đệ tam của Phi Dương, năm xưa cung chủ đại nhân bày ra tử vi tinh đấu xông trận, dẫn hạ hàng vạn hàng nghìn tinh thần lực đều thua. Nàng nói đến chỗ này, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy kinh khủng và hồi tưởng, gương mặt chất phác thoáng chút trở nên có chút trắng bệch đứng lên. Đã nhiều năm như vậy, thực lực của Lăng Bạch Y tất nhiên càng sâu hơn trước. Nếu thật là hắn tới đây, lão thân tuyệt không cho phép đại trưởng quỹ đánh chủ ý lên thần kiếm. Hàn Quân Đình cười nhạt một tiếng, nói. Bà ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là Lăng Bạch Y ở đây, bọn họ không cần trốn tránh tránh. Trực tiếp quang minh tránh đại cầm lấy kiếm đã đi, ai dám đến ngăn cản. Quỳ Hoa bà sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng, không nói đến Lăng Bạch Y đoạt kiếm không người dám ngăn cản, lấy thân phận của hắn cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Đại trưởng quỹ ý tứ là, Hàn Quân Đình nói, căn cứ theo ta suy đoán, bát tượng lần này đoạt kiếm đích thật là ý tứ của Lăng Bạch Y. Năm đó bài vị chiến hắn đành phải ở dưới cổ Phi Dương, tất nhiên sẽ đối với di vật của cổ Phi Dương cảm thấy hứng thú. Nhưng lấy thân phận địa vị của hắn, thế nào kéo được mặt mũi xuất thủ? Lúc này mới phái ra thủ hạ tới đoạt kiếm. Sắc mặt của Quỳ Hoa bà ngưng trọng nói. Bằng dù vậy, nếu Lăng Bạch Y đối với vật này cảm thấy hứng thú, đại trưởng quỹ sẽ cân nhắc thu tay lại, tránh cho chính diện chống lại người này. Hàn Quân Đình cười nói. Bà quá lo lắng, lấy phong hào vũ đế kiêu ngạo, là sẽ không đích thân xuất thủ. Mặc dù hắn không nể mặt tới chân thường, cũng tuyệt sẽ không giết ta. Sắc mặt của Quỳ Hoa bà mấy lần, nói. Vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Hàn Quân Đình cười nói. Chỉ cần Lăng Bạch Y không ra tay, kiếm này ta có thập phần nắm chặt có thể đạt được. Cứ để cho bọn họ trước tiên tránh một chút, chúng ta trước hết ngồi xem Lý Vân Tiêu và Tần Xuyên Chu Sở tranh đấu đi. Quỳ Hoa bà lúc này mới sắc mặt hơi chuyển biến, gật đầu nói. Hy vọng Lý Vân Tiêu có thể giữ được tánh mạng, bằng không Ất Mộc Hóa Linh cũng rất có thể sẽ thất lạc. Hàn Quân Đình mỉm cười, tựa hồ đối với chuyện khác lại cũng không quan tâm, cầm lấy một cái ngọc giản tinh tế phẩm độc đứng lên. Tân Duyên Thành Nguyếp Nam Thành, một đóa mây đen ngay lập tức vạn lý, thời gian uống cạn chén trà, đã ở ngoài mấy trăm dặm hoang vu dừng lại. Mây đen phanh một chút tản ra, một đạo sáng mở hạ xuống, hóa ra mấy đạo nhân ảnh. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói. Liền chọn nơi đây, Vân Tiêu công tử thấy thế nào? Lý Vân Tiêu nhìn khắp bốn phía, cũng không khác thường, gật đầu nói. Có thể. Ngưỡng Thiên Hạo nói. Được, quả nhiên dũng khí hơn người. Chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay của bản tọa chống nổi nửa canh giờ, bản tọa quay đầu lại đã đi. Tay phải hắn giương lên, một đạo quang mang bắn ra ngoài, ở cách đó không xa hóa ra một cái đồng hồ cát cao tới mấy trượng. Đồng hồ cát này hoàn toàn do quang thể ngưng tụ thành, hoảng hốt bất định, bên trong cát nhỏ chảy cũng là vô số điểm kim mang, ở sát na thành hình, mà bắt đầu chảy xuống khứ. Bản tọa liền không khách khí. Sắc mặt của Ngưỡng Thiên Hạo trầm xuống, mình mông khí tức từ trên người nhộn nhạo đi ra, song quyền của hắn bỗng nhiên nắm chặt, không gian bốn phía như là bị cự truy oanh kích liễu một chút, bang 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 hướng ra bốn phương tám hướng tán đi. Không chỉ là không khí ở dưới khí thế của hắn trực tiếp áp bạo, ngay cả không gian cũng biến thành hoảng hốt bất định đứng lên, hầu như nhìn không thấy bóng người của hắn. Xa xa đám năm người Ngưỡng Mộc hết sức chăm chú ngưng mắt mà ngắm. Một tên võ giả trong đó nói. Các ngươi thấy trận đánh cuộc này có thể có lo lắng. Một người nói. Không cần lo lắng, Lý Vân Tiêu danh hào tuy lớn, nhưng muốn ở trong tay của tông chủ chống đỡ nổi nửa canh giờ, căn bản không thể nào. Người nọ gật đầu nói. Một tinh một thiên địa, mặc dù không là tuyệt đối vô pháp vượt qua, nhưng cứ vượt qua một tinh khiêu chiến, cần tổng hợp lại tích lũy khó có thể tưởng tượng, hơn nữa càng lên cao càng trắc trở. Người còn lại nói. Đúng thế, chỉ bất quá Lý Vân Tiêu có thể chống đỡ nổi bao lâu, trận chiến này vẫn có đoán đầu. Một người cười nói. Ngưỡng Mộc đại nhân không biết cái nhìn như thế nào. Nếu là Lý Vân Tiêu thất bại, tông chủ lại sẽ hạ sát thủ. Mấy người còn lại đều là trong lòng dùng mình, vỉnh tai lắng nghe. Thực lực của Ngưỡng Mộc mặc dù cùng với bọn họ ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, nhưng thân phận của hắn là Thiên Ưng Thần Miếu đại quản gia, địa vị muốn cao hơn rất nhiều. Ngưỡng Mộc ngưng thanh nói. Tâm tư của tông chủ ta không dễ đoán, nhưng hơn phân nửa sẽ thả hắn rời đi,
dù sao giết hắn đối với Thiên Ưng Thần Miếu cũng không chỗ tốt, thậm chí còn sẽ chọc cho tới phiền phức. Lý Vân Tiêu đích xác lợi hại, nhưng quá tuổi còn trẻ quá ngạo khí, để tông chủ giết bớt sát khí của hắn cũng tốt. Bốn người đều là không ngừng gật đầu, cũng là ý tưởng như vậy. Xa xa cả vùng đất, Ngưỡng Thiên Hạo quanh thân bụi bám phi dương, không gian đảo ngược, đã hoàn toàn thấy không rõ bóng người, chỉ có một mảnh biển lực dâng trào, cùng với cảm giác quỷ dị khó lường. Huyễn quyền như hải. Một đạo tiếng trầm quát vang lên, toàn bộ thiên địa chấn động. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy càn khôn một chút điên đảo, cảnh vật chung quanh hoàn toàn thay đổi, từ lâu cũng không phải hoang vu chi địa, mà là biến thành một mảnh không gian tối nghĩa. Thân thể của chính mình cũng ở dưới không gian hoảng động tùy theo lắc lư, hình như sóng biển dặm một lá thuyền con. Cái gì, tông chủ đại nhân cũng quá để mắt hắn đi. Dĩ nhiên vừa ra tay chính là huyễn quyền. Một gã võ giả bỗng nhiên kinh hãi. Tên còn lại cũng là sửng sốt nửa ngày, kinh ngạc nói. Cứ như vậy, chẳng lẽ không phải thắng bại lập tức phân ra. Tông chủ đại nhân khai ra nửa canh giờ điều kiện, ta cho là hắn phải thật tốt vui đùa một chút đấy. Ngưỡng Mộc vùng xung quanh lông mày cũng nhíu lại, trầm mặc không nói. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng dị thường, quyền hải này thế giới dường như kiếm chi thế giới giống nhau, chính là võ giả đối với kỹ xảo cực đoan lĩnh ngộ, từ thuật cảnh giới duyên sinh đến đạo cảnh giới, võ ý thao ngày sau, ở trong vũ kỹ mở ra lĩnh vực không gian, tự thành đại dương mênh mông biển rộng. Chỗ này quyền ý không gian đó là Ngưỡng Thiên Hạo đối với quyền đạo lĩnh ngộ. Lý Vân Tiêu bão nguyên thủ nhất. Thần thái bất biến. Hắn biết càng là lúc này, càng không thể loạn. Thật chấn định. Trong quyền hải truyền đến một tiếng không biết là tán thán còn là lãnh phúng, sau đó bốn phía kim quang chớp lên một cái, không gian mạnh mẽ bị áp xúc đến đây, như là một quyền đánh bể không khí, ầm ầm xuống. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt khẽ động, một đạo kiếm khí ở trong tay đột nhiên nảy lên, hàn quang như nước lưu động, vô biên nhuệ khí tụ thành một đạo kiếm quang. Không chút hoang mang hướng phía quyền ảnh kia đâm tới. Kiếm quang bốn phía tràn ra từng cái sóng gợn, ở trong quyền hải uyển trườn mở ra. Phanh! Kiếm khí va chạm vào trên quyền ảnh, mạnh một chút nổ lên. Nhưng cũng không có lực phá hoại như trong tưởng tượng, quyền hải hơi rung động, kiếm quang trong nháy mắt đã mai một rơi. Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, phát hiện mình còn đánh giá thấp đối phương, tại đây quyền hải trong vòng, trừ phi phá hỏng đối phương võ ý. Bằng không căn bản vô pháp thoát thân ra. Kiếm quang sau khi lửa tắt, quyền kia ý liền lăng không xuống, như là đại dương mênh mông trong biển rộng sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, từ bốn phương tám hướng đánh tới, phải hắn giá lá thuyền con lật úp. Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú, vận chuyển ma công. Trên da sát na hiện ra từng vòng ma văn, đồng thời nơi mi tâm quang mang lóe lên, ma thiên khải giáp bỗng nhiên mặc lên người, một kết giới chi lực mở ra, ma nguyên hộ thể. Ngăn trở ngập trời quyền uy. Bang 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 bang. Thân thể hắn bốn phía không gặp quyền ảnh, cũng không ngừng bị đánh ra quyền ấn, đều đánh vào trên áo giáp kết giới chấn đến không gian rậm rạp chẳng chịt nổ vang. Mỗi một đạo quyền ấn xuất hiện, đều dâng lên khắp bầu trời hắc sắc hoa văn, rực rỡ bay lượn. Lý Vân Tiêu không dám trực tiếp thi triển ra bất diệt kim thân, chỉ có thể dùng chiến y hộ thể, trong cơ thể bị quyền lực như sóng biển oanh đến khí huyết kích động. Nhưng hắn vẫn như cũ sừng sững bất động, như là một quả cái đinh vậy hung hăng cắm ở trung ương biển rộng. Cái gì, ta không hoa mắt đấy chứ? Xa xa mấy người trong mắt đều trợn trừng đi ra, hoảng sợ mà ngắm, một người trong đó càng kinh ngạc hô ra. Đây là cái công pháp gì? Dĩ nhiên có thể cứng rắn chống đỡ tông chủ huyễn quyền. Ngưỡng Mộc cũng là khiếp sợ vạn phần, nói. Hắc sắc chi khí kia, như là ma khí không có gì không phệ. Từ xưa tương truyền đã có ma tu giả, chỉ là cực nhỏ, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên sẽ là. Một người vẫn là khó có thể tin, giật mình nói. Ma công thực sự lợi hại như vậy sao? Ngưỡng Mộc chỉ hơi trầm ngâm, nói. Về ma khí chính là truyền thuyết rất nhiều, nhưng không đến mức cường đại như thế. Ta xem hắn then chốt vẫn dựa vào kiện chiến y cổ quái kia, hơn nữa tông chủ vẫn chưa đem hết toàn lực, lúc này mới có thể chống cự thêm chốc lát. Gì? Bên trong quyền hải cũng vang lên thanh âm của Ngưỡng Thiên Hạo, hiển nhiên cũng là hiếu kỳ và khiếp sợ, sau đó liền biến thành tiếng cười to. Ha ha, có ý tứ lại nhìn xem ngươi có thể ngăn được vài phần quyền lực của ta. Thanh âm của Ngưỡng Thiên Hạo hạ xuống, toàn bộ quyền hải nhất thời nhấc lên ba đào, từ
từng vòng khí lãng ở chung quanh nổ lên. Một cổ lực lượng so với lúc trước Bách Quyền hạ xuống càng cương mãnh hơn mấy lần, ở bốn phía của Lý Vân Tiêu điên cuồng bắt đầu khởi động, hóa thành một vòng xoáy, có thể khiến thiên địa biến sắc. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, mà đồng đen kịt một chút hóa thành huyết nguyệt ngưng mắt nhìn đi, chỉ thấy vòng xoáy trong vòng quyền ý biến hóa, một cao tới mười mấy trượng to lớn người trong suốt ảnh đứng lên, chẳng lẽ vận dụng đồng thuật, căn bản vô pháp nhìn thấy giá cự linh. Nhân ảnh trong suốt kia không rõ ngũ quan, chỉ có hình thể, lúc đứng thẳng giơ tay lên tới, toàn bộ vòng xoáy vừa thu lại, đều hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, nắm chặt đã một quyền đập xuống tới. Cự linh quyền tâm vòng xoáy một chút tản ra, một cổ sức mạnh to lớn ngưng tụ ở bốn phía quyền đầu, phảng phất như tự thành một giới, ầm ầm xuống. Từ bên ngoài nhìn lại, giống như trong quyền hải bầu trời đột nhiên sụp đổ một khối xuống tới, hình thành một lỗ thủng dạng tinh vân, hướng tới trên người của Lý Vân Tiêu áp đến. Xa xa mấy người đều là quá sợ hãi, phảng phất như nhìn thấy dị tượng gì đáng sợ vậy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, một chiêu quyền ý này biến hóa chí ít ẩn chứa hơn phân nửa lực lượng của đối phương. Hắn không kịp suy tư, quyền hình vị rơi, nhưng này quyền ý mạnh đã ép tới khí huyết phún trương, trên da hắc sắc ma văn, bắt đầu chớp động một chút kim quang. Lý Vân Tiêu đưa tay chụp một cái, toàn bộ không gian quang mang tựa hồ trong nháy mắt tụ tập đến, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Sau đó ngũ chỉ hướng lên trời mở ra, một đạo quang mang ở lòng bàn tay khuếch tán, giống như là một đóa hoa quỳnh màu vàng hiện ra, trong chớp mắt. Nhưng ở trong nháy mắt ngắn ngủi này, từng đạo kính quang chiết xạ ra tới, ở bốn phía hình thành các loại hình thoi bất quy tắc, một chút đem thân ảnh của Lý Vân Tiêu chiết xạ thành hàng vạn hàng nghìn hình thái, đều chiếu vào trên mặt phẳng. Mà hoa quỳnh lái qua, một mặt bảo kính ôn nhuận như ngọc lơ lửng trên không trung. Cùng với kính quang màu vàng ngoại bốc lên vân vụ hơi mỏng, mơ hồ có ảnh bên trong, thấy không rõ chân tướng. Ầm ầm, quyền ý chi hải tinh vân chụp xuống, dạng chuôi trực tiếp đánh vào bên trong kính trận, rơi vào trên đại bi mộ vân kính. Loảng xoảng, trên kính quang mang một chút đánh sơ sát, quyền ý xuyên thấu bảo kính, bị bắn về phía bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng nhộn nhạo lên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trong trận chiếu hình ra như nước mặt kiếng cũng từng đạo vỡ ra từng mảnh, hóa thành khắp bầu trời tinh quang bột phấn, hàng vạn hàng nghìn thân ảnh của Lý Vân Tiêu một chút tiêu thất. Mà đồng thời một cổ cự lực từ trên mặt kính phun bắn lên, dọc theo cự linh quyền quỹ tích bắn ngược mà lên, bên trong đại bi mộ vân kính chuyển đến có tiếng ô ô, thân kính rất nhỏ hoảng động một cái, toàn bộ quang ảnh thoáng chút không rõ, bảo kính đã biến mất. Phanh! Quyền ý cánh tay của cự linh thoáng chút từng tấc tan vỡ. Toàn bộ cự linh ngửa ra phía sau một cái, trong cơ thể phát sinh vang dội trầm muộn, tự phanh một chút nổ lên, lần thứ hai hóa thành đợt sóng trong quyền hải, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Thật thủ đoạn, Ngưỡng Thiên Hạo sợ hãi than một tiếng vang lên. Có thể ở trong quyền ý chi hải của ta giấu kín đứng lên, quả thực không thể tin nổi. Trong quyền hải một đạo sóng gợn nhộn nhạo ra, thân ảnh của Ngưỡng Thiên Hạo chậm rãi nổi lên, nhìn trống rỗng bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ mặt. Nếu là quyền ý lĩnh vực của ta, vừa đọc ngay lập tức vạn giảm, người cho dù có thể chân tránh ẩn thân như thế nào. Ngưỡng Thiên Hạo lạnh lùng cười, giơ tay lên tới bắt ra một đạo quyết ấn, hướng phía trong quyền hải đánh ra. Nhất thời một mảnh kim quang nở rộ, ở trên toàn bộ quyền hải lan tràn ra, dường như trên biển mọc lên tia nắng ban mai, chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, kim quang đảo qua, một mảnh đen kịt nổi lên. Con người của Ngưỡng Thiên Hạo chợt co rút lại, bỗng nhiên trợn mắt nhìn lại, nhất thời cả người đại chấn. Kim quang càn quét phân vụ, lộ ra đen kịt càng lúc càng lớn, một chút bày ra toàn bộ hình dáng, đúng là chân ma pháp tương cao mười mấy trượng, ba mặt trợn mắt, sáu tay xòe ra. Bản thiếu làm sao tránh thoát, vẫn đứng ở trước mặt ngươi lại chợt không biết, uống cho ngươi còn một người đùa vui vẻ như vậy. Phía trước chân ma pháp tướng chậm rãi chuyển qua một đạo nhân ảnh. Chính là ma hóa Lý Vân Tiêu, đồng dạng ba đầu sáu tay, khuôn mặt hoặc lãnh phúng, hoặc âm trầm, hoặc trợn mắt. Sáu cái cánh tay còn lại là nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, xung quanh cự linh thân thể vòng quanh một vòng ma nguyên tinh hoàn, ngập trời ma khí ở bên trong cuồn cuộn, mơ hồ có binh khí chìm nổi bên trong. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, sáu cái cánh tay thoáng chút bấm tay niệm thần chú, cả người như núi bất động. Chân ma pháp tướng trên sáu tay dương lên. Đều tự hiện ra một đạo binh khí hư ảnh, hoặc đao, hoặc lá chắn, hoặc thư.
một vòng xoáy đen kịt ở trước người pháp tướng hiện lên, như lâm vực sâu vô tận. Sáu đạo hư ảnh binh khí mạnh mẽ đầu nhập trong đó, vòng xoáy xoay tròn tựa hồ dừng lại một chút, sau đó một sức mạnh to lớn hạo hãn dựng lên. Trong lòng của Ngưỡng Thiên Hạo bỗng nhiên chấn động, mà công thần thông bực này hắn cũng là lần đầu thấy được, tại chỗ thoáng chút ngây dại ra. Lúc này trong vòng xoáy càng cảm thụ được một cổ vĩ ngạn chi lực, phảng phất nguyên bản không tồn hậu thế, xuyên qua thời không nhảy qua giới mà đến, mặc dù là hắn cũng mạnh mẽ cảm thấy một tia tim đập nhanh và nguy hiểm. Nhìn xem ngươi vui vẻ như vậy, vậy mở lại tâm một ít đi. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cười nhạt, mạnh mẽ biến đổi quyết ấn, phương tinh vân chợt đè xuống. Tinh tuyền bảo, sức mạnh cuồn cuộn to lớn lâm không mà giáng xuống, đột nhiên nổ lên. Ầm ầm, khắp bầu trời quyền hải một chút bị nổ ra một lỗ thủng to lớn, ma nguyên vô biên ở trên hải không kích động, không ngừng đem lỗ thủng xé mở lớn ra. Thanh âm chấn động và nghiền nát bên tai không dứt, xa xa nhìn lại, toàn bộ quyền ý thế giới trong nháy mắt sụp xuống một khối, đồng thời bắt đầu tiêu vong. Mấy người ngưỡng mộ ai nấy há to mồm, hầu như có thể nhét vào quả dưa hấu, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Đầu óc càng trong nháy mắt hóa đá, vô pháp tự hỏi bất cứ vấn đề gì. Ngưỡng Thiên Hạo cũng là tâm thần đại chấn, hết sức khó khăn tin tưởng nhìn lỗ thủng đen nhánh kia, Lý Vân Tiêu đã từ trong quyền hải của hắn chui đi ra ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ thu lại quyền ý, khắp bầu trời quyền uy đột nhiên tản ra, trong thiên địa trong nháy mắt khôi phục bản sắc. Chỉ là trên hoang dã mênh mông, hoàn toàn mất đi bóng dáng của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Ngưỡng Thiên Hạo trở nên hết sức khó coi đứng lên, trước đó bên trong huyễn quyền như hải của hắn đều có thể dễ dàng ẩn giấu, hiện tại ra lồng chim, càng ẩn thân không giấu vết có thể tìm ra. Hắn giờ mới hiểu được nguyên nhân Lý Vân Tiêu lựa chọn cái đánh cuộc thứ hai, loại độn thuật này thực sự có chút nghịch thiên. Vân Tiêu công tử, người mới vừa biểu hiện đã khơi dậy bản tọa chiến ý vô biên, xứng đáng với thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Bản tọa ở cái tuổi này của ngươi tuyệt không có thần thông như vậy, rất muốn nhiều hơn nữa luận bàn vài cái. Ngưỡng Thiên Hạo mọi nơi nhìn lại, trầm giọng nói rằng. Nhưng giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng vang. Cái này Ngưỡng Thiên Hạo càng khuôn mặt âm trầm, nội tâm không khỏi có chút lo lắng, nếu là đối phương cứ như vậy vẫn trốn ở đó, trực tiếp tránh thoát nửa canh giờ, vậy mình nhất định phải thua. Hắn nhìn liếc mắt cách đó không xa quang thể đồng hồ cát, thời gian đã qua 1/10. Lý Vân Tiêu, ngươi dự định che đậy từ bây giờ đến lúc kết thúc sao? Cho dù thắng cuộc, lại thua tâm võ giả, thua bản tọa đối với ngươi tôn kính. Ngưỡng Thiên Hạo biến sắc, quát lên. Nhưng mọi nơi vẫn như cũ im ắng, một có bất kỳ âm hưởng. Vân Tiêu công tử, nhân sinh trên đời, khổ sở nhất đắc đó là khó gặp một địch thủ. Chỉ cần ngươi đi ra toàn tâm ứng chiến, bản tọa tương hội tại võ đạo gây cho ngươi kinh hỉ hay là tỉnh ngộ không tưởng được, từ đó liền đột phá một tinh, cũng không phải là không thể được. Ngưỡng Thiên Hạo tận tình khuyên giải an ủi đứng lên, nói một đại thông, vẫn là tĩnh lặng như chùa. Được cho ngươi sinh lộ ngươi không đi, không nên hướng tử địa chui vào, vậy đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Ngưỡng Thiên Hạo rốt cục nổi điên, trong tròng mắt hiện lên sát khí, cả người khí tức biến đổi, khuôn mặt dị thường âm trầm. Xa xa trong lòng Ngưỡng Mộc chấn động, tựa hồ đoán được cái gì, sợ hãi nói. Tông chủ đại nhân chẳng lẽ là muốn... Là muốn cái gì? Một người cau mày nói. Lý Vân Tiêu nhát như chuột, cực kỳ kẻ dối trá. Cũng không biết là thủ đoạn gì, dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Sắc mặt của Ngưỡng Mộc ngưng trọng, nói. Các ngươi đã quên Thiên Ưng Thần Miếu có một loại tế luyện chi thuật sao? Bốn người đồng thời thân thể chấn động, đều là hoảng sợ không ngớt, một người giật mình nói. Ngươi nói là tinh nguyên luyện không thuật. Ngưỡng Mộc hít một tiếng, gật đầu nói. Lý Vân Tiêu này độn thuật quỷ thần khó lường, có thể lừa gạt được tai mắt của mọi người, ngoại trừ thuật này ra, lại không có cách nào khác. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn sẽ thực sự là chết chắc. Trong mắt hắn lạnh ý chớp động, lộ ra vẻ khinh miệt trào phúng. Một người nói, thuật này có thể luyện hóa nhất phương thiên địa, bên trong ngũ hành vạn vật đều luyện nhưng cần vận dụng võ giả tinh nguyên chi lực, đối với tự thân thương tổn cực lớn. Tần Xuyên công tử rốt cuộc đồng ý với tông chủ điều kiện gì, dĩ nhiên để tông chủ đại nhân không tiếc tự thương hại tinh nguyên. Trên mặt của Ngưỡng Mộc hiện lên một tia lạnh lẽo, nói. Việc này chỉ có tông chủ đại nhân tự mình biết,
các người còn là ít hỏi thăm mới tốt. Bốn người nhất thời biến sắc, không lên tiếng nữa. Lúc này khí tức của Ngưỡng Thiên Hạo cùng với trước đó hoàn toàn bất đồng, trên người tràn đầy lãnh ý và sát khí, hai tròng mắt bên trong cũng là vẻ âm trầm chớp động không ngớt. Hắn giơ tay lên tới trên không trung liên tục đánh ra, mỗi một lần đều đánh ra một đạo ngân sắc quang mang, hướng phía mấy người bất đồng phương hướng kích bắn đi. Dưới ngân quang là một mặt mặt tam giác kỳ, trong nháy mắt cắm ở bất đồng phương vị, ngân quang lóe lên mà một. Một cổ lực lượng kỳ dị theo cái cờ này xuất hiện, ở giữa thiên địa nhộn nhạo lên, khiến người có một loại cảm giác cực độ áp lực. Ngưỡng Thiên Hạo nhìn liếc mắt quang thể đồng hồ cát, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, bản tọa yêu quý thiên phú của ngươi, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đi ra hay không? Hắn đợi chỉ chốc lát, rốt cục mất đi tính nhẫn nại, hung hăng hừ một tiếng, liền thân ảnh lóe lên. Sau một khắc tự xuất hiện ở vạn lý trên bầu trời, hai chân ngồi xếp bằng, trong tay kháp ra quyết ấn, bắt đầu vẫn không nhúc nhích đứng lên. Trên lá cờ nhỏ ngân quang chớp động, trong thiên địa bắt đầu trở nên một mảnh hôi sắc mông lung, hình như nổi lên cát bay đá chạy. Ngưỡng Thiên Hạo bấm tay bắn ra, một giọt tinh huyết trực tiếp bắn đi ra ngoài, ba một tiếng trên không trung tan ra, cấp giá hôi trầm thiên địa bịt kín một tầng huyết sắc. Sau đó cả người hắn cũng biến thành ngân quang một mảnh, từng đạo âm phù cổ quái từ trong miệng hắn phun ra, trên trán dần dần hiện lên mồ hôi hột, từng giọt lăn xuống tới. Một đạo ngân sắc vòng xoáy đột nhiên ở phía sau hắn nổi lên, lực lượng kinh khủng chậm rãi từ bên trong tràn ra, phảng phất như có vật gì đáng sợ muốn phủ xuống tới. Xa xa năm người ngưỡng mộ đều là vẻ mặt kinh khủng, tựa hồ đã bị loại dị lực này ảnh hưởng, cảm thấy cực kỳ không khỏe, một chút toàn bộ thối lui mấy ngàn thước. Bên trong thiên địa hôi sắc mông lung, ngoại trừ cả vật thể màu bạc Ngưỡng Thiên Hạo tổng số mặt lá cờ nhỏ ngân sắc ra, hầu như thấy không rõ bất kỳ vật gì. Sau lưng Ngưỡng Thiên Hạo bên trong ngân sắc vòng xoáy, chậm rãi hóa ra một hư ảnh hình người to lớn, không biện ngũ quan, đỉnh đầu chiều dài 7 xích sừng. Hư ảnh chậm rãi hé miệng tới, nhẹ nhàng phát sinh một âm tiết trầm muộn cổ quái, như là đang thở dài vậy. Sau đó trên hai mắt màu bạc nhạt bắt ra mấy cái quyết ấn, động tác cực chậm, mỗi một lần đều dẫn tới thiên địa rung động, ngân sắc lá cờ nhỏ cả đám toát ra cường quang nóng cháy, bên trong toàn bộ một phương thiên địa đều biến thành ngân lóng lánh. Vậy rốt cuộc là vật gì? Xa xa một gã võ giả kinh hãi dị thường, nhìn hư ảnh màu bạc to lớn, chỉ cảm thấy nội tâm dị thường áp lực. Ngưỡng Mộc cũng là khuôn mặt co quắp một chút, nhưng có vẻ hơi chút chấn định, nói. Cự linh thần thông một loại mà thôi, không cần quá mức hoảng hốt. Nếu nói cự linh thần thông, phần nhiều là lực lượng vô cùng cường đại, bị bản thể giới hạn vô pháp thừa thụ, lúc này mới ngưng tụ thành cự linh, đi qua chiếu hình thi triển ra. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói. Nhưng là có ngoại lệ, chỉ là không nhiều lắm. Cự linh thân ảnh màu bạc bắt ra một cái quyết ấn cuối cùng, cả người định cách tự đắc, vẫn không nhúc nhích, thế nhưng vô số ký hiệu màu bạc từ cự linh trên người bay lên. Tiền phương trong thiên địa một mảnh kia, lạn ngân hà chiếu hiểu, toàn bộ vạn vật tĩnh lặng, ở dưới một cổ lực lượng kinh khủng rung động. Lý Vân Tiêu lúc này tránh xử ở trong nhất phương tu di giới tử, hóa thành trong thiên địa một bụi bẩm. Cái tu di giới tử này chính là lúc trước ở trong long mộ đánh chết Dương Nguyên Thư sau đó đoạt được, có thần thông lớn lao ẩn nấp, ngay cả long tộc quan thiên kính đều không thể nắm bắt được chút nào. Chính là có được vật ấy, lại thêm lôi quyết của mình, Lý Vân Tiêu mới có thập thành lòng tin và Ngưỡng Thiên Hạo một đổ. Trước phá vỡ huyễn quyền như hải, liền một chút trốn liễu tu di giới tử lý, dự định đợi cho thời gian đầu cùng lại đi ra. Ngưỡng Thiên Hạo các loại kích tướng hắn cũng nghe được rõ ràng không sót. Căn bản là không có nghe thấy, yên lặng ngồi xếp bằng tu luyện, đem nguyên khí hao tổn lúc trước thoáng chút khôi phục. Trong lúc bất chợt, bên trong tu di giới tử run rẩy, một đạo ngân sắc sóng gợn trên không trung đẩy ra. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy ngân sắc sóng gợn nổi lên rung động lớn dần, trong đó không ngừng có ký hiệu tuôn ra, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, hướng tới trung tâm sóng gợn chen đè tới. Bên trong giới tử vô hạn không gian thoáng chút đã trở nên hữu hạn đứng lên, mà ngân sắc sóng gợn phảng phất như một đạo ngân hà, đặt ở trên khung đính. Không tốt muốn sụp xuống rồi. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh, có chút không dám tin tưởng, thần thông có thể cách không mà đến tất nhiên là đại thần thông. Hơn nữa giới tử không gian này cũng không phải là hắn nghĩ vậy muốn sụp xuống rơi,
mà là dần dần trở nên hoảng hốt, dĩ nhiên là cũng bị nóng chảy rơi. Luyện không thuật. Trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kiếm khí trong tay cùng nhau, lãnh kiếm băng xương ngang trời đảo qua, một thanh kiếm hình thật lớn hướng trên trời cao chém tới, vẽ ra một cái băng sắc quỹ tích thật dài. Ầm ầm. Kiếm khí thoáng chút nhảy vào bên trong ngân sắc sóng gợn, đem sóng gợn quấy dày, toàn bộ bầu trời kích động. Từng đạo rung động nổi lên, này ngân sắc văn lộ đều trở nên lộn xộn.